chương 1601 một lý tử hào mang theo cười lạnh vắt tay hướng về phía thạch hạo đánh tới gã thấy giải quyết thạch hạo chỉ cần một chiêu mà thôi gã là tiên vương tứ tinh thạch hạo lại chỉ là nhất tinh dòng dã tranh lệch kém tam tinh tại tiên vương cảnh tu vi kém đến lên tam tinh đó là tuyệt đối nghiền ép đùng công kích của gã còn không có vung ra trên mặt liền nặng nề chịu một bàn tay đánh cho cả người gã đều là lăng không lật lên trong chớp nhoáng này trong đầu não lý tử hào trống rỗng làm sao có thể bành gã ngã dầm trên mặt đất lại vừa vận phát động một đạo sát cơ ở nơi này một kích chém tới phốc cánh tay trái của gã lập tức vô thanh vô tức rớt xuống lý tử hào như ở trong mộng mới tỉnh lập tức bắn người mà lên còn tốt sát cơ này cũng không tính kinh người như thế nào gã kịp thời phản ứng cũng liền chỉ là mất cái cánh tay gã kinh hãi nhìn xem thạch hạo trong hai mắt tràn đầy không tin người này không phải tiên vương nhất tinh sao mấy lần giao phong thạch hạo đều là thấy gã liền chạy hơn nữa, nhìn khí tức tràn lan ra từ trên người đối phương, tiên vương nhất tinh là tuyệt đối không có giả. Thạch Hạo cố ý giả trang, thế nhưng là, có người biến thái như vậy, cố ý ở trước mặt gã yếu thế hai ba lần, sau đó đột nhiên bộc phát, chỉ vì dọa chính mình nhảy một cái sao? Nhưng, nếu như không phải vì lý do này mà nói, lại thế nào giải thích đâu? Sư đệ còn không dừng cương trước bờ vực, Triệu Trường Hà cũng vọt qua, hướng về phía Lý Tử Hào quát, "Ta gãy cánh tay đấy!" Lý Tử Hào ai oán mà liếc nhìn Triệu Trường Hà, chúng ta thế nhưng là đồng môn, cánh tay của ta không có, ngươi cũng không quan tâm một chút. Thạch Hạo vỗ vỗ vai Lý Tử Hào, thế nào, để cho ngươi xin lỗi có khó như vậy sao? Ba phen mấy bận, truy sát hóa thân của hắn chỉ có thể chạy trốn, làm chế này bao nhiêu thời gian hái thuốc của hắn. Lý Tử Hào chỉ cảm thấy bi phẫn, rõ ràng mình mới là người bị hại, vì cái gì còn muốn hướng Thạch Hạo xin lỗi đâu. Lại nói, cái này cũng có thể tính là địa bàn của phá thiên nhất mạch, Ngươi chạy đến trên địa bàn của chúng ta, còn phách lối như thế. Thật xin lỗi." Lý Tử Hào hít vào một hơi thật dài, sau đó đè lại hỏa khí nói ra, "Trước vượt qua một kiếp này, sau khi trở về, gã nhất định phải hướng sư môn bẩm báo. Thạch Hạo quá phách lối. Hơn nữa vô sỉ, cố ý yếu thế trước để gã nghĩ lầm đối phương có tiếng không có miếng, kết quả bây giờ lại bị đánh mặt nặng nề." Gã lại không muốn nghĩ, Thạch Hạo căn bản không có ý tứ trêu chọc gã là gã vừa lên đến liền muốn luận bàn, bị cự tuyệt còn khó chịu, chủ động xuất thủ công kích, rõ ràng là gã chọc sự tình lên trước, lại ngược lại đem hết thảy nồi đều là đẩy lên trên thân Thạch Hạo. Có ít người, chính là không hiểu tỉnh lại chính mình. Thạch Hạo chỉ là vỗ vỗ vai của gã, về sau kiềm chế một chút, không cần tính tình lớn như vậy, rất dễ dàng đụng phải cái đinh. Lý Tử Hào kém chút bộc phát, nhưng lại không thể không cắn răng nhẫn nhịn xuống. Cút đi. Thạch Hạo phất phất tay. Lý Tử Hào không rên một tiếng, xoay người rời đi. Triệu Trường Hà thì là hướng về phía Thạch Hạo cười cười, lên tiếng chào, lúc này mới rời đi. Thạch Hạo tiếp tục ngồi xuống xếp bằng, hắn nghiên cứu diễn hóa hóa thân đã đến cửa đột phá, nhiều lắm là lại thêm mấy ngày thời gian, liền có thể thu hoạch được tăng lên quyết định. Nhoáng một cái, lại là 10 ngày đi qua. Hư hư hư, trong thân thể Thạch Hạo, lần nữa bay vọt ra từng đạo hóa thân. Lần này, số lượng đạt đến 30.000. Nói cách khác, số lượng mà Thạch Hạo có thể thả ra hóa thân trong một lần, đạt đến 13 vạn khủng bố. Phải biết, những cái này đều là tiên vương, dù chỉ là nhất tinh. Toàn bộ tiên giới, không tính tiên tôn nhất mạch mà nói, cũng liền có chừng 3 ngàn tiên vương, mà dù là tính cả tiên tôn nhất mạch, căng hết cỡ sẽ không vượt qua 4 nghìn. Số lượng này, ngay cả số lẻ của Thạch Hạo cũng không sánh bằng. Bởi vậy có thể thấy được, cái diễn hóa phân thân thuật này của Thạch Hạo, khủng bố cỡ nào đại quân 30.000 người xuất động, cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm tiên dược mà hóa thân trước đó đi ra thì bắt đầu lần lượt trở về, đem tiên dược đưa trở về. Thạch hạo một bên luyện hóa tiên dược, một bên thì là tiếp tục tham ngộ diệu thuật của môn thần thông này. Nhoáng một cái, lại là 30 năm trôi qua, thạch hạo thành công đột phá đến tiên vương lục tinh. Bởi vì lại có mấy đạo hóa thân tử vong, thạch hạo liền một lần nữa diễn hóa thêm mấy đạo đi ra, mà để hắn vui mừng chính là, hóa thân mới xuất hiện này lại là tiêu chuẩn tiên vương nhị tinh. Thăng cấp, nói cách khác, hắn hiện tại có thể một lần xuất động 13 vạn tiên vương nhị tinh. Đương nhiên, những hóa thân này không cách nào tu luyện, tồn trữ năng lượng lại có hạn, đánh một hồi liền sẽ hao hết lực lượng, tiên vương không còn có lực lượng, nhưng, số lượng này, chất lượng này, cả hai chồng lên, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa, chỉ cần thạch hạo tiếp tục tăng cao tu vi, thực lực của hóa, thân cũng có thể đi theo tăng lên, đây mới là dọa người hơn đó chủ thân thạch hạo bây giờ căn bản không cần động, mỗi ngày đều sẽ có hóa thân đưa tới tiên dược. 13 vạn tiên vương cùng một chỗ ra sức cho Thạch Hạo. Hiện tại nhu cầu đối với tiên dược của Thạch Hạo là càng lúc càng lớn. Lần trước hoàn thành tu vi bỏ ra 30 năm tích lũy, hơn nữa là 30 năm một mực luyện hóa tiên dược, nhưng còn bây giờ thì sao? Dòng dãi 50 năm đi qua, hắn mới tu tới tiên vương lục tinh đỉnh phong. Nếu mà so sánh, mặc dù thời gian đột phá bỏ ra 4 tháng, lại ngắn ngủi đến mức có thể bỏ qua không tính. Thạch Hạo im lặng, hắn vốn cho rằng không đến 300 năm liền có thể rào bước tiến lên thập bát tinh nhưng bây giờ đến xem, thời gian này phải kéo dài thật lớn. Tin tức tốt là, theo hắn trở thành tiên vương thất tinh, hóa thân mà hắn diễn hóa đi ra cũng đạt tới độ cao tiên vương tam tinh. Tin tức xấu là, theo đại lượng tiên dược bị hắn ngắt lấy, tiên dược chung quanh đây cũng càng ngày càng ít, thu hoạch của các hóa thân càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, đây chính là cấm địa, từng bước nguy cơ, dù thạch hạo đã rất cẩn thận, vẫn là hao tổn hơn hai vạn hóa thân. Nên rời đi, đổi chỗ khác lại tìm đi thạch hạo nhất niệm động các hóa thân nhao nhao trở về a à, một đạo hóa thân của hắn ở trên đường trở về lại là ngoài y muốn gặp gỡ hai người lý tử hào còn có một người chưa thấy qua chính là một cái đại thúc tràn đầy cảm giác tăng thương tóc rối bời trong tay thì là cầm một cái hồ lô rượu không ngừng rót cho mình khoái miệng còn có thể nhìn thấy vết rượu hoàn toàn một bộ dáng tử quỷ nhưng mà để thạch hạo có chút ngưng mắt chính là con sâu rượu này hắn hoàn toàn nhìn không thấu hóa thân không phải chủ thân hiện tại chỉ là có thực lực tiên vương tam tinh ánh mắt cái gì cũng bị cực hạn tại cấp độ tiên vương tam tinh nhưng tiên vương tam tinh dù là đánh không lại tiên vương cửu tinh nhưng muốn nhìn ra khí tức cường độ của tiên vương cửu tinh vẫn là không khó thế nhưng là con sâu rượu này lại là hoàn toàn nhìn không thấu phẳng phất lão chính là một người bình thường lại phẳng phất lão đã cùng thiên địa tự nhiên hòa là một thể vậy dĩ nhiên không có khả năng nhìn thấu loại trước làm sao có thể, đây là cấm địa. Cho nên, chỉ có thể nói, thực lực của con sâu rượu này đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân. Thạch hạo. Lúc Lý Tử Hào nhìn thấy thạch hạo hóa thân này, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ đại hỷ. Không nghĩ tới, nhanh như vậy tìm đến ngươi. Gã lạnh lẽo nói ra. 80 năm qua đi, cánh tay cụt của gã còn không có khôi phục. Không có cách, đây chính là bị cấm địa chặt đứt, nào có dễ dàng khôi phục như vậy. Cho nên, gã đối với thạch hạo tràn đầy hận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch hạo bật cười, nói, thế nào, vết sẹo còn không có tốt, cái này đã quên đau nhất. Lý tử hào giật mình một cái, nhưng, gã tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức liền khôi phục lực lượng, nói, thạch hạo, người phách lối liền muốn đến đây mà kết thúc. Ồ, thạch hạo nhìn gã, người hơn 80 năm này tu luyện ra cái tuyệt thế thần thông gì, lại dám nói chuyện với ta như vậy rồi. Mặt lý tử hào đỏ lên, gã đâu có thể nào tu ra thần công gì. Vị này là đại sư huynh của phá thiên nhất mạch chúng ta, Quách Dương Quách đại nhân. Lý Tử Hào chỉ chỉ Tử Quỷ kia, Quách đại nhân vừa mới khôi phục, sau khi nghe nói thanh danh của ngươi, muốn cùng ngươi luận bàn một chút đại sư huynh của phá thiên nhất mạch. Đó chính là thân đồ của phá thiên tiên tôn, hơn nữa còn là thủ đồ. Quách Dương lại là cười nhạt một tiếng, ta cũng không phải là đại đệ tử của sư tôn, bất quá, toàn bộ các sư huynh trước ta đã hóa đạo, cho nên ta liền thành đại sư huynh. Ý giải thích một câu, sau đó nhìn chằm chằm vào thạch hạo ánh mắt bỗng nhiên sáng rõ phảng phất như ngôi sao đang nổ tung nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi y liền khôi phục nguyên dạng lại bắt đầu cuồng rót rượu uống ngươi thật sự là thạch hạo quách đại nhân hắn chính là thạch hạo hóa thành cho ta cũng nhận biết lý tử hào vội vàng nói người này cùng chính mình thế nhưng là có mối hận cụt tay thậm chí đến bây giờ còn không có khôi phục mỗi lần nhìn thấy gã đều sẽ hận từ tâm lên Quách Dương lại là bật cười, người như vậy cũng có thể đánh bại mà kiếm tâm. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Y thấy rõ ràng, chiến lực của người này cũng chỉ tam tinh, ngay cả Lý Tử Hào cũng không kịp. Lý Tử Hào sững sờ, Quách Dương thế mà lại cho Thạch Hạo đánh giá như vậy. Phải biết, đây chính là đại đệ tử của phá thiên tiên tôn. Trước đó một mực bị phong ấn bản nguyên sinh mệnh, ở vào trạng thái ngủ say, thẳng đến mấy năm trước mới bị tỉnh lại. Mà phong ấn bản nguyên sinh mệnh, đây chính là thủ đoạn của tiên tôn. Hơn nữa đối với Tiên Tôn cũng là tiêu hao cực lớn, cho nên chỉ có người được Tiên Tôn cực kỳ coi trọng, cho rằng tương lai có khả năng kế thừa y bát của chính mình, lúc này mới sẽ phong ấn lại, tại trước khi chính mình hóa đạo mới phóng xuất, trùng kích chuẩn Tiên Tôn, trực tiếp che trở thành tựu Tiên Tôn, đón lấy vị trí của mình. Cho nên, thiên phú của Quách Dương, cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ. Y sẽ nhìn lầm sao? Sẽ không. Cho nên, Thạch Hạo kỳ thật cũng không có cường đại như trong tưởng tượng vậy đúng vậy gã cũng từng cho rằng như vậy thẳng đến khi gã bị quất một cái tát chuyện gì xảy ra ngươi đi luận bàn cùng hắn một chút quách dương hướng về lý tử hào nói ra lý tử hào đối với thạch hạo thế nhưng là có bóng ma tâm lý mãnh liệt nghe vậy bản năng khẽ sợ ừm quách dương đem lông mày dương lên lập tức sát cơ đáng sợ bắn ra dọa đến lý tử hào kém chút tiểu trong quần có thể đem tiên vương hù đến tình trạng như vậy sát cơ của quách dương này kinh người đến cỡ nào đương nhiên cũng là do tiên vương mà tiên tôn nhất mạch bồi dưỡng ra được không có cốt đầu cứng rắn như tiên vương tự mình tu luyện ra bằng không mà nói tiên vương phía ngoài tuyệt sẽ không dễ bị hù như vậy không có cách lý tử hào đành phải hướng về phía thạch hạo đi đến trong lòng thì là lo sợ một tay chưa hồi phục cũng không nên lại gãy mất một cái cánh tay khác thạch hạo thì là nhìn về phía quách dương ra hỏa này ánh mắt thật độc liếc mắt một cái thấy ngay sâu cạn của hóa thân này hơn nữa đối phương đã một mực khóa cứng chính mình chỉ cần hắn khẽ động, sát cơ của Quách Dương liền sẽ chém tới, cam đoan tại trước khi hắn xé mở không gian đào tẩu sẽ chém tới. Đối phương chính là mạnh như vậy, không kém hơn mà Kiếm Tâm. Lý Tử Hào hét lớn một tiếng, động viên cho mình, sau đó hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Hóa thân đã là Tiên Vương Tam Tinh, Thạch Hạo đương nhiên không sợ một trận chiến, cô song quyền nghênh kích lên. Bành! Một kích mà thôi, Thạch Hạo liền bị đánh bay. Mặc dù thực lực của Hóa thân đại tiến, nhưng tam tinh đối với tứ tinh tranh lệch vẫn còn quá lớn lý tử hào sững sở chính gã đều là không thể tin được thạch hạo dĩ nhiên không chịu nổi một kích như thế cái này nhiều lắm chính là chiến lược tiên vương tam tinh sau đó gã lại hướng về phía thạch hạo giết tới thạch hạo vội vàng tránh tiên vương cảnh mỗi khi kém nhất tinh chiến lược so sánh thật sự là cách quá xa chủ yếu là đây là hóa thân không có một chút xíu át chủ bài tự nhiên cũng không có điểm để lật bàn rồi rời đi thạch hạo phát hiện quách dương đã không còn khóa lại chính mình bởi vậy hắn không chút do dự quay người rời đi lý tử hào cười ha ha hướng về phía thạch hạo truy kích mà đi giờ khắc này niềm tin của gã tăng vọt giống như điên cuồng quách dương thì là lắc đầu hoàn toàn không có ý tứ cùng đi lên loại cạn bã này cũng xứng để y xuất thủ hừ vốn cho rằng người này có thể đánh bại mạc kiếm tâm có giá trị đáng giá để chiến một trận nhưng bây giờ thổi phồng lên đi y quay người rời đi đuổi, đuổi, ta đuổi đuổi đuổi. Giờ khắc này, Lý Tử Hào chỉ cảm thấy đi lên nhân sinh đỉnh phong, khí phách lộn xộn phát đến không cách nào hình dung. Nhẫn nhịn hơn 80 năm, giờ khắc này toàn bộ bạo phát ra. Ngươi yếu như vậy, ngươi thế mà yếu như vậy. Lúc trước ngươi là thế nào đả thương ta? Ngươi tên lừa đảo này. A, à, gã đột nhiên sững sờ, bởi vì Thạch Hạo ngừng lại. Ngươi đây là biết chạy không được, cho nên muốn cùng ta liều mạng sao? Thạch Hạo ngươi vẫn rất có tự biết rõ thôi gã cười lạnh nói nên có tự biết rõ là ngươi đi một thanh âm vang lên ai lý tử hào quay đầu nhìn lại sau đó trên mặt của gã lộ ra biểu lộ không thể tin được quá quá khiếp sợ lại là một cái thạch hạo làm sao có thể gã vừa nhìn về phía cái thạch hạo thứ nhất cái này giống nhau như đúc ha ha còn không có chịu đủ giáo huấn a à, thanh âm thứ ba vang lên Lý Tử Hào thuận theo thanh âm nhìn sang, con mắt liền chừng đến càng thêm lồi ra. Gã nhìn thấy cái gì? Cái thạch hạo thứ ba. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mẹ ngươi sinh hết thảy mấy cái. Cái này kêu là tìm đường chết. Thanh âm thứ tư vang lên. Sau đó, cái thạch hạo thứ tư xuất hiện. Lý Tử Hào đều là chết lặng, tứ bào thai. Hơn nữa, từng cái đều tu đến tiên vương. Nếu tự tìm đường chết, vậy liền đưa gã lên đường. Cái thạch hạo thứ năm xuất hiện sau đó, cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám. Càng ngày càng nhiều thạch hạo xuất hiện, thậm chí bắt đầu có xu thế lít nha lít nhít. Lý tử hào trực tiếp liền choáng váng, tứ bào thai còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng, đây là bao nhiêu bào thai? Một trăm, một nghìn. Toàn thân gã đều đang run rẩy, những thạch hạo này đều là tản ra khí tức tiên vương tam tinh. Đơn độc cầm một cái đi ra, gã hoàn toàn không thèm để ý, nhẹ nhõm liền có thể chấn áp, tiên vương cảnh kém chiến lực nhất tinh. Đây chính là cách biệt một trời. Vậy nhiều hơn một cái đây. Năm cái không có vấn đề, vẫn có thể chấn áp, tám cái có chút khó, nhưng vẫn là chiếm được thượng phong, mười cái mà nói, vậy khẳng định là ngang tay. Nhưng bây giờ, một nghìn, mấy ngàn, cái này mỗi người một quyền, đều, có thể đem gã đánh thành cạn bã. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Gã run giọng hỏi, người sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Một cái thạch hạo hóa thân bên trong nói ra, oanh, lập tức, tất cả thạch hạo cùng nhau tiến lên. Nếu như đây là mấy ngàn tiên vương, vậy liên thủ mà công, một cộng một lại không nhất định tương đương hai, mà là sẽ nhỏ hơn hai. Vì cái gì? Không có phối hợp. Thế nhưng là, những cái này toàn bộ lại là hóa thân của thạch hạo, vậy lại là ăn ý cỡ nào đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phía dưới loạn quyền, Lý Tử Hào bị sinh sinh đánh chết số lượng tranh lệch quá xa, tùy tiện liền đền bù chiến lực nhất tinh cách xa. Mà thạch hạo chủ thân, cũng động, hướng về phía quách dương truy kích mà đi. Nếu muốn rời đi, hắn đương nhiên không muốn có cái tiếc nuối gì. Mà quách dương cũng không có đi được quá xa, y phạm vào nghiện rượu, bắt đầu uống ừng ực lên. Sau khi đem chính mình rót đến chóng mặt, y nằm thẳng dưới đất, nằm ngáy o o, tại cấm địa cũng dám tùy tiện, y cũng là tâm đủ lớn. Bất quá, chuyện này chỉ có thể xem như khu vực trung hoàn của cấm địa, mà thực lực của y lại vượt xa tiên vương cửu tinh cho nên coi như y không kiêng nể gì cả như thế cũng là không có chút nguy hiểm nào hoàn cảnh thiên địa nơi này làm gì được y sao hung thú nơi này dám hướng y xuất thủ sao đem cấm địa xem như nhà muốn ngủ liền ngủ cũng thật sự là ngư bức một lúc sau con mắt y đột nhiên mở ngồi thẳng đứng lên nơi xa thạch hạo đạp thiên mà tới ừm quách dương nhìn thạch hạo trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái không giống với lúc trước làm sao không giống với lúc trước thạch hạo trước đó thuộc về xem xét liền rõ ràng hoàn toàn không có bí mật gì để nói nhưng còn bây giờ thì sao sâu không thể lường phảng phất như một cái lỗ đen hoàn toàn nhìn không thấu chỉ là một hồi thời gian như thế tại sao sẽ có biến hóa như thế hơn nữa lý tử hào không phải đang truy kích hắn sao ngươi thạch hạo quách dương hỏi không thể giả được thạch hạo mỉm cười người vừa rồi không phải ngươi đi quách dương nói ra đương nhiên là ta. Thạch hạo cười một tiếng, ta tu luyện một môn thần thông, bất quá còn không có thuần thục, cho nên, thực lực trượt cao trượt thấp. Ngươi lừa gạt quỷ đi. Ha ha, ta nhìn không phải thực lực trượt cao trượt thấp, mà là ngươi đang lừa dối ta đi. Quách dương từ tốn nói. Không dễ lừa gạt. Thạch hạo cười ha ha, nói những cái này có ý tứ sao. Ngươi không phải muốn cùng ta luận bàn sao. Đến, ta dạy cho ngươi làm người như thế nào. Thật cuồng. Ngữ khí quách dương có chút lạnh lẽo. Đến, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Quách Dương hừ một tiếng, uống một ngụm rượu, sau đó hướng về phía Thạch Hạo phun tới. Lập tức, đầy trời tất cả đều là hạt mưa màu vàng, hóa thành vô số lưỡi kiếm, hướng về phía Thạch Hạo bay đi. Thạch Hạo chấn động quyền, bành, những lưỡi kiếm này toàn bộ vỡ nát, sau đó bốc hơi biến mất. Nghiêm túc chút, hắn cười nói. Quách Dương nhìn Thạch Hạo, tay vừa lộn, đã là nhiều thêm thanh đao. Một đao nơi tay, vẻ say của y lập tức toàn bộ tiêu tán. Giết! y thả người giết tới, chém ra một đao, thiên địa đều là thất sắc, chỉ còn lại có một đao sáng chói kia, như muốn khai thiên phách địa. Thạch hạo nghênh tiếp, cùng quách dương đối bính. Hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, thực lực của cái quách dương này cùng mạc kiếm tâm không kém bao nhiêu, nhưng thạch hạo cũng đã từ tiên vương tứ tinh dảo bước tiến lên thất tinh, chiến lực dòng giá tăng lên tam tinh. Hơn nữa hắn còn là loại tiên vương tăng lên một tinh cần tiêu hao tài nguyên, mà người khác cần từ nhất tinh đến cửu tinh. Với thạch hạo mà nói, hắn tăng lên một tinh khủng bố cỡ nào. Cái này kém đến lên tam tinh. Bất quá, Thạch Hạo cũng không muốn lộ ra ngoài chính mình cường đại, miễn cho lọt vào tiên tôn sớm nhằm vào, hắn hiện tại ngược lại là không ngại, ngược lại là, thân nhân phía ngoài đâu. Cho nên, Thạch Hạo chỉ là đem chiến lực khống chế tại trình độ chiến đấu cùng mà kiếm tâm, lúc trước. Dù là như vậy, hắn cũng là chiếm thượng phong nhỏ. Chiến đến hơn ngàn chiêu, Quách Dương chủ động kêu dừng chiến đấu. Đã nghiền, đã nghiền, y cười ha ha, ngươi không để cho ta thất vọng đáng giá nhất thật sự là đánh cho dễ chịu bất quá ta trước đó nhìn thấy ngươi rõ ràng không có mạnh như vậy đây là có chuyện gì thạch hạo hoàn toàn không có ý tứ trả lời hắn chỉ là cười một tiếng nghênh ngang rời đi hắn cố ý tìm đến chính là muốn để quách dương biết chính mình cũng không yếu mục đích đạt tới hắn tự nhiên là muốn đi quách dương nhìn bóng lưng thạch hạo trong lòng chiến ý bộc phát y có chút không cam tâm bị trói buộc tại cấp độ này tại sao muốn để y chờ lâu như vậy đừng tưởng rằng bị phong ấn sinh mệnh trôi qua đình chỉ sẽ thật giống như đi ngủ vô trì vô rác thẳng đến khi tỉnh lại không phải như thế tại trạng thái phong ấn kỳ thật sinh mệnh trôi qua vẫn còn tiếp tục chỉ là sẽ mười phần chậm chạp hơn nữa linh hồn cũng không phải ở vào trạng thái đóng băng vẫn là có cảm giác lại cái gì cũng không làm được đây quả thực liền giống như bị vây ở trong địa ngục vì cái gì mà kiếm tâm điên cuồng như vậy không phải liền là bị như thế bức ra sao vì cái gì y thích rượu như vậy không phải liền là muốn tê liệt chính mình miễn cho nổi lên ký ức đáng sợ như vậy sao thế nhưng là thạch hạo lại có thể tự do trưởng thành dựa vào cái gì quách dương lại nằm đến trên mặt đất y chính đang là một cái quyết định trọng đại một ngày sau y cuối cùng là quyết định y không trở về y muốn ở nơi này đột phá chuẩn tiên tôn đương nhiên y sẽ không phản bội sư môn cho nên y tuyệt sẽ không lấy kim chi bản nguyên tới tay mà sẽ là một mạch khác như vậy, y cũng sẽ không cô phụ ân bồi dưỡng của phá thiên tiên tôn. Thạch hạo đi xa, sau khi đi tới một chỗ, chỉ gặp vô số hóa thân nhao nhao trở về, cùng hắn dung hợp. Mà tiên dược trong tay thạch hạo, thì lại nhiều thêm mấy trăm gốc. Hiện tại, tiên dược đều lấy chừng trăm để tính toán rồi. Thạch hạo cười một tiếng, tiếp tục đi tới. Hắn xa xa rời đi khu vực này, sau đó ngừng lại, ngồi xếp bằng. Chúng hóa thân lần nữa bay ra, hết thảy 13 vạn, hướng về bốn phương tám hướng mà đi chủ thân thì là tiếp tục luyện hóa tiên dược, cố gắng tăng lên tu vi của mình. 70 năm sau, Thạch Hạo đem tiên dược nơi này cơ hồ quét không, mà tu vi của hắn cũng dần dần tới gần thất tinh đỉnh phong. Không có cách, Thạch Hạo lại đổi cái địa phương, sau đó tiếp tục. Như vậy, lại 10 năm trôi qua, hắn mới chạm đến bậc cửa thất tinh đỉnh phong. Đột phá. Bỏ ra thời gian nửa năm, Thạch Hạo thành công bước vào tiên vương bát tinh. Hắn không ngừng mà đổi chỗ để kiếm tiên dược, thời gian trăm năm cực nhanh hắn sắp thành tiên vương cửu tinh, nhưng toàn bộ khu vực trung hoàn cũng bị hắn quét đến không sai biệt lắm. Chỉ có thể xâm nhập sâu thêm một chút. Thạch hạo nhe răng, tiên dược trong toàn bộ cấm địa toàn bộ cho hắn, có phải mới có thể đưa hắn lên thập bát tinh hay không? Đây thật là quá kinh khủng, hắn tăng lên một bước cần rất rất nhiều năng lượng. Không có cách, hắn trưởng thành mang ý nghĩa một cái thế giới lớn mạnh, tiêu hao có thể không lớn sao. Thạch hạo tiếp tục thâm nhập sâu, đến nơi này, chính là môn đồ của tiên tôn cũng là hoàn toàn không dám tới, đây mới thực là cấm khu sinh mệnh, cũng liền cả tiên tôn sẽ ngẫu nhiên vào xem một chút, nhưng cũng phải cẩn thận cẩn thận. Cấm địa, sẽ không bởi vì thực lực ngươi mạnh liền trở nên an toàn, tương phản, thực lực càng mạnh, cấm địa nhằm vào cũng sẽ càng đáng sợ, tỷ lệ vẫn lạc là giống nhau. Nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn. Thạch hạo thả ra hóa thân, nhưng ở nơi này, hóa thân tổn thất đến vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù ngưng tụ hóa thân không cần thạch hạo tiêu hao lực lượng bao lớn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, tổn thất một đạo đều để tâm hắn đau nhất, Huống chi hiện tại tổn thất mỗi ngày thế nhưng là lấy trăm để tính. Nhưng, thu hoạch cũng lớn tiên dược nơi này, thật có thể xưng là đại dược, mặc dù không bằng loại cây chỗ nhà tranh càng sâu kia, nhưng cũng tương đương là địa bảo. Hà, thạch hạo khẽ giật mình, bởi vì có một bộ hóa thân phát hiện ra một người toàn bộ khôi giáp, cùng một dạng cách ăn mặc như la an dân. Ừm, thạch hạo hóa thân hiện tại là chiến lược tiên vương tứ tinh, đã không tính yếu đi. Nhưng, đối phương hiển nhiên càng mạnh thạch hạo hóa thân mặc dù cẩn thận cẩn thận một mực đè ép khí tức của mình nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người đối phương đối phương liền lập tức hiện lên phản ứng cũng đem hắn phát hiện ha ha thật sự là ngoài ý muốn ở chỗ này vậy mà lại gặp được người người này nói thanh âm từ trong chiến giáp gạt ra có một loại cảm giác biến điệu thạch hạo đem lông mày nhướng lên dù chỉ là hóa thân đó cũng là hoàn toàn chân thật trang phục của người này cùng la an dân giống nhau như đúc La An dân là tiên vương từ một đầu khác của đường lầy lội đi tới. Bất quá, rõ ràng đã đi ra khỏi đường lầy lội, vì cái gì người này vẫn là một bộ cách ăn mặc như thế đâu? Người mặc nhiều như vậy, không sợ mệt mỏi sao? Thạch Hạo nói ra, một bên thì là để hóa thân xung quanh chạy đến trợ giúp, chủ thân cũng đang nhanh chóng chạy tới, nhưng cái này đều cần thời gian. Người kia cười ha ha, lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta gọi Thạch Hạo, ngươi xưng hô như thế nào? Thạch Hạo một bộ dáng nhiệt tình, người kia lần nữa lắc đầu không cần cùng ta trèo giao tình gì ngươi thấy được ta liền nhất định chỉ có một con đường chết cho nên ngươi vẫn là an tâm cam chịu số phận đi thạch hạo cười cười không cừu không oán ta cũng không nhận ra ngươi ngươi liền muốn giết ta điều nói rồi là số mệnh của ngươi không tốt người kia nói bất quá ta ở chỗ này cũng rất lâu một mực không có người theo giúp ta nói chuyện liền để ngươi sống lâu một hồi chờ đến ngày nào ta ngán lại đem ngươi giết đi cái kia, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi đang làm cái gì? Hắn ra vẻ hiếu kỳ. Người kia lập tức run lên, ở trên thân Thạch Hạo quét một chút, ngươi tại sao muốn hỏi như vậy? Hỏi một chút thế nào? Thạch Hạo vô tình nói. Hừ, ngươi quá hiếu kỳ, mà người quá hiếu kỳ, bình thường đều sống không lâu. Người kia lạnh lẽo nói ra. Oanh, gã phóng xuất ra khí tức bản thân. Tiên Vương Bát Tinh. Tứ Tinh đối với Bát Tinh, khẳng định không được bất quá thạch hạo cũng không lo lắng bởi vì mấy đạo hóa thân gần nhất lập tức liền muốn đuổi đến ngươi có nắm chắc xử lý ta như vậy sao hắn cười hỏi ngươi một cái tiên vương tứ tinh nho nhỏ chẳng lẽ ta còn muốn kiêng kỵ ngươi người kia bật cười bát tinh đối với tứ tinh đó là sai biệt thực lực to lớn cỡ nào như vậy nếu như không phải một cái đâu thạch hạo nói ra hưu đạo hóa thân thứ hai đã tới hai cái thạch hạo người kia rõ ràng xứng sở song bỏ thai trên đời này không thiếu song bào thai, nhưng, song bào thai muốn đồng thời tu đến tiên vương cảnh, cái này ít đến thương cảm. Hai cái thì như thế nào? Người kia cười lệnh nói. Ai nói cho ngươi, chúng ta chỉ có hai cái. Đạo hóa thân thứ ba, thứ tư cơ hồ chân trước chân sau đuổi tới. Móa. Người kia lập tức mộng bức, tứ bào thai. Sau đó, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, càng ngày càng nhiều hóa thân đuổi tới. Người kia tự nhiên biết, tuyệt không có khả năng này là từ một mẹ sinh ra, heo cũng không có thể sinh như thế. Đây là một loại bí thuật, có thể hóa thân ngàn vạn. Vạn hóa thiên công. Gã thốt ra. a à, ngươi thế mà còn biết vạn hóa thiên công. Thạch hạo kinh ngạc, một đầu khác của đường lầy lội, thế mà cũng biết vạn hóa thiên công. Hừ, mặc cho ngươi hóa thân ngàn vạn, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, ta vẫn là có thể nhẹ nhõm chấn áp ngươi. Người kia lập tức lại bắt đầu trở nên ngạo nghễ tranh lệch, nhất tinh muốn số lượng 10 người mới có thể đền bù. Vậy nhị tinh là trăm người, tam tinh là ngàn người, tứ tinh liền phải là vạn người. Hơn nữa, gã còn có tiên vương khí, có thể đem chiến lực tiến lên đến cửu tinh, mà đối phương đâu? Có khả năng mỗi một đạo hóa thân đều dùng tới tiên vương khí sao? Sự tinh tuyệt không có khả năng. Toàn bộ tiên vương kim của toàn bộ tiên giới móc ra, có thể đạt tới số lượng 10.000 sao? Cái kia, đi thử một chút. Thạch hạo cười nói. Người kia lập tức xuất thủ, nhưng thạch hạo hóa thân đều là không có cứng rắn, mà là riêng phần mình né tránh. Hiện tại chính là kéo dài thời gian, chờ đợi chủ thân đến. Bằng không mà nói, dù toàn bộ hóa thân đều đến, trên lý luận có thể đền bù tranh lệch về mặt chiến lực, nhưng thập vạn hóa thân lại rảnh rỗi đến mức có thể đồng thời xuất thủ sao. Hư hư hư, bóng người bay tán loạn. Tên tiên vương kia ra tay bá đạo, đừng nói một đối một gã không có đối thủ, dù là một đối một ngàn, gã cũng là ổn chiếm thượng phong. Sau khi ưu thế thực lực đạt tới trình độ nhất định, vậy tinh khiết trồng số lượng thật sự là không có gì dùng, bởi vì không gian công kích là có hạn, ưu thế số lượng tại chừng lúc một ngàn hẳn là liền đạt đến đỉnh phong, lại nhiều hơn, vậy cũng không cách nào thu hoạch được cơ hội đồng thời xuất thủ. Cho nên, gã cường thế đột tiến, đánh đâu thắng đó. Ha ha, người coi như tu luyện ra nhiều hóa thân như vậy thì như thế nào, căn bản không phải đối thủ của ta. Người kia cười to nói. Thạch hạo cười nhạt một tiếng, người là từ đầu cuối cùng của con đường lầy lội trong cấm kia mà đến đây đi lập tức động tác của người kia đều là chỉ trệ, làm sao ngươi biết? gã hung tính đại phát, hướng về phía Thạch Hạo lạnh lẽo hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi quản ta làm sao mà biết được? hừ, xem ra cần phải đưa ngươi cầm xuống, ép hỏi một phen thế công của người kia gấp hơn. lần này gã không tiếp tục phát động công kích phạm vi lớn, mà chính là nhìn chằm chằm vào một đạo hóa thân trong đó rồi ra tay. chỉ cần cầm xuống một cái là đủ rồi. a, à, thật sao? Thạch Hạo chủ thân hợp thời đuổi tới lập tức tất cả hóa thân toàn bộ lui ra. Người kia nhìn về phía Thạch Hạo, điềm nhiên nói, ngươi là chủ thể. Rất tốt, đưa ngươi cầm xuống, ngươi liền hoàn toàn không có cách nào xoay người. Hư, gã giết tới đây, ngay cả tiên vương khí đều là tế ra, chiến lực cửu tinh bắn ra, uy thế kinh người. Nhưng mà, Thạch Hạo khẽ vân tay, người kia liền tùy tiện bị cầm xuống. Chiến lực cửu tinh. Ha ha, tại trước mặt Thạch Hạo hiện tại, cái này căn bản là cạn bã người kia không thể nào tiếp thu được, cả người đều là cứng ngắc. Hóa thân đều yếu như vậy, chủ thân sao lại có thể mạnh như thế? Lúc này, gã mới đột nhiên nghĩ đến, những hóa thân kia của Thạch Hạo, rõ ràng đều là tiên vương tứ tinh. Tu luyện vạn hóa thiên công mà nói, có thể có bao nhiêu đạo hóa thân có thể rào bước tiến lên tiên vương. Ít đến thương cảm. Nhưng những hóa thân này Thạch Hạo đều là tiên vương tứ tinh. Một là số lượng nhiều đến dọa người, hai là cũng quá chỉnh tề, lộ ra một cỗ cổ quái. Trước đó gã dương dương đắc ý, lại nhận, định thạch hạo quá yếu, mới không để mắt đến điểm này. Nhìn xem bộ dạng ngươi dài ngắn thế nào. Thạch hạo nói ra, một bên đưa tay đi hái mũ giáp của đối phương. Không, không. Người kia vội vàng kêu to, liều mạng dễ dụa, nhưng gã thế nào đấu sức lại cùng thạch hạo được. Cơ hồ là không có chút phản kháng nào, mũ giáp của gã liền bị hái xuống. Đây là một cái nam tử nhìn qua khoảng 40 tuổi, sinh mệnh chi hỏa chí ít cũng thiêu đốt mấy trăm vạn năm, cùng la an dân không sai biệt lắm. Quả nhiên, cùng một nơi đi ra, cái thọ nguyên này dài không tưởng nổi. Nhưng mà, thạch hạo còn chưa mở lời ép hỏi, chỉ thấy ra mặt của người kia lấy tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được mà nhíu lại. Gã đang, già đi, tốc độ này quá kinh người, bất quá thời gian mấy hơi thở, hốc mắt của gã liền móp méo đi vào, trong mắt thì là trực tiếp rơi ra, đầy đầu tóc đen biến trắng, sau đó rơi xuống, bộ da toàn thân cũng lập tức liền đã mất đi co giãn, trở nên khô quát không gì sánh được. Ngươi, người kia chỉ là nói một chữ, liền chán nản ngã xuống, đã mất đi sinh cơ. Gã là sinh sinh chết già. Cái này, thạch hạo tê một tiếng, cái này mẹ nó cũng quá quỷ dị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hái mũ giáp xuống, người liền chết. Đây là chuyện quỷ dị cỡ nào? Ngươi chỉ có thể sống ở phía dưới mũ giáp sao? Thạch hạo nhìn về phía tử kim thử, tử kim thử cũng là nhìn hắn, đều là dâng lên một loại hàn ý không hiểu cái chết của la an dân còn có thể nói là tồn tại đằng sau đừng lầy lội không muốn để cho gã để lộ bí mật cho nên tại trong đầu của gã hạ cấm chế chỉ cần lôi đến cái đề tài này cấm chế liền sẽ phát động đem người giết chết nhưng hiện tại thạch hạo căn bản còn không có hỏi đâu muốn nói trước đó thạch hạo đã từng đem mũ giáp của la an dân kéo xuống rồi vì cái gì gã không có chết giả trong nháy mắt đâu hai cái rõ ràng hẳn là người xuất gia từ cùng một địa phương lại là hai loại kiểu chết hoàn toàn khác biệt cổ quái thạch hạo trầm ngâm một lát chậm rãi nói vì cái gì người này rõ ràng đã đi qua đường lầy lội nhưng vẫn là mặc thân khôi giáp này đâu vừa rồi tại thời điểm ngươi lấy mũ giáp của gã xuống gã liên tục hô không cần lộ ra mười phần hoảng sợ tử kim thử tiếp lời nói thuận theo mạch suy nghĩ của thạch hạo mà thôi diễn nói cách khác gã là biết chỉ cần lấy mũ giáp xuống gã liền sẽ bị bất hạnh cho nên thân chiến giáp này chẳng những có thể che chở bọn họ đi qua đường lầy lội, còn có thể để bọn họ cầm giữ sức sống. Thạch Hạo suy đoán nói, bằng không, bọn họ sống chí ít mấy trăm vạn năm, theo lý, sinh mệnh đã sớm đi đến cuối con đường, là thân khôi giáp này để bọn họ tiếp tục duy trì sức sống. Nhưng, một khi cởi xuống khôi giáp, để bọn họ tiếp xúc đến thế giới bình thường, bọn họ liền sẽ lập tức sẽ bị năm tháng giết chết. Tử Kim thử nói tiếp. Còn có. Thạch Hạo chỉ vào địa phương chiến giáp, lần này, thứ này cũng không có bị hủy đi trước đó khi la an dân vừa chết chiến giáp cũng hóa thành bụi nhưng bây giờ đâu vẫn là thật tốt ngươi không phải mặc thân khôi giáp kia tiến vào đường lầy lội sao tử kim thử nói ra con đường kia sát cơ quá lợi hại cho nên khôi giáp tiêu hào quá nhiều năng lượng hay là vật gì đó cho nên chỉ có thể kiên trì một hồi nó lại không được hơn nữa trong khôi giáp khả năng cũng có cấm chế cho nên trước đó cùng một chỗ phát động La An dân chết rồi, khôi giáp cũng đi theo hủy, nhưng bây giờ, cấm chế cũng không có phát động, cho nên, khôi giáp cũng giữ vững nguyên dạng. Thạch hạo gật đầu, cấm chế có phát động hay không, là xây dựng ở trên cơ sở có thể thổ lộ bí mật hay không, cho nên, vừa rồi người kia cũng không có thổ lộ bí mật, tự nhiên không có khả năng phát động cấm chế, nhưng, gã bị tháo xuống mũ giáp, tiếp xúc ngoại giới, cho nên bị năm tháng giết chết. Cái suy đoán này có một cái không thể giải thích, thậm chí chỗ mâu thuẫn, chính là lúc trước là An Dân đã từng lộ mặt ra ngoài qua, nhưng gã cũng chưa chết. Có thể, bọn họ là muốn tiến vào thế giới chúng ta này một đoạn thời gian, mới có thể bị năm tháng ăn mòn. Tử Kim thử suy đoán nói, bằng không mà nói, thật sự là tìm không ra thuyết pháp có thể đồng thời giải thích tử vong của hai người này. Thạch Hạo gật đầu, tại trước khi không có càng nhiều manh mối, tạm thời cho là như vậy đi. Hắn hết sức cảm thấy hứng thú, đem chiến giáp từ trên thân thể người kia lột bỏ xuống, bắt đầu nghiên cứu lần trước hắn trực tiếp mặc rồi tiến vào đường lầy lội sau đó liền phá hủy không có thời gian cho hắn đi nghiên cứu cho nên lần này thạch hạo đương nhiên sẽ không lại làm như vậy kỳ thật thân chiến giáp này tuyệt không kiên cố chí ít ở trước mặt thạch hạo loại lực phòng ngự này thật sự là yếu đến phát nổ nhưng ở trong đó lại có một loại vật chất thần bí là thạch hạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua hơn nữa ngay tại trôi qua chính là loại vật chất thần bí này có thể để người ta bảo trì sức sống đối kháng với năm tháng ăn mòn sao? Ngươi xem một chút. Thạch hạo đem chiến giáp đưa tới, để tử kim thử tiến hành nghiên cứu. Tử kim thử nhìn một hồi, lập tức động dung, cái này có thể đối kháng giả yếu. Thạch hạo gật đầu, loại vật chất này tràn đầy sức sống, có thể để sinh linh từ đầu đến cuối duy trì sức sống, đối kháng giả yếu. Cứng rắn muốn lấy cái tên mà nói, cái này có thể xưng là vật chất sinh mệnh. Trên đường lầy lội tràn đầy sát cơ, cho nên, cái này vật chất sinh mệnh chính là mấu chốt đối kháng. Tử kim thử nói ra, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì hai người kia đều là chí ít sống mấy trăm vạn năm thạch hạo biểu thị đồng ý thế gian thật có sự tình trường sinh bất tử tiên tôn đều không thể làm đến nhưng hai tên tiên vương lại bởi vì phát hiện một loại vật chất sinh mệnh nào đó thế mà sống được so với tiên tôn còn muốn lâu dài hơn đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào nếu mấy vị kia tiên tôn biết có thể không tiếc bất cứ giá nào công phá con đường lầy lội kia hay không trước đó bọn họ đều là lướt qua liền thôi có phải bởi vì không biết trả ra đại giới có lời hay không, cho nên mới lui trở về hay không? Nếu có thể vĩnh sinh, những tiên tôn này khẳng định phải liều. Chí ít, tại thời điểm sinh mệnh bọn họ đi tới màn cuối, tuyệt đối sẽ trùng kích lên con đường này, bởi vì bọn họ đã không có cái gì cần để ý. Còn có, gia hỏa này ở chỗ này làm gì? Thạch hạo tìm một chút, phát hiện trên thân người này cũng có một cái linh khí không gian. Bất quá, cái này không có cấm chế phong tỏa. Thạch hạo phát hiện, trong này chứa tất cả đều là từng khỏa viên thịt, bất quá lớn chừng trái nhãn toàn thân xích hồng lão đình nói qua cái đồ chơi này có thể phá hư không gian giữa hai giới cho nên bên kia đường lầy lội phái người tới chính là tiến hành phá hư tại cấm địa để điểm liên thông giữa hai giới càng ngày càng nhiều mục đích này vì sao để tiên giới cùng tu la giới giết tới người chết ta sống với bọn họ lại có chỗ tốt gì đâu ngồi bằng quan làm ngư ông thủ lợi thạch hạo không nghĩ ra được manh mối trong tay hắn vẫn là thiếu một chút tiểu thạch đầu nếu kẻ như vậy còn có rất nhiều, tiến hành phá hư khắp nơi mà nói, trốn cấm địa này liền sẽ chân chính biến thành địa phương hỗn loạn tưng bừng, không thuộc về tiên giới, cũng không thuộc về tu la giới, mà là liên thông hai giới, trở thành một khu vực mới. Tử Kim Thử Tê Thanh nói, đến lúc đó, lấy cấm địa làm trung tâm, hướng về hai giới mở rộng mà đi, sẽ tác động đến toàn bộ tiên giới cùng tu la giới. Âm dương có thứ tự, nhưng nếu cứng rắn đem hai giới âm dương dung hợp vào một chỗ, sẽ tạo thành trùng kích cùng phá hư to lớn cỡ nào vô luận là sinh linh nơi này hay là âm hồn tu la giới chỉ sợ đều phải chết đến sạch sẽ bởi vì hoàn cảnh mới cũng không thích hợp với sinh linh cũng không thích hợp cho âm hồn có lẽ số ít cường giả có thể sống sót nhưng số lượng này hẳn là ít đến thương cảm đi thạch hạo nâng cằm rơi vào trầm tư nếu như suy đoán của tử kim thử là thật vậy liền thật là đáng sợ mà địch nhân lớn nhất của thạch hạo cũng không còn là mấy tên tiên tôn kia mà là thế lực thần bí cuối đường lầy lội không cần quan tâm nhiều, ta hiện tại muốn làm, liền là mau chóng cường đại lên. Thạch Hạo lập tức điều chỉnh tâm tính, hắn hiện tại cân nhắc có nhiều hơn cũng đều là vô dụng. Không có thực lực, coi như nhìn rõ hết thảy thì như thế nào? Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể tự vệ, mới có năng lực đi cải biến thế giới này. Thạch Hạo để các hóa thân tiếp tục xuất động, tiến đến tìm kiếm tiên dược. Cường đại, hiện tại là giọng chính duy nhất. Hắn cách Bát Tinh đỉnh phong không xa, nhưng vẫn là bỏ ra thời gian gần 20 năm lúc này mới chân chính tới mức độ này có thể trùng kích tiên vương cửu tinh với những người khác mà nói tại tiên vương cảnh khó khăn nhất khẳng định là đột phá cảnh giới cảm ngộ tiên tắc quá khó khăn nhưng thạch hạo lại là vừa lúc tương phản ngộ tính của hắn đầy đủ dù sao bản nguyên đạo tắc hắn đều đã bắt đầu thôi diễn ngược lại là tích lũy tu vi cái này thành chỗ khó động một chút lại muốn mấy chục năm trên trăm năm mà có thể đoán được nhất là sau khi đánh phá cực hạn thạch hạo muốn xây xong một cái tiểu cảnh giới Vậy năng lượng cần tất nhiên vô cùng kinh khủng. Bao nhiêu năm có thể hoàn thành? 200 năm? 300 năm? Cũng có thể. Thậm chí, khả năng còn muốn càng lâu. Không có cách, ai bảo hắn còn muốn leo lên dạng cực hạn này đâu. Bất quá, hiện tại hắn đã là tiên vương cửu tinh, này làm sao cũng là sự tình đáng chúc mừng. Mà sau khi bước vào cửu tinh, thực lực của hóa thân không nhưng dảo bước tiến lên tiên vương ngũ tinh. Hơn nữa, còn có một chỗ cải biến trọng đại. Dung mạo của hóa thân có thể tùy ý cải biến. Đã có nhiều hóa thân như vậy, vậy có phải có thể rút mấy đạo ra ngoài, không cần thiết đặt toàn bộ ở chỗ này hay không a?" À? Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lập tức có 10 đạo hóa thân từ trong cấm địa rút lui, bỏ ra chút, thời gian đi ra ngoài, sau đó phân biệt hướng về Hồng Võ Tiên vực, huyễn Hải Tiên vực mà đi, đây đương nhiên là đi thủ hộ con cái của mình. 10 đạo hóa thân này đều là cải biến bộ dáng, sẽ không tiếp tục tương tự cùng Thạch Hạo thậm chí là hoàn toàn khác biệt nếu không phải thạch hạo chính miệng chứng minh bất kỳ người nào cũng đừng hòng đem bọn họ liên hệ tới cùng thạch hạo cho nên có những hóa thân này âm thầm bảo hộ tương đương với bản thân thạch hạo ngay tại bên cạnh hắn tự nhiên yên tâm tiên vương ngũ tinh bảo vệ con cái mình như thế vẫn chưa đủ sao thạch hạo yên tâm tu luyện đạo đạo hóa thân rong rủi tại trong cấm địa tổn thất rất lớn nhưng thu hoạch cũng lớn đây đã là khu vực nội bộ của cấm địa mặc dù vẫn là to đến kinh người nhưng đối với toàn bộ cấm địa mà nói đã rất rất nhỏ không sai biệt lắm là khoảng một phần hai mươi nhưng khu vực này thật sự là nguy cơ dày đặc thạch hạo dù là cẩn thận hơn cẩn thận nữa cũng là mỗi ngày đều tại tổn thất hóa thân không có cách hóa thân không phải hắn không có nhiều át chủ bài như vậy liền nói một cái thuấn di đi chỉ có thể cưỡng ép xé mở không gian bỏ chạy nhưng hoàn cảnh thiên địa trong cấm địa vững chắc chính là không gian cũng không dễ xé mở thế nào mặc dù không đến mức xé không ra nhưng thời gian cần lại muốn hơi lớn một chút mặc dù chỉ là một chút xíu nguy cơ chém tới kém đến một chút xíu như thế sẽ ra sao cho nên điều này sẽ đưa đến hóa thân tại thời điểm gặp được nguy hiểm tỷ lệ tử vong quá cao quá cao mặc dù mỗi khi chết một đạo hóa thân thạch hạo chỉ là tổn thất một chút xíu tế bào nhưng tổn thất lại nhỏ cũng là tổn thất khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tiến cảnh tu vi của hắn lại nói mỗi ngày đều có mấy đạo hóa thân tử vong cộng lại cũng không thể bỏ qua thế nhưng là so với thu hoạch mà hóa thân mang về, cái này lại không coi vào đâu. Tỷ như trước mấy ngày Thạch Hạo phát hiện ra một gốc đại dược, tổng cộng xuất động 700 đạo hóa thân, tiền phác hậu kế tiến đến ngắt lấy, cuối cùng liền chỉ có một đạo hóa thân còn sống trở về, có thể thấy được thảm liệt. Nơi này căn bản không thích hợp để tiên vương đến. Cái tiên vương nào có hơn 700 cái mạng? Đương nhiên, huyền băng tiên vương ngoại lệ, nàng tu luyện vạn hóa thiên công, hóa thân cũng là nhiều đến kinh người, nhưng hóa thân của nàng thế nhưng đều là cần riêng phần mình tu luyện trả giá khi tổn thất một đạo cần phải lớn hơn so với thạch hạo nhiều lắm là liền có thể hái xuống một gốc đại dược nàng khẳng định liền không thể tiếp tục được nữa rồi nhưng bỏ ra giá lớn như vậy chỉ vì hái một gốc đại dược huyền băng tiên vương là điên rồi mới có thể làm như vậy lại nói nàng thực sự trốn vào cấm địa sao tại sao một mực không có gặp được nàng đâu bất quá cấm địa lớn như vậy muốn tận lực tìm kiếm một người lại là sự tình khó khăn cỡ nào thật muốn dễ tìm như vậy, còn trốn vào cấm địa làm gì? Thạch Hạo bật cười, hắn một bên luyện hóa tiên dược, một bên thì là đi tới lối vào con đường lầy lội kia người từ bên trong chạy ra, hắn muốn cầm xuống hết thảy. Không thể để cho bọn họ phá hư tính ổn định của hai giới, bằng không mà nói, vậy sẽ mang đến tai nạn hủy diệt. Khoan hãy nói, hắn thật sự là chắn đúng rồi. Không có qua mấy năm, đường lầy lội liền có người xuất hiện. Một dạng, toàn thân đều là bao phủ tại trong chiến giáp, tản ra quang trạch uyển chuyển, đó là đang đối kháng với sát cơ trên đường lầy lội thạch hạo không khỏi cảm khái thế lực ở cuối đường lầy lội này thật đúng là đủ hung ác mặc dù đưa người đi tới nhưng hoàn toàn không có ý định để cho người ta trở về nếu như có thể mà nói lần trước thạch hạo đã mặc chiến giáp đi qua không được vật chất sinh mệnh trong chiến giáp này có hạn chỉ đủ để đi một chuyến còn lại liền khiến khách đến thăm này có thể kéo dài tính mạng căn bản không đủ để lại trở về một chuyến nhưng mà vật chất sinh mệnh luôn có thời điểm dùng hết cho nên những khách đến thăm này liền sẽ yên lặng chết ở chỗ này như lưu tinh vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi không người nhớ kỹ phảng phất như chưa từng tồn tại qua đáng thương là những khách đến thăm này có khả năng cũng không biết vận mệnh của chính mình là như vậy còn tưởng rằng sự tình xong xuôi liền có thể trở về thạch hạo thu hồi suy nghĩ mặc kệ khả năng những khách đến thăm này cũng rất đáng thương nhưng hắn tuyệt không cho phép những người này phá hủy tính ổn định của hai giới đây là xung đột trên lập trường không thể điều hòa Tựa như ngươi đến phá hư nhà ta, ta quản ngươi là có lý do gì? Tuyệt không thể ngồi nhìn, nhất định phải ngăn cản. Hư, người kia bước ra khỏi đường lầy lội, nhẹ nhàng thở ra thật dài, giống như đã trải qua rất nhiều. A, à, gã lúc này mới thấy được Thạch Hạo, không khỏi giật nảy mình. Tại trên đường lầy lội, gã là không nhìn thấy tình huống ở một đầu này, cho nên bỗng nhiên thấy có người ngăn ở giao lộ, tự nhiên để gã chịu chút kinh hãi. Đây cũng là người từ đường lầy lội bên kia tới, đổi lại là những cái tiên vương bên ngoài kia tuyệt đối là trời sập ở trước mắt mà không động dung ngươi là ai người kia hỏi thanh âm ông ông thông qua chiến giáp truyền tới có chút biến điệu thạch hạo cười nhạt một tiếng ngươi không biết là lời đầu tiên nên báo ra môn sao bất quá ta cũng lười biết dù sao ngươi lập tức chính là một người chết làm càn người kia hét lớn một tiếng lập tức hướng về phía thạch hạo đánh tới bành nhưng mà sau một khắc gã liền bị thạch hạo đặt tại trên mặt đất mà ma sát Thạch Hạo đem mũ giáp của gã bóc ra, người kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm, nhưng gã cũng không có lập tức chết già giống như người trước đó. Làm gì, sẽ chết, gọi lớn tiếng như vậy. Thạch Hạo cười nói, "Ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu." Người kia hoảng chết rồi, nhanh đưa mũ giáp đeo lên cho ta. Thạch Hạo lắc đầu, "Ha ha, ngươi chính là nói chuyện với ta như vậy sao? Cầu ngươi, cầu ngươi." Mặt mũi người kia tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây chính là Tiên Vương. A, à thạch hạo đã chứng minh một cái phỏng đoán quả nhiên vừa mới vượt qua đường lầy lội dù là tiếp xúc cùng hoàn cảnh nơi này cũng không có khả năng lập tức chết đây là bởi vì đầu kia của đường lầy lội tràn đầy vật chất sinh mệnh cho nên hiện tại trên thân người này còn có dư cho nên trong thời gian ngắn sẽ chống cự năm tháng ăn mòn nhưng sau khi những vật chất sinh mệnh này hoàn toàn xói mòn gã liền cần dựa vào bộ chiến giáp này để duy sinh rồi đầu của các ngươi kia có chừng bao nhiêu người thạch hạo hỏi có thể này là bí mật sao có. Bành. Mới nói ra một chữ, đầu của người kia liền vỡ vụn, mà lần này, cũng không có công kích đánh ra, mà là xuất hiện một con mắt thật to, nhìn chằm chằm vào trên người thạch hạo. Hiển nhiên, là an dân phát động cấm chế, cũng kinh động đến cường giả đằng sau đừng lầy lội, cho nên, tại lúc phái ra người phía sau, gã đã làm sửa chữa đối với cấm chế. Không muốn giết người, mà là muốn nhìn xem là ai đang quấy rối. Con mắt này nhìn chằm chằm vào thạch hạo, âm trầm, tản ra cảm giác áp bách mạnh mẽ chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, lại phẳng phất như bản nhân đích thân tới, khí thế phát ra vô cùng kinh khủng. Đây là cường giả như thế nào? Tiên tôn sao? Thậm chí, thiên tôn, hưu, từ trong ánh mắt chém ra một đạo kiếm quang, hướng về phía thạch hạo quét tới. Sai, vẫn là có công kích. Thạch hạo vội vàng thuấn di né tránh một cái. Cũng may mà thực lực bây giờ của hắn tiến nhanh, thuấn di cơ hồ không có chỉ hoãn, bằng không mà nói. Một kiếm này hắn căn bản không có khả năng tránh thoát. Phốc, nhưng mà, khi thạch hạo từ trong thuấn di đi ra, lại là phun ra một ngụ máu, mà nơi hông trái của hắn lại có máu tươi hiện lên. Hắn đã tránh thoát kiếm khí công kích chủ thể, nhưng vẫn là bị kiếm y quét đến, vẫn đem hắn chém thương. Quá mạnh! Lần trước kiếm khí chém ra, có Nguyệt Doanh giúp hắn ngăn cản một chút, lại làm cho Nguyệt Doanh hoàn toàn hao hết lực lượng, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Còn tốt, thực lực thạch hạo đại tiến, nếu không lần này khẳng định phải xong. Hơn nữa, người kia phong ấn cấm chế tại trong cơ thể, cũng chỉ có thể chém ra một cái như thế, lực lượng liền hao hết. Thạch hạo hô hô thở, phần eo chúng một kiếm, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt giống như muốn lan tràn trong người, đáng sợ không gì sánh được. Đi, hắn nhất định phải tìm một chỗ chữa thương, bằng không mà nói, chờ thương thế phát tác, hắn vẫn có khả năng đứng trước nguy hiểm to lớn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn lập tức triển khai thuấn di, thoát khỏi nơi đây. Ngay tại trong nháy mắt thân hình hắn muốn biến mất, chỉ thấy một bàn tay từ một đầu khác của đường lầy lội dò xét tới đường lầy lội này tràn đầy sát cơ ngay cả tiên tôn cũng không dám độ nào sẽ bị chém chết sinh cơ trực tiếp hóa đạo nhưng mà trên bàn tay này lại là tản ra ký hiệu phong cách cổ xưa đem toàn bộ sát cơ cản lại móa thạch hạo kinh hãi đây là cường giả như thế nào chủ nhân con mắt trước đó sao hắn thấy được chính mình cho nên cách đường lầy lội xuất thủ muốn đem chính mình tiêu diệt hưu thuấn di đã phát động thân ảnh của thạch hạo lập tức biến mất nhưng mà đem dòng thời gian trôi qua thả chậm một trăm triệu lần mà nói liền có thể nhìn thấy trong nháy mắt khi thân hình thạch hạo biến mất bàn tay lớn kia cũng đã tìm được chưa đi đến địa phương thạch hạo biến mất nhưng chỉ có một nửa ngón tay mà thôi không gian khép kín bàn tay này đập vào khoảng không oanh mặt đất oanh minh toàn bộ cấm địa đều đang run rẩy dữ dội phảng phất như muốn hủy diệt lập tức thiên địa tức giận từng đạo lôi đình kinh khủng dương động hướng về bàn tay này chém qua bàn tay này tùy ý chấn động, lôi đình lập tức vỡ nát toàn bộ, nhưng chỉ là trong nháy mắt sau, bàn tay liền bắt đầu tan rã, sau đó thành cho, toàn bộ biến mất thực lực cảo người xuất thủ sát thực chấn. Cổ thước kim, liền cơn giận của thiên địa đều có thể tùy tiện ngăn lại, nhưng gã vẫn là địch không nổi năm tháng ăn mòn, y nguyên hóa thành bụi, Thạch Hạo thuấn di đi ra, lập tức lảo đảo một cái quẳng xuống đất, không chờ hắn thở nổi, chỉ thấy một đoạn ngón tay đúng là theo sát hắn mà xuất hiện, hướng về phía hắn nhấn tới đại khí bàng bạc, cuồn cuộn vô biên. Thật giống như Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ là con kiến, nhẹ nhàng nhấn một cái liền chết. Thạch Hạo cắn răng, lập tức lại một lần phát động thuấn di. Cái này cũng chỉ có hắn là có thể làm được, chỉ nói khoảng cách ở giữa hai lần thuấn di rất ngắn, chính là tiên tôn có khả năng cũng vô pháp so sánh cùng hắn. Nhưng, đối với Thạch Hạo mà nói, đây cũng quá gấp gáp, bởi vậy, lần thuấn di này của hắn vẻn vẹn chỉ là chạy ra hơn vạn trượng. Đủ rồi, đã có thể né tránh một kích này. Oanh, ngón tay đặt tại trên mặt đất đã dẫn phát chấn động mạnh kinh khủng một mảng lớn khu vực trực tiếp chìm xuống tạo thành một tòa biển cả mà từng đạo vết nứt còn đang lan tràn ra bốn phương tám hướng cho thấy một kích này đáng sợ lực lượng liên tục còn lâu mới có được kết thúc bất quá đoạn ngón tay này cũng không có địch nổi sức mạnh của năm tháng cũng bắt đầu thành cho chôn vùi trong nháy mắt liền biến mất toàn bộ lúc này thạch hạo mới rốt cục có thể buông lỏng một hơi hắn vội vàng vận chuyển hồi xuân thuật bắt đầu chữa thương thương thế của hắn rất nặng người xuất thủ không biết mạnh đến cái tình trạng gì còn tốt đối phương là xuất thủ cách đường lầy lội tại thời điểm thông qua liền tiêu hao đại lượng năng lượng cho nên uy lực của một kích này xa không đạt được thực lực chân chính của đối phương cũng là như thế mới cho thạch hạo cơ hội tự cứu hắn có tiểu tinh vũ tự thành một giới cho nên hắn có thể sáng tạo sinh cơ cho mình hắn vừa dưỡng thương mà các hóa thân không ngừng lại tiếp tục tìm kiếm đại dược lúc này cũng có thể thấy được chỗ tốt của hóa thân, dù chủ thân bị thương, không thể hành động, cũng không ảnh hưởng hóa thân tiếp tục làm việc. Thạch hạo lâm vào trong thời gian dài khôi phục. Người xuất thủ này thật sự là thật đáng sợ, dù một kiếm kia không biết là có bao nhiêu phần trăm lực lượng, nhưng vẫn là để thạch hạo chết đi sống lại, thật lâu không cách nào khôi phục. Nhưng mà, thạch hạo lại là coi như là một loại thời cơ. Mỗi một lần sắp gặp tử vong, đều là một loại cơ hội ma luyện của mình. Nhoáng một cái, chính là đi qua 700 năm. Thạch Hạo rốt cục mở hai mắt ra đứng lên, 700 năm, hắn mới khu trừ sạch sẽ dị chủng tiên tắc trong người. Lúc này, các hóa thân nhao nhao trở về, đem tiên dược hái được tụ đến. Thạch Hạo đưa tay lăng không ấn xuống, tất cả tiên dược đều là lăng không bay lên, sau đó cùng nhau tan sơ xác, năng lượng tinh hoa bị hắn thôn tính. Cái này đặt ở trước kia là không thể nào, tốc độ luyện hóa của hắn không có nhanh như vậy. Nhưng 700 năm chữa thương, Thạch Hạo đối với việc nắm chắc vận chuyển tiên tắc năng lượng đã đạt đến một cái độ cao làm cho người sợ hãi than, cho nên hiện tại cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Trong nháy mắt, hắn liền đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Đột phá, 700 năm lắng động còn chưa đủ à? Cho dù là cực hạn thì như thế nào, căn bản ngăn không ngăn được hắn. Thập tinh, ở trong quá trình này, rộng lượng năng lượng bị rút lấy, để mà mở rộng lực lượng hạn mức cao nhất của thạch hạo, còn tốt, tiên dược đầy đủ, dư xài, còn có thể để thạch hạo tiếp tục tăng lên. Hắn một hơi liền xông lên Thập Tinh đỉnh phong, sau đó lại phá một cái cực hạn, Thập nhất tinh. Lúc này, dược lực của tất cả tiên dược mới rốt cục dùng hết. Đây chính là thu hoạch của 700 năm, thế mà chỉ có thể để Thạch Hạo đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đây là kinh người cỡ nào. Thạch Hạo cũng không có hành động trước tiên, mà là rơi vào trầm tư. Trước đó hắn một mực chữa thương, không có thời gian suy tư những thứ này. Tồn tại cách đường lầy lội xuất thủ kia, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên tôn nhất định là thế, bằng không mà nói, làm sao có thể xuất thủ cách đừng lầy lội. Cho nên, người chủ đạo, người thôi động muốn để hai giới sụp đổ, chính là vị thiên tôn không biết tên này. Nhưng là, gã tại sao muốn làm như vậy? Đầu kia có vật chất sinh mệnh, thọ nguyên của tiên vương đều là tăng lên tới mấy trăm vạn năm, có lẽ còn có thể sống đến càng lâu, thậm chí vĩnh sinh. Cho nên, vị thiên tôn này còn có cái yêu cầu xa vời gì nữa? Gã đến cùng mưu đồ gì? còn có gã vì cái gì không trực tiếp hiện thân đâu xuất thủ cách đừng lầy lội đều ngưu xoa như vậy vậy tự mình hiện thân xuất thủ nhất định sẽ nhẹ nhõm đem thạch hạo diệt cái gì thuấn di cái gì nguyệt doanh tại trước mặt loại tồn tại này đều là không chịu nổi một kích thậm chí chín đại tiên tôn liên thủ cũng có thể đều bị miểu sát truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé vị thiên tôn này là quá kiêu ngạo căn bản không có đem thạch hạo để ở trong lòng ngươi lại yêu nghiệt thì như thế nào tương lai có thể so vai với ta sao hay là vị thiên tôn này không cách nào rời đi đâu ngươi nhìn tiên vương từ bên kia tới đều là mặc chiến giáp đặc thù bên trong tất cả đều là vật chất sinh mệnh một khi thoát ly liền sẽ lập tức bị năm tháng chém rụng thiên tôn có thể cũng như vậy hay không tồn tại cường đại tới đâu tại trước mặt năm tháng cũng là không chịu nổi một kích a à. nếu như vị thiên tôn này đã sớm tới cuối cùng của thọ nguyên chỉ có dựa vào vật chất sinh mệnh để duy trì, gã có thể tiếp tục sống sót, cái này có thể giải thích vì cái gì đối phương không trực tiếp hiện thân. Sợ gặp bất hạnh, Thạch Hạo sờ mũi một cái, lần này, cừu nhân trên danh sách của hắn lại thêm một cái tên. Ách, còn không biết tên thiên tôn này là ai, nhưng, Thạch Hạo về sau khẳng định sẽ cùng gã đối đầu. Lúc này mới có ý tứ, muốn chiến liền chiến mạnh nhất. Thạch Hạo thì thào nói ra, tiên tôn là mạnh, nhưng hắn đã biết, phía trên tiên tôn còn có một cảnh giới, lão đinh tử kim thử xưng là thiên tôn nhưng thạch hạo càng có khuynh hướng gọi đế tôn bởi vì hắn ưa thích phong hào tu la đế tôn này lấy uy danh đế tôn đi khi dễ mấy cái thiên tôn nho nhỏ lại có ý tứ gì cho nên đế tôn đối với đế tôn loại va chạm mạnh nhất này mới có ý tứ chờ mong cái thiên tôn này sẽ là diệp thần sao lúc trước diệp thần chịu trọng thương đi qua đường lầy lội muốn đạo sức một con đường sống từ đó về sau y liền không có lại xuất hiện qua đây là đang thu được cơ duyên chữa khỏi thương thế rồi tính tình đại biến hay là y bị thiên tôn bên trong chém cùng là thiên tôn nhưng diệp thần thế nhưng là chịu trọng thương không địch lại một vị thiên tôn khác là rất bình thường thạch hạo có khuynh hướng là vế sau bởi vì cấm địa liền tồn tại tại trước thời diệp thần mà tại thời điểm càng sớm hơn cấm địa lại không tồn tại chính là một mảnh tiên cảnh cho nên trong thời khắc lịch sử nào đó một vị thiên tôn hoành không xuất thế gã chủ đạo cấm địa sinh ra cũng phát hiện một mảnh bí địa, ở nơi đó có vật chất sinh mệnh, có thể để người ta trường sinh bất tử, cho nên, gã mang theo một nhóm người đi vào, cũng phong tỏa đại môn nếu nói như vậy, lúc trước sáng tạo cấm địa chính là vì vật chất sinh mệnh, vì trường sinh. Như vậy, hiện tại vị thiên tôn này phái người phá hư tính ổn định của hai giới, cũng đồng dạng là vì trường sinh sao? Vật chất sinh mệnh bên trong muốn dùng xong. Thạch Hạo suy đoán, nhưng manh mối quá ít, chỉ có tư liệu có thể để hắn suy đoán, lại không thể nào chứng thực. Được rồi, trước mặc kệ. Vẫn là câu nói kia, thực lực trọng yếu nhất. Có đủ thực lực, hắn hoàn toàn có thể hiện tại liền đi đầu kia của đường lầy lội. Vậy hết thảy bí mật đều sẽ sáng tỏ, cái nào cần suy đoán cái gì. Mà không có đầy đủ thực lực, ngươi nhìn, vị thiên tôn kia rũi rũi tay, hắn thiếu chút nữa treo. Không chết, vậy cũng yên lặng hơn 700 năm. Lần này tiến vào cấm địa, chờ đợi bao lâu? Hơn 1.000 năm. Trước đó, Thạch Hạo cũng liền sống hai ba trăm tuổi, Bây giờ lại tại cấm địa một đội chính là ngàn năm, đây là dài rằng giặc cỡ nào. Còn tốt, hắn có hóa thân, vẫn âm thầm thủ hộ thân nhân của mình, ngược lại là không có quá mức tưởng niệm. Nhưng ba nữ tô mạn mạn lại không chịu nổi, quá lâu quá lâu. Tốt, trở về một chuyến. Thạch Hạo làm ra quyết định, chủ thân của hắn trở về, nhưng hóa thân vẫn là lưu tại nơi này tiếp tục tìm kiếm tiên dược, hoàn toàn không chậm trễ. Hơn nữa, Thạch Hạo hiện tại thế nhưng là tiên vương thập nhất tinh, điều này có ý vị gì? hóa thân của hắn đều đạt đến chiến lực tiên vương thất tinh. Thất tinh, có thể xưng tiên vương thượng phẩm. Nếu như Thạch Hạo còn có thể lại làm ra chút tiên vương khí mà nói, vậy tất cả hóa thân đều sẽ có được chiến lực tiên vương cửu tinh. Đây là khái niệm gì? Đặt ở bên ngoài đi, đều có thể vô địch tại trong tiên vương cảnh. Không sao, không có tiên vương khí thì như thế nào? Số lượng nhiều, 100 cái liền có thể đền bù tranh lệch không có tiên khí. Mà hóa thân đều là tiên vương thất tinh, số lượng càng là lấy mười mấy vạn mà tính, như vậy chủ thân lại có bao nhiêu cường đại đâu thạch hạo cũng không biết đoạn thời gian gần nhất hắn đều không có cùng người giao thủ qua chỉ biết mình rất mạnh có thể nhẹ nhõm bóp chết chính mình lúc là tiên vương cửu tinh nhưng cụ thể như thế nào vậy phải có đối thủ có lực lượng ngang nhau đến đánh với hắn hắn mới có thể biết đi thạch hạo bước nhanh mà rời đi sau ba tháng hắn đã đi tới bên ngoài cấm địa lúc này sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi thế nào ba nữ đều là hỏi hắn Thạch hạo hừ một tiếng, có người để mắt tới con của chúng ta. Cái gì? Lập tức, ba nữ đều là vỡ tổ. Ông Nam Tình cùng ông Nguyệt Di đều tạm thời chưa có hậu đại, tự nhiên đem tỷ đệ Thạch Nhu, Thạch hộ trở thành con của mình, mà tô mạn mạn càng là mẹ ruột, tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Người không phải có. Một đạo hóa thân đi theo, có cái gì mà lo lắng? Tử Kim thử biết ba nữ đã loạn, hỏi thay các nàng. Thạch hạo lắc đầu, đạo hóa thân này của ta là phái ra từ rất sớm trước đó, chỉ có chiến lực ngũ tinh, mà thạch hộ, hiện tại đã là ngọc tiên, đắc tội một tên tiên vương bát tinh. Tiên vương ngũ tinh đối với tiên vương bát tinh, đương nhiên không thể nào là đối thủ. Cái kia, chúng ta mau chóng tới. Tô mạn mạn nói ra, nộ khí đại phát, đã là đến điểm giới hạn. Nhi tử thế nhưng là một miếng thịt từ trên người nàng rơi xuống. Hơn nữa, so với thạch nhu tinh nghịch không nghe lời, nhi tử nhu thuận nhiều đáng yêu cỡ nào, càng cho nàng ưa thích. Không vội. Thạch hạo từ tốn nói, chúng ta rời đi hơn nghìn năm, có phải đều đem chúng ta quên lãng hay không? Giang Sơn đời nào cũng có người tài, mà thời đại này, không thể nghi ngờ là thuộc về một cái thịnh thế sáng chói, mấy trăm năm gần nhất không ngừng có tiên vương mới sinh ra. Năm đó chính đại tiên tôn liên thủ xây dựng trại huấn luyện, mặc dù không có bao nhiêu người kiên trì tới cuối cùng, nhưng, chỉ cần kiên trì đầy một năm, vậy đều có khả năng trùng kích tiên vương. Hơn nữa, ban đầu ở phía dưới thạch hạo kích thích, thật nhiều người đều là chạy tới cấm địa, đi đọ sức lấy cơ duyên của mình rất nhiều người chết tại bên trong nhưng cũng có một bộ phận người sống xuống dưới mà những người sống sót này thì đều là thành tựu tiên vương không có thời đại nào sáng trói như vậy tại trong vòng ngàn năm ngắn ngủi liên tiếp xuất hiện trên trăm vị tiên vương đơn giản chính là một cái kỳ tích thế gian mà tại tiên giới bình thường lấy ngàn năm là một thời đại để phân chia cho nên đây là một cái thời đại mới mà thạch hạo cùng truyền thuyết của hắn thì đã trở thành truyền thuyết đương nhiên vẫn là có thật nhiều người nhớ kỹ hắn nhưng hắn quá lâu chưa từng xuất hiện đều là nói hắn chết tại trong cấm địa. Ngươi khi đó lại trâu lại huy hoàng, vậy cũng cần không ngừng mà lộ mặt để soát cảm giác tồn tại, hiện tại mà nói, đã không có người lại nhắc tới tên của hắn. Dù sao, thời gian Thạch Hạo uy trấn thiên hạ cũng bất quá là trăm năm ngắn ngủi, xa không đủ để để cho người ta ghi khắc. Ha ha, liền để thế nhân biết, cái gì gọi là vương giả trở về." Tử Kim thử cười to nói, "Chúng ta bây giờ đi đâu?" Tô Mạn Mạn thì là hỏi, nàng quan tâm hơn chính là an nguy của nhi tử tụ thiên tiên vực. Thạch hạo nói ra, đi. Bốn người lập tức lên đường, từng mảnh từng mảnh tiên vực bị bọn hắn để ra sau lưng, rất nhanh liền đến đích. Thạch hộ bây giờ tại trong một thôn trang nhỏ. Y ngồi trên một tảng đá, bốn phía thì là một đám tiểu hài, đang chơi đùa lấy. Nơi này, sơn minh thủy tú, tràn đầy khí tức điền viên. Thạch hộ nhẹ nhàng thở dài, không khỏi lâm vào hồi ức một ngàn năm này, y một mực lịch luyện bốn chỗ, đã sớm không phải mau đầu tiểu tử mới ra đời kia một bầu nhiệt huyết của y chưa diệt, nhưng lại trở nên lão thành không gì sánh được. Những năm này y vẫn giấu kín thân phận, du lịch khắp nơi, tại trước khi không có thành tựu Ngọc Tiên, y chỉ có thể lan lộn ở huyễn hải tiên vực. Nhưng, sau khi thành tựu Ngọc Tiên, y liền bắt đầu bước chân sang tiên vực khác. Cũng bởi vì y đã là Ngọc Tiên, huyễn hải tiên vương liền không có ngăn cản, nam nhi tốt trí ở bốn phương. Ngoại tôn khẳng định phải độc lập sau khi tiến vào tiên vực khác, thạch hộ cũng là xuôi gió xuôi nước, Ngọc Tiên cường trí cũng xác thực khó có người có thể tạo thành uy hiếp đối với y, thẳng đến 3 năm trước đây, y quản một cọc nhàn sự, y gặp một thanh niên đang bị người truy sát, y đem người kia cứu, nguyên muốn điều giải một chút, ai ngờ lại là chọc tới phiền phức cho mình thanh niên này gọi Tiêu Kỳ, đã giết một người, mà người này chính là cháu trai của một tiên vương. Sự tình rất đơn giản, tên cháu trai của một tiên vương này là cái thiếu gian chơi, gã coi trọng một nữ nhân, mà nữ nhân này đã có trượng phu, sẽ không để ý tới gã, kết quả tên cháu trai tiên vương này lại là dùng thủ đoạn cường ngạnh để ô nhục người ta, thậm chí tra tấn đến chết. Mà trượng phu của nữ nhân này, chính là Tiêu Kỳ. Người này sau khi biết chân tướng sự tình, lập trí báo thù. Tiêu Kỳ bỏ bao công sức, chuẩn bị trọn vẹn 200 năm, rốt cục xếp đặt một cái bẫy cho tên cháu trai tiên vương kia, thành công giết chết gã. Sau đó, Tiêu Kỳ liền bắt đầu đảo vong, tự nhiên cũng bị thế lực tiên vương truy sát. Thạch hộ sau khi hiểu rõ chân tướng, liền muốn dốc hết sức đem Tiêu Kỳ bảo vệ, nhưng y nhúng tay, lại dẫn tới thế lực tiên vương kia xuất động một nhóm lại một nhóm cao thủ, quy cách cũng là tăng lên từng bước, thẳng đến sau khi xuất động Ngọc Tiên cũng bị Thạch Hộ đánh lui, cuối cùng là dẫn tới tiên vương xuất thủ. Còn tốt Thạch Hộ cùng Tiêu Kỳ kịp thời tiêu như biệt tích, trốn vào thôn trang nhỏ này, ẩn tàng hết thảy tu vi, ngụy trang thành một đôi huynh đệ chạy nạn, tạm thời tránh thoát thế lực tiên vương truy sát. Nhoáng một cái, trốn vào thôn trang này đã có hai năm. Thạch hộ không khỏi có chút hoảng hốt, tu luyện nhiều năm như vậy y vẫn là lần đầu đợi lâu tại một chỗ như vậy hơn nữa là cuộc sống yên tĩnh như vậy tu vi của y cũng đạt tới ngọc tiên cửu tinh mà một đường lấy bản nguyên kinh rèn luyện căn cơ mặc dù không bằng lão tự yêu nghiệt của y đem mỗi một bước đều là tu đến thập bát tinh nhưng y tại mỗi cái cảnh giới cũng cơ bản đạt đến thập ngũ tinh thập lục tinh mới đột phá cái này cũng là vô cùng kinh khủng cho nên y cái chiến lực ngọc tiên cửu tinh này thế nhưng là đạt đến độ cao thập ngũ tinh y chỉ cần lại đánh vỡ mấy lần cực hạn, liền có thể rào bước tiến lên tiên vương. Tiên vương, cơ hồ chính là cuối cùng của tiên lộ. Tiên tôn. Ha <laughs> ha, coi như người có tư chất này, tiềm lực này xông lên, lại có vị tiên tôn nào sẽ cho phép. Cho nên, tiên vương liền có thể nói là cuối cùng. Sắp tiến đến không thể tiến vào, lại thêm hai năm cuộc sống yên lặng, để thạch hộ bắt đầu suy tư. Chính mình có nên nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian hay không? Trở về nhìn xem ra ra, ông ngoại, tỷ tỷ bọn họ, còn có, lão cha hiện tại thì thế nào? Hơn nghìn năm đi qua, phụ thân còn tốt chứ? Hẳn là tốt đi, phụ thân là thần minh oai hùng cỡ nào? Bất quá, thời điểm mấy trăm năm trước, tất cả mọi người đang nói phụ thân chết tại trong cấm địa. Về sau, mọi người ngay cả tên của phụ thân cũng sẽ không tiếp tục nhắc lên, giống như Thạch Hạo đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Phụ thân, người còn tốt chứ? Người nhất định không có chuyện gì. Thạch đại ca, đúng lúc này một thanh âm vang lên bên tai thạch hộ mang theo bảy phần ôn nhu ba phần e lệ cái này khiến thạch hộ tỉnh lại y quay đầu nhìn lại đây là một thiếu nữ dùng mạo tú lệ dáng người thướt tha mái tóc màu đen thẳng rủ xuống tới bên hông tú lệ động lòng người không nói ra được văn thu nàng là con gái của một cái tiên sinh dạy học trong thôn bởi vì từ nhỏ đã đi theo phụ thân đọc sách nàng cũng cùng cô nương khác trong thôn khác biệt nhiều hơn mấy phần thanh tú cùng linh tuệ thạch hộ mỉm cười văn thu cô nương thạch đại ca ngươi vừa rồi ngẩn người có phải đang nhớ nhà hay không văn thu ngồi ở bên cạnh thạch hộ nhưng cách một khoảng cách dù sao trong thôn dân phong bảo thủ dù là nàng phi thường có ý tứ đối với thạch hộ thạch hộ gật gật đầu đúng vậy có chút suy nghĩ vậy ngươi muốn rời đi sao văn thu mở to hai mắt hỏi thạch hộ nghĩ nghĩ gật gật đầu lại lắc đầu ta chỉ là một cái khách qua đường cuối cùng rồi sẽ rời đi có lẽ ngày mai có lẽ ngày kia có lẽ sang năm có lẽ năm sau đều là có khả năng. Y biết Văn Thu ưa thích chính mình, nhưng hai người căn bản không phải một cái thế giới, không có khả năng tiến tới cùng nhau, cho nên ý cũng là đang uyển chuyển nói cho đối phương biết, y không có khả năng lưu tại nơi này, bọn họ là không thể nào. Văn Thu thông minh, tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Thạch Hộ, nàng không khỏi thần sắc buồn bã. Bất quá, nghĩ đến Thạch Hộ dù sao còn không có rời đi, mà chỉ cần người không hề rời đi, đó chính là còn có cơ hội. Không có việc gì Nàng nhất định có thể cảm động đối phương, Hắc vệ quân đến rồi. Hắc vệ quân đến rồi. Lúc này, trong thôn vang lên thanh âm huyên náo, lập tức, người người đều là lộ ra biểu lộ sợ hãi. Hắc vệ quân cũng không phải thổ phỉ sơn tặc, mà là quân đội do An Hắc trấn ở phía trên một cấp cái thôn này lập ra, trách nhiệm chủ yếu là giữ gìn an toàn cho An Hắc trấn cùng 19 thôn bên dưới, ngược lại tiểu phỉ, bắt tiểu thâu mới là, sự tình bọn họ nên làm vậy tại sao các thôn dân nghe được tên Hắc vệ, quân liền biến sắc đâu? bởi vì chi quân đội này đã sớm hư, mượn tên tuổi tiêu diệt sơn tặc, thường xuyên tiến tiến hành vơ vét tài vật của từng thôn, thậm chí còn có thể cướp đoạt phụ nữ, tùy tiện ăn cái tội danh cấu kết sơn tặc, ai dám ngăn cản bọn chúng bắt người, hết thảy xử trí như đồng bọn sơn tặc. Chi quân đội này, việc ác từng đống, đã sớm tích lấy kêu ca. Nhưng, chi quân đội này đều là võ giả, thôn dân phổ thông thì đối kháng như thế nào? Liên hợp lại đều chỉ có phần bị nhẹ nhõm chấn áp cho nên đám người cũng chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra tại thời điểm chi quân đội này tới để phụ nữ tuổi trẻ trốn đi bằng không mà nói bị hắc vệ quân mang đi vậy khẳng định là nhận hết ô nhục rồi bị diệt khẩu thạch đại ca ta đi trước né văn thu hướng phía thạch hộ nói ra sau đó vội vàng mà đi lấy tư sắc của nàng bị hắc vệ quân thấy được tuyệt đối khó thoát một kiếp thạch hộ gật gật đầu y hiện tại tự thân đều là khó đảm bảo đương nhiên sẽ không đưa tay lung tung không bao lâu, chỉ thấy mười mấy đầu tuấn mã vọt vào thôn trang, lập tức đều có một tên kỵ sĩ, từng cái đâm tới mạnh mẽ, hoàn toàn không sợ đụng người. Tất cả mọi người, đều đến cửa thôn tập hợp. Một tên kỵ sĩ lớn tiếng kêu lên. Các thôn dân không dám chống lại, đều là hướng về cửa thôn mà đi. Nghe, chúng ta đang đuổi bắt hai tên đào phạm, các ngươi, có thấy qua hay không? Một tên kỵ sĩ nói ra, sau đó lấy ra hai tấm chân dung, hướng về các thôn dân chia ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio hai người trên bức họa theo thứ tự là thạch hộ cùng tiêu kỳ bất quá hiện tại thạch hộ cùng tiêu kỳ tự nhiên đều là làm ngụy trang cùng dáng dấp ban đầu hoàn toàn khác biệt các thôn dân đều là lắc đầu bọn họ xác thực chưa từng gặp qua hai người này không có sao kỵ sĩ cầm đầu khống chê tuấn mã đi ra hắc vệ quân khác đều là toàn thân đen chỉ gã khác biệt mặc dù phần lớn là đen nhưng hoa văn vị trí bên hông cần cổ ống tay áo có một vòng ngân tuyến giống như dùng cái này để chiêu lộ ra địa vị của gã gã lạnh lẽo nhìn xem chúng thôn dân, các ngươi những điêu dân này có phải đang lừa gạt ta hay không? Chúng thôn dân liền vội vàng lắc đầu, không dám nói. Hừ, ta không tin các ngươi. Kỵ sĩ cầm đầu kia nói ra, đi tìm kiếm cho ta. Đúng. lập tức liền có người tên kỵ sĩ phóng ngựa mà ra, bắt đầu lục soát trong thôn. bất quá, nhóm đàn bà con gái trốn rất tốt, cũng không có bị bọn họ phát hiện. Kỵ sĩ cầm đầu cười lạnh, trong thôn các ngươi chỉ có ngần ấy người bẩm đại nhân là chỉ có những người này lão thôn trưởng nói ra đánh rắm kỵ sĩ cầm đầu lập tức trách mắng nơi này liền mấy cái lão thái bà ta ngược lại thật ra tò mò những đứa bé này của các ngươi là ai sinh đừng nói cho ta những lão thái bà này bây giờ còn có thể sinh ha ha kỵ sĩ khác đều là cười to kỵ sĩ cầm đầu nhìn về phía một tên tiểu nam hài đột nhiên xuất thủ liền đem tiểu hài này sách lên đại nhân chúng thôn dân đều là kêu lên mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi còn có chút người trốn đi đâu rồi để bọn chúng đi ra kỵ sĩ cầm đầu lạnh lẽo nói ra bằng không mà nói ta liền nhận các ngươi là đang bao che đào phạm đem bọn ngươi hết thảy xử tử lại một mồi lửa đem thôn của bọn ngươi đốt đi thấy mọi người lại là e ngại lại có chút không tin gã lại nói thế nào cho là ta không dám không sai trước kia xác thực không dám nhưng lần này khác biệt ta thế nhưng là nhận mệnh của một vị đại nhân vì bắt được hai tên đào phạm kia có thể không tiếc bất cứ giá nào hy sinh hết thảy cho nên giết những điêu dân các ngươi này thì như thế nào nghe nói như thế sắc mặt của chúng thôn dân cuối cùng là kinh biến thế nào còn không cho người đi ra kỵ sĩ cầm đầu đem tiểu hài trong tay giơ lên thật cao ra vẻ muốn nện trên mặt đất lấy thực lực của gã một đập như thế tiểu hài này khẳng định phải hóa thành một bãi thịt nhão các thôn dân đều là vì khó những hắc vệ quân này đánh lấy danh nghĩa lùng bắt đào phạm mục đích thật sự chính là muốn ô nhục phụ nữ trong thôn, nhưng, không để cho những người này đi ra, tiểu hài chắc là phải bị sinh sinh ngã chết. Làm sao bây giờ? Đại nhân, xin ngươi phát phát từ bi đi. Lão thôn trưởng lập tức quỳ xuống, buông tha chúng ta đi. Bỏ qua cho chúng ta đi. Lão vừa quỳ như thế, rất nhiều người cũng quỳ xuống theo, hướng về kỵ sĩ cầm đầu cầu tình. Kỵ sĩ cầm đầu bất vi sở động. Thật sự cho rằng gã chưa nghe nói qua, trong thôn này có cái mỹ nữ, xa gần nghe tiếng. Hiện tại, Mỹ nữ đâu? Liền những lão thái 6070 tuổi kia. Gã bắt đào phạm là thật, muốn đoạt Mỹ nữ trở về cũng là thật. Ta đếm tới ba, còn không để những người kia đi ra. Hừ hừ. Gã chỉ là lung lay tiểu hài trong tay, ý uy hiếp rõ ràng. Cha, mẹ, tiểu hài thì là dọa đến khóc lên. Một, kỵ sĩ cầm đầu bắt đầu đếm. Đại nhân, tha mạng. Đại nhân, cầu ngươi khai ân. Chúng thôn dân thì là kêu khóc lấy. Hai, kỵ sĩ cầm đầu chỉ làm như không nghe thấy, như cũ đứng tại đó lạnh lùng đếm lấy. Ba, dừng tay, kỵ sĩ cầm đầu kia đang muốn quẳng người, lại nghe một tiếng yêu kiều, để gã lập tức dừng động tác lại. Thuận theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt của gã sáng lên cô nương thật đẹp. Kỳ thật, văn thu cũng không tính được là tuyệt sắc, nhưng cô nương mọc ra ở chỗ này, lại có một loại khí chất chất phác mà những danh môn khuê tú trên trấn kia không có. Hơn nữa, sơn linh thủy tú, nuôi đi ra người cũng đặc biệt thủy linh để gã đều là tim đập thình thịch. Gã tiện tay đem tiểu hài ném qua một bên, để đứa bé kia rơi xuống khóc giống không ngừng, nhưng ít ra đem mệnh bảo vệ. "Bắt nàng." Kỵ sĩ cầm đầu chỉ chỉ Văn Thu, "Ta hoài nghi nàng cùng hai tên đào phạm kia có cấu kết, mang về thẩm vấn." "Vâng." Kỵ sĩ khác đều đáp, trên mặt cũng chớp động lên vẻ hưng phấn. "Lão đại ăn thịt, bọn chúng cũng có canh uống, chỉ bất quá phải đợi lão đại chơi chán, bọn chúng mới có thể tiếp nhận. Nhưng là, luôn luôn có để chơi." Văn Thu không khỏi biến sắc, nàng chỉ là dựa vào một cỗ lòng căm phẫn, một cỗ dũng khí mới đứng ra, nhưng thời điểm chân chính đối mặt với mười mấy đầu ác lang này, nàng vẫn là hiện lên ý sợ hãi. Trước đó cũng không phải chưa nghe nói qua, rơi vào trong tay Hắc vệ quân, vậy thì thật là sống không bằng chết. Nàng nhìn phương hướng thạch hộ một chút, liền muốn tự sát. Đùng, một đầu roi quất tới, quấn lấy thân eo nàng, cũng đưa nàng chống rỗng, kéo lên, xoay một vòng trên không trung, thành công ngăn trở nàng tự sát các huynh đệ, đi đi. Kỵ sĩ cầm đầu rất hài lòng, gã quyết định trước hưởng dụng bữa tiệc này một phen, rồi trở lại tiếp tục ép hỏi. Lần này có thượng phương bảo kiếm nơi tay, gã hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Cấp trên nói đến rất rõ ràng, nhất định phải tìm ra hai tên đào phạm kia, vì thế đem tất cả mọi người giết sạch đều là không sao. Có câu nói này, gã còn cần có cái cố kỵ gì sao? Chậm, thạch hộ thở dài, xài bước đi ra. Tiêu kỳ dùng tay một chút, dường như muốn kéo thạch hộ, nhưng vẫn là rụt trở về thạch hộ là một người như vậy nếu không phải như thế lúc trước lại thế nào có khả năng cứu mình đâu mà tại sao khi biết người truy sát mình chính là tiên vương thạch hộ cũng không có lùi bước y nguyên một đường bảo đảm cho y đây chính là thạch hộ giống như trời sinh phải bảo vệ người trong thiên hạ thế nào ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân kỵ sĩ cầm đầu cười nhạo nói thạch hộ cười nhạt một tiếng người các ngươi muốn tìm ngay tại đây tâm niệm khẽ động ngụy trang lập đi khôi phục diện mục thật sự Lần này, các thôn dân thấy đều là chố mắt, thậm chí giống như gặp quỷ. Một người, lại có thể đem dung mạo đều biến hóa. Đây không phải quỷ thì lại là cái gì? Chỉ có đôi mắt đẹp của Văn Thu bỗng nhiên phát quang. Thạch hộ vì mình mà đứng dậy, thậm chí không tiết lộ thân phận ra ngoài, đây là đối với mình có yêu sao? Trước đó hắn không chịu tiếp nhận tình yêu của mình, có phải bởi vì không muốn liên lụy chính mình hay không? Tâm tư của thiếu nữ đang thẩm mến luôn luôn phức tạp, nàng lập tức suy nghĩ nhiều, tràn đầy huyễn tưởng. a à, kỵ sĩ cầm đầu thấy thế không khỏi cười ha ha thật không nghĩ tới công lao to lớn này lại sẽ rơi vào trên đầu của ta gã quá hưng phấn cấp trên nói nếu tìm tới hai tên đào phạm này ban thưởng sẽ thêm đến mức làm cho gã ngay cả tưởng tượng đều là không dám thạch hộ bất vi sở động y là ngọc tiên cửu tinh tiểu nhân vật trước mặt ngay cả tiên cấp đều không có bước vào này ở trước mặt y tính là gì thả người đi y thản nhiên nói kỵ sĩ cầm đầu cười lạnh nữ nhân này biết ngươi là đồng bọn của ngươi làm sao có thể thả đi không người nơi này đều là tội phạm bao che của ngươi người tới giết cho ta toàn bộ giết vâng kỵ sĩ khác đều là ẩm vang đáp giết người đây là thứ bọn chúng yêu nhất nhất là giết loại người không có lực phản kháng chút nào này sẽ để cho bọn chúng phát lên cảm giác chinh phục mãnh liệt còn có cảm giác vô cùng cường đại thạch hộ lắc đầu hy vọng ngươi không nên hối hận hối hận kỵ sĩ cầm đầu cười to ta tại sao phải hối hận bắt được ngươi ta liền lên như diều gặp gió đến lúc đó tại thời điểm ngươi nhận hết tra tấn ta lại là hưởng thụ mỹ nữ trong lúc nói chuyện người tên kỵ sĩ kia đã là giơ cao lên đồ đao hướng về phía các thôn dân phóng đi ai thạch hộ đưa tay đùng 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 những kỵ sĩ kia một cái tiếp một cái hóa thành mưa máu ngọc tiên xuất thủ những người ngay cả tiên cấp đều không có nhập này làm sao chống đỡ được cái này như mộng ảo không chỉ kỵ sĩ cầm đầu kia nhìn mà trợn tròn mắt các thôn dân cũng là hoàn toàn không thể tin được người trẻ tuổi ở chung cùng bọn họ được hai năm này lại có được bản sự thần kỳ như thế chỉ có đôi mắt đẹp của văn thu chớp động lên dị sắc nam nhân nàng coi trọng chính là thần dị bất phàm như thế kỵ sĩ cầm đầu bị dọa đến nước tiểu đều muốn đi ra đối phương là thế nào giết người gã thậm chí cũng không biết đây là thực lực sai biệt to lớn cỡ nào sớm biết mà nói gã hẳn là nghe lời người 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 gã run rẩy nói nhưng nghĩ tới con tin trong tay gã lại nhiều thêm mấy phần lực lượng người nếu dám tới ta liền giết nàng gã đem đao đặt nằm ngang ở trên cổ văn thu bất quá tay run đến lợi hại thạch hộ tùy ý khẽ vươn tay văn thu liền bị đưa đến một bên kỵ sĩ cầm đầu mất con tin đầu tiên là sững sờ sau đó vội vàng quỳ xuống đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng hối hận không thạch hộ bình tĩnh hỏi hối hận kỵ sĩ kia liền vội vàng gật đầu biết chính người đáng giận đến cỡ nào sao thạch hộ lại hỏi Biết, biết. Kỵ sĩ kia tiếp tục gật đầu. Biết liền tốt. Thạch hộ gật gật đầu, một tay đem kỵ sĩ kia sách lên, ra vẻ muốn quẳng. Không được, không được. Kỵ sĩ kia bị dọa đến mặt điều tái rồi, bị cường giả như vậy một ném, gã khẳng định thịt nát xương tan. Vừa rồi, những thôn dân kia cũng cầu ngươi như thế, ngươi đã đồng ý sao? Thạch hộ nhàn nhạt hỏi. Kỵ sĩ kia lập tức liền bó tay rồi, phía dưới ý sợ hãi mãnh liệt, trên người gã lập tức có mùi thối phát ra, dọa phân thạch hộ tiện tay quăng ra bành người này liền ném xuống đất thịt nát xương tan hả giận chúng thôn dân tử trong sợ hãi bất an ban đầu khôi phục mấy phần nhìn thấy những hắc vệ quân này toàn diện bọn họ ai ai cũng tràn đầy thống khoái một màn này không biết đã bao nhiêu lần phát sinh ở trong mộng trong tưởng tượng của bọn họ chỉ là chưa từng có xuất hiện tại trong hiện thực giờ khắc này bọn họ không muốn đi cân nhắc hậu quả gì chỉ nguyện vì dạng thống khoái này mà chúc mừng một phen thạch hộ nhìn về phía bầu trời tụ thiên tiên vương ngươi có thể hiện thân nhưng trên bầu trời cũng không có bóng người hiển hiện cho ngươi một chút thời gian cũng coi là ngợi khen một bầu nhiệt huyết của ngươi một giọng nói vang lên mang theo uy nghiêm không cách nào hình dung giống như trời cao đang lên tiếng tụ thiên tiên vương lão tự trọng thân phận tự nhiên không có khả năng thạch hộ nói lão hiện thân lão liền hiện thân thạch hộ biết chỉ cần chính mình vừa ra tay vậy khẳng định sẽ khiến tụ thiên tiên vương chú ý không có cách, đây chính là địa bàn của đối phương, phía dưới thần ý bao trùm, chỉ cần có một chút dị động, đối phương liền sẽ phát giác. Nhưng, nếu như không ra tay, lương tâm khó có thể bình an. Cho nên, ý dứt khoát. Theo ta đi. Thạch hộ lớn tiếng nói, thân hình đã là thoát ra. Ha ha, không cần gấp gáp như vậy. Tụ thiên tiên vương tử tốn nói, ngươi cho rằng, bản vương không biết ngươi muốn bảo hộ một người khác sao. Trò cười, tại trước mặt bản vương, ngươi còn muốn dở trò gian. Oanh! một bàn tay nhô ra hướng về phía tiêu kỳ bắt tới thạch hộ biến sắc nhưng tiên vương xuất thủ y làm sao cản nhưng mà đúng lúc này lại một cái bàn tay nhô ra hướng về cái bàn tay thứ nhất đụng tới oanh hai bàn tay to chạm vào nhau dẫn phát năng lượng nổ lớn còn tốt hai bàn tay to cũng còn không có tình được đáy dạng nổ lớn này cũng không có tạo thành tổn thương đối với thôn dân bên dưới lại là ngươi tụ thiên tiên vương hừ một tiếng lần trước ngươi nhúng tay lần này lại đến thật sự cho rằng bản vương không dám chém ngươi sao? Hư, một bóng người xuất hiện, nhìn qua bề ngoài xấu xí. Nhưng mà, đây là hóa thân của Thạch Hạo. Cha, Thạch Hộ lại là giật mình, thốt ra. Đối với phụ thân, y có một loại tự nhiên cảm ứng, dù đây chỉ là một bộ hóa thân, hơn nữa còn cải biến bộ dáng. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về không trung nói, ta đều hiện thân, ngươi còn keo kiệt thấy một lần sao? Hư, lại một đạo bóng người xuất hiện, nhìn qua là nam tử trung niên chừng 40 tuổi, ngươi là ai tụ thiên tiên vương hỏi thạch hạo mỉm cười ta là cha tiểu tử này tên là thạch hạo thạch hạo tụ thiên tiên vương đầu tiên là sững sờ sau đó cười ha ha buồn cười ngươi làm sao có thể là thạch hạo ngươi chỉ là tiên vương ngũ tinh thực lực nhìn thấu thấu hơn nữa thạch hạo đã sớm biến mất tại cấm địa ngàn năm không có tin tức truyền ra sao lại có thể là người trước mặt này ngươi muốn mượn tên thạch hạo để hù sợ ta đi buồn cười Ta là tiên vương, khả năng dễ dàng bị lừa như thế sao?" Thạch Hạo lắc đầu, mặc kệ ngươi tin hoặc là không tin, ta chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên, hiện tại thối lui, ta còn có thể bỏ qua như vậy, bằng không, ngươi liền tự gánh lấy hậu quả đi." Buồn cười, Tiên vương Ngũ Tinh cũng dám uy hiếp bản vương. Tụ Thiên Tiên vương cười lạnh, lão cũng không phải không có cùng người này giao thủ qua, trước đó lão tự mình xuất thủ, muốn bắt Thạch Hộ, chính là Thạch Hạo xuất thủ, đem lão ngăn cản một chút, mới khiến cho Thạch Hộ có thể đào tẩu bằng không mà nói, tiên vương xuất thủ, cái ngọc tiên nào có thể chạy rồi. Hiện tại, cái tiên vương ngũ tinh nho nhỏ này thế mà uy hiếp chính mình. Không phải khôi hài thì là cái gì? Nếu ngươi nhất định phải muốn chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Tụ thiên tiên vương nói ra, chạy tới địa bàn của mình, dung túng con hành hung, con dám uy hiếp chính mình. Dù chỉ là mặt mũi bên ngoài, tụ thiên tiên vương đều muốn đem thạch hộ cầm xuống, huống chi, cháu của mình còn chết. Tiêu kỳ thì là chấn kinh đến rối tinh rối mù, y tuyệt đối không ngờ rằng, phụ thân của Thạch Hộ lại là một tiên vương. Bất quá, rốt cục có một tia chuyển cơ. Tụ thiên tiên vương xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới nhi tử của đối phương ở đây, cho nên, Thạch Hạo chỉ có thể tử chiến không thể lui. Tiên vương khó giết, đó là do tiên vương thực lực yếu biết chạy nhanh, cứng rắn. Ha ha, bàn tay đánh xuống, Thạch Hạo không thể không cứng rắn đổi. Bởi vì, phía sau hắn chính là nhi tử. Một kích mà thôi, Thạch Hạo liền bị chấn động đến thổ huyết, không thể không nói, cái hóa thân diễn hóa đi ra này cũng đạt tới tình trạng hoàn toàn rất thật. Tụ thiên tiên vương bất vi sở động, lại là vỗ tới một trưởng. Thạch hạo vẫn chỉ có thể đón thêm, nhưng hậu quả tự nhiên nghiêm trọng, để hắn lại phun lão huyết. Ngũ tinh đối với bát tinh, cái này kém dòng giã tam tinh, thực lực sai biệt lấy nghìn lần mà tính toán. Tụ thiên tiên vương cười lạnh, đây có thể là thạch hạo sao? Có yếu như vậy sao? Hừ, coi là thạch hạo lúc trước danh chấn thiên hạ, ngươi liền muốn giả mạo, để cho người ta sợ ngươi, thật sự là chuyện cười lớn. Oanh! 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 Lão một trưởng tiếp một trưởng đánh ra, làm cho thạch hạo chỉ có thể đón đỡ, không phải vậy, lão liền sẽ trực tiếp, nhằm vào thạch hộ. Kể từ đó, bất quá mấy chục chiêu mà thôi, thạch hạo liền bị thương nghiêm trọng, sắp gặp tử vong. Cha! Thạch hộ kêu lên, y khẩn trương, nếu bởi vì chính mình làm hại phụ thân vẫn lạc, y cả đời sẽ khó an. Yên tâm, tin tưởng cha. Thạch hạo hợp thời truyền ra một đạo thần ý, đây chỉ là một đạo hóa thân của vi phụ chủ thân đang chạy tới không cần sốt ruột thạch hộ xứng sờ đây chỉ là một đạo hóa thân hóa thân đều mạnh như vậy đạt đến độ cao tiên vương ngũ tinh nhưng lúc trước phụ thân liền có thể đánh bại thân đồ tiên tôn nghe nói cái gia hỏa kia gọi mà kiếm tâm thực lực đã sớm vượt qua tiên vương cửu tinh cho nên không có đạo lý đi qua hơn nghìn năm thực lực của thạch hạo ngược lại ngã xuống đây chỉ là một đạo hóa thân mà thôi vậy liền nói thông được bất quá hóa thân đều cường tới tiên vương ngũ tinh vậy chủ thân đâu lại sẽ mạnh đến mức nào thạch hộ tỉnh táo lại từ nhỏ y liền đối với phụ thân sùng bái không gì sánh được cho nên hiện tại đương nhiên cũng là không chút nghi ngờ mà tin tưởng thạch hạo bành lại là một cái trọng kích thạch hạo sinh sinh tiếp nhận cái này đã đạt đến cực hạn của hắn trên thân thể hiện ra từng đạo dạn nứt ngũ tinh đối với bát tinh cứng rắn hẳn phải chết tụ thiên tiên vương lộ ra một vòng hưng phấn Chém tiên vương, dù lão cường trí bắt tinh, lại cũng chưa từng có thể nghiệm qua, để lão hưng phấn đến thân thể có chút phát run. Mặc dù tiên giới tiên vương lấy hàng ngàn, nhưng tất cả mọi người tọa chấn một vực, không liên quan tới nhau, gặp mặt cũng là khó, huống chi là giao thủ. Một phương diện khác, cũng là tiên vương muốn tọa chấn thông đạo hai giới, xuất phát từ điểm cân nhắc ấy, ở giữa bất kỳ cái tiên vương gì cũng sẽ không trở mặt quá mức lợi hại, bởi vì một khi thông đạo nào đó thất thủ, vậy cực có khả năng mang đến phản ứng dây chuyền cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ tiên giới. Tại dạng điều kiện tiên quyết này, ở giữa các tiên vương căn bản không có khả năng bộc phát chiến đấu, huống chi là chém tiên vương. Thoải mái, thoải mái phát nổ. Đạt tới độ cao như tụ thiên tiên vương, trên đời này đã không có sự tình gì có thể cho lão hưng phấn, nhưng bây giờ, lão lại là hưng phấn không gì sánh được. Oanh! Lão lại ra một chiêu, dưới một kích này, thạch hạo chắc chắn thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục nhưng mà không đợi một chiêu này đánh xuống thạch hạo liền trực tiếp vỡ ra hóa thành vô số mảnh vỡ hả tụ thiên tiên vương sững sờ bởi vì những mảnh vỡ này đều là hướng về một chỗ bay đi giống như có ý thức tình huống như thế nào theo lý thuyết thạch hạo mặc dù bản thân bị trọng thương còn không có đến tình trạng lập tức chết làm sao lại đột nhiên bạo liệt đây nhưng đều hóa thành nhiều mảnh vỡ như vậy lại thêm nguyên bản liền chịu trọng thương đây tuyệt đối không có khả năng sống thêm vô luận như thế nào thạch hạo chết đều muốn tính vào lão tự tay chém giết tiên vương thoải mái hai mắt tụ thiên tiên vương nhắm lại hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy mỗi cái lông tơ đều là thoải mái lật ra thế nào ngươi cho rằng ta chết rồi thanh âm thạch hạo vang lên hắn lặng yên hiện thân bên người là ba nữ tô mạn mạn còn có tử kim thử cha mẹ thạch hộ lập tức lớn tiếng kêu lên a à, ngươi vừa rồi gọi người kia là cha làm sao cũng kêu người này là cha Ngươi đến cùng có mấy cái cha a? À. Tụ Thiên Tiên Vương kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, chỉ cảm thấy đối phương có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tụ Thiên Tiên Vương không cần suy nghĩ, Thạch Hạo thản nhiên nói: Vừa rồi cho ngươi lựa chọn, ngươi lại nhất định phải khư khư cố chấp như vậy, ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường, đánh giết hóa thân của hắn. Đây chính là một loại thái độ. Tụ Thiên Tiên Vương nhớn mày, người trước mặt này rất quỷ dị, khí tức không hiện, tựa hồ rất mạnh, lại tựa hồ rất yếu, hết lần này tới lần khác, khẩu khí lại lớn như vậy hắn cùng tiên vương ngũ tinh trước đó lại là cái quan hệ gì giết một cái ngọc tiên mà thôi làm sao lại dẫn xuất hai tên tiên vương không ba tên ánh mắt của lão đảo qua ô nguyệt di đây cũng là một tiên vương bất quá không mạnh chỉ là nhị tinh thôi lại tới một cái thạch hạo giả mạo lão lắc đầu ngươi vẫn là sống ở trong thời đại của quá khứ phải biết đây đã là một cái thời đại mới thạch hạo lười nhác cùng lão tranh luận trực tiếp xuất thủ hướng về phía lão bắt tới dám tụ thiên tiên vương giận dữ, ta thế nhưng là bát tinh tiên. Móa, lão kinh hãi kinh hãi, một trưởng này chộp tới, toàn bộ tiên tắc thiên địa bị đi, mà lão đúng là không có tiên tắc có thể dùng. Không có tiên tắc vận dụng, lão còn có thể xem như tiên vương sao. Lão vội vàng tế ra tiên vương khí, trong nháy mắt khôi phục, sau đó hướng về phía thạch hạo đánh tới chiến lực tiên vương cửu tinh. Hơn nữa, lão vốn là tiên vương bát tinh, lại dùng tiên vương khí, chiến lực tự nhiên muốn vượt qua chiến lực cửu tinh bình thường liền hỏi thế gian này, ngoại trừ tiên, tôn gia, còn có ai có thể chấn áp tiên vương chiến lực cửu tinh? Đúng. Nhưng mà, một cái ý niệm trong đầu lão còn không có quay tới, liền phát hiện cổ của mình đã bị người nắm. Đương nhiên là thạch hạo. Làm sao có thể? Tụ thiên tiên vương trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được cùng chấn kinh. Tiên vương chiến lực cửu tinh, lại không phải địch. Cái này, thạch hạo, là thạch hạo. Lão bỗng nhiên giật cả mình, ngàn năm trước đó, Thạch Hạo một kỵ tuyệt trần, lấy xu thế tiên vương mạnh nhất vang danh thiên hạ, chính là thân đồ tiên tôn thì như thế nào, chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, thậm chí không địch lại, bị chém một cánh tay. Chỉ có tồn tại khủng bố như vậy, mới có thể một chiêu liền đem lão cầm xuống lão đây là, phạm vào sai lầm to lớn cỡ nào, thế mà cùng loại tồn tại này là địch. Thạch, Thạch Hạo. Lão kêu lên, cảm thấy mình phạm sai lầm, muốn cùng ta hóa giải ân oán. Thạch Hạo lắc đầu, không cần thiết. Tụ Thiên Tiên Vương còn muốn nói chuyện, lại cảm giác một cỗ sát cơ đáng sợ đánh tới, trong nháy mắt đem sinh cơ của lão chém chết. Đường đường tiên vương bát tinh, liền đã chết vô thanh vô tức như thế. Thân hình thạch hạo rơi xuống, tiện tay đem thi thể của tụ thiên tiên vương ném trên mặt đất, hắn nhìn về phía nhi tử, lộ ra dáng tươi cười, không cho cha người một cái ôm sao. Thạch hộ nhăn nhó, y đều là người hơn một ngàn tuổi, không làm được sự tình buồn nôn như vậy. Bái kiến đại nhân, tiêu kỳ chạy tới, cung kính quỳ xuống tiên vương hơn nữa còn là tiên vương có thể đổ tiên vương kinh khủng đến mức không cách nào hình dung thạch hạo nhìn y một cái mặc dù là do bản thân thạch hộ nhúng tay quấn vào chuyện này nhưng nếu không có hắn vừa vặn quyết định trở về kịp thời đuổi tới bằng không mà nói hóa thân cũng có thể cứu không được nhi tử cho nên hắn đương nhiên sẽ không có cái cảm giác tốt gì đối với tiêu kỳ hắn chỉ là gật gật đầu sau đó lại hướng thạch hộ nói đi thôi cần phải trở về vâng phụ thân Thạch hộ đáp ứng nói, y cũng có chút nhớ nhà. Cái kia. Văn Thu dũng cảm chạy tới, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào thạch hộ. Thạch hạo mỉm cười, nhìn nhi tử không nói lời nào loại vật tình cảm này, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Thạch hộ không khỏi quẫn bách, nói, văn thu cô nương, ngươi bảo trọng. Thấy nhi tử hoàn toàn vô ý, thạch hạo liền gật gật đầu, đưa tay cô tới, đem ba nữ cùng thạch hộ đều là nâng lên. Đại nhân, tiêu kỳ cũng kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong y hy vọng có thể đạt được thạch hạo ưu ái bị thu làm đồ đệ cái gì tương lai liền tiền đồ vô lượng thạch hạo không để ý thạch hộ cũng không có nói chuyện giúp tiêu kỳ trốn tụ thiên tiên vương nhất mạch truy sát y đã hết lòng quan tâm giúp đỡ còn cần làm càng nhiều chuyện hơn sao hưu người một nhà cấp tốc rời xa truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé trở lại huyễn hải tiên vực đám người xa cách từ lâu trùng phùng tự nhiên khó tránh khỏi một phen kích động Mặc dù ngàn năm trôi qua, nhưng Huyễn Hải Tiên Vương cũng không có chút tiến bộ nào. Không có cách, ông ta đã là Tiên Vương thất tinh, muốn tiến lên trước một bước lại là sự tình khó khăn cỡ nào. Vốn là có cơ hội, đó chính là Thiên Địa Luân, nhưng cái này đã bị Thạch Hạo hấp thu. Ông ta muốn mặt dạng mày dày cùng hồng võ Tiên Vương mượn đều là không có khả năng. Không dựa vào ngoại vật, muốn tự mình nghiên cứu con đường Tiên Vương, vậy mấy vạn năm đều khó mà tiến lên một ô đều là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, khi huyễn hải tiên vương phát hiện Thạch Hạo đã là tiên vương cửu tinh. Trên thực tế Thạch Hạo đã phá vỡ hai lần cực hạn, thành tựu thập nhất tinh. Vị tiên vương này không khỏi bị đả kích lớn. Trước đó mặc dù chiến lực của Thạch Hạo đã vượt qua ông ta, nhưng, tốt xấu hắn còn có cảm giác ưu việt trên cảnh giới. Hiện tại nha, ai, ngay cả cái này cũng đã biến mất. Thạch hộ không có cô phụ kỳ vọng của Thạch Hạo. Tu vi thật bão tố ngọc tiên cửu tinh, tiên vương đã đều có thể, nhưng, Thạch Nhu còn kém đến xa đấy, hiện tại cũng bất quá là đồng giáp tiên ngũ tinh, tiến cảnh này quả thực chậm đến giận sôi. Nàng lại không vội không từ, dù sao thọ nguyên còn cực kỳ rất dài, chỉ cần tại trước khi dung mạo già đi đột phá cảnh giới lớn tiếp theo, chẳng phải vạn sự thuận lợi sao. Đối với loại lười biếng này, Thạch Hạo cũng không có cách nào. Tu luyện là hành vi thuộc về mình, ai có thể chi phối được. Trừ phi, có một ngày lý niệm của nhà đầu này phát sinh biến hóa. Thật giống như tô mạn mạn, lúc trước bị huyễn hải tiên vương giam giữ, để nàng không đạt đến ngân linh tiên mới có thể đi ra ngoài, tiểu ma nữ liền có động lực mạnh mẽ, bất quá mấy chục năm liền đã đạt thành. Với Thạch Nhu mà nói, sinh hoạt quá an nhàn, căn bản tìm không thấy động lực để hăng hái vươn lên. Ngươi nhìn, ngoại công là tiên vương, nãi nãi là tiên vương, di nương cũng là tiên vương, mà cha của mình càng là tiên vương mạnh nhất trên đời. Này ngoại trừ tiên tôn ra, nàng còn cần sợ ai? Thạch Hạo cũng lời quan tâm nàng, chính như Thạch Nhu suy nghĩ, chỉ cần cảnh giới của nàng đột phá tại trước khi dung nhan già đi là được rồi vậy nữ nhi này vĩnh viễn là tuổi trẻ mỹ lệ sẽ không xuất hiện một màn phụ thân ngược lại so với nữ nhi còn trẻ hơn để thạch hạo đầu to chính là vô luận là nữ nhi hay là nhi tử đều là không có chút dự định thành ra nào thạch hộ là chuyên tâm tại tu luyện căn bản không có nghĩ tới chuyện này mà thạch nhu mà nói thì là quá lười nàng một mình an nhàn cỡ nào tại sao phải gả cho một người để liên lụy đến chính mình đâu cái này tự nhiên đem tô mạn mạn làm tức chết nói liên tục trắng sinh đôi nhí nữ này thạch hạo lặng yên trở về cũng không có phát ra cái động tĩnh gì hắn lại bắt đầu bế quan nhưng lần này cũng không phải là muốn tích lũy tu vi hay là đột phá cảnh giới mà là vì ngưng tụ thiên địa luân tiên vương cửu tinh mới có thể ngưng tụ thiên địa luân nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối giống thạch hạo trước đó cũng chỉ cố đột phá cũng không có đi ngưng tụ hiện tại có thể rảnh rỗi lại không muốn lãng phí thời gian hắn liền đem cái này nâng lên nhật trình cái gọi là thiên địa luân kỳ thật chính là cụ thể hóa cảm ngộ đối với tiên tắc cho nên người khác đạt được mới có giá trị tham khảo đương nhiên tiên vương ngưng tụ thiên địa luân cũng không phải vì để cho người khác đi cảm ngộ đạo của chính mình mà là dùng để sung làm vũ khí đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thạch hạo không vội mà ngưng tụ thiên địa luân bởi vì hắn tại trong cùng cảnh giới tiên vương đã vô địch còn cần ngưng tụ thiên địa luân sao với thạch hạo mà nói, ngưng tụ thiên địa luân thật sự là quá dễ dàng. Bất quá 10 ngày mà thôi, hình thức ban đầu của thiên địa luân đã hiện. Sau đó, nhất hoàn, song hoàn, hắn ngưng tụ ra hai đạo luân hoàn. Chỉ nói số lượng luân hoàn, cái này không bằng thiên địa luân hắn lấy được lúc trước, nhưng nói đến độ ngưng thực, cả hai lại hoàn toàn không phải trên một cái cấp bậc. Luân hoàn của thạch hạo, hoàn toàn không phải trong suốt, mà là hai màu. Hỏa diễm sáng chói, còn có đại địa nặng nề. Thổ cùng hỏa, hai loại bản nguyên đạo. Trước đó, hắn tìm hiểu ra thạch hóa thuật, lại lấy được cảm ngộ về hỏa diễm bản nguyên, qua nhiều năm như thế, hắn tại trên cả hai có tìm hiểu thêm cũng rất sâu rất sâu, tự nhiên phản ứng đến trên thiên địa luân. Đương nhiên, đây chỉ là có một tia bản nguyên đạo mà thôi, khoảng cách cấp bậc tiên tôn thế nhưng là kém đến thực sự quá xa. Nhưng, đặt ở trong cấp độ tiên vương, đây tuyệt đối là vô địch, đừng nói lấy thiên địa luân phát động công kích, chính là vận chuyển ra, tin tưởng tuyệt đại bộ phận tiên vương đều là gánh không được chỉ có phần run lẩy bẩy, Thạch Hạo mỉm cười, hắn còn phải tiếp tục tiền lệ, nắm giữ càng nhiều bản nguyên đạo. Nếu như có thể có tận đến 9 bản nguyên đạo, đem thiên địa luân biến thành 9 màu, vậy thời điểm khi hắn ngưng tụ ra cửu hoàn, bước vào chuẩn tiên tôn, có thể có được lực lượng đánh với tiên tôn một trận hay không? Tăng thêm tiểu tinh vũ của hắn, hoàn toàn có khả năng. Chỉ nói lực lượng mà nói, Thạch Hạo thật sự là quá kinh khủng, thời điểm chuẩn tiên tôn tuyệt đối có thể địch nổi tiên tôn hắn chính là có một cái thế giới làm trèo trống, khác biệt chỉ ở tại bản nguyên đạo. Cho nên, chất lượng không đủ, cầm số lượng đến bổ. Thạch hạo quyết định, trọng điểm tiếp xuống chính là lĩnh hội bản nguyên đạo. Về phần tu vi nha, dù sao hóa thân đều tại trong cấm địa, thay hắn tìm kiếm tiên dược, hắn hoàn toàn có thể ngồi đợi. Cứ quyết định như vậy. Tại huyễn hải tiên vực chờ đợi một năm, thạch hạo mang theo các thê tử đi hồng võ tiên vực. Dù sao, đây cũng là cha vợ hắn, không thể nặng bên này nhẹ bên kia tại hồng võ tiên vực ở mấy ngày, lại phát sinh ngoài ý liệu, lại là chuyện tốt chờ mong thật lâu. Ô Nguyệt Di mang thai. Không quá hai ngày, ông Nam Tỉnh cũng vô cùng hưng phấn nói cho hắn biết, nàng cũng mang bầu. Thạch Hạo sau khi sững sờ, tự nhiên đại hỉ. Cách hơn nghìn năm, hắn rốt cục lại muốn làm phụ thân rồi. Hắn bắt đầu làm chuẩn bị, nghênh đón hai cái tiểu sinh mệnh xuất thế. Cái này tự nhiên bao gồm các loại bảo vật, dưỡng thai cho hai nữ, còn có sau khi bảo bảo xuất thế, tẩy tủy luyện ngân cho bọn chúng, nhoáng một cái một năm qua đi hai nữ đều là thuận lợi sinh hạ một nữ hai nữ hơi có chút không vừa lòng các nàng cũng chỉ là sinh hạ một nữ không giống tô mạn mạn một lần liền nhi nữ song toàn ai thạch hạo tự nhiên muốn xếp đặt yến hội mời người trong thiên hạ đến cùng chúc lập tức tin tức lưu truyền tại toàn bộ tiên giới cái gì thạch hạo lại xuất hiện rồi hắn muốn bày tiệc đầy tháng cho hai cái nữ nhi a à, không phải truyền thuyết hắn chết tại trong cấm địa sao các tiên vương ai cũng nhớ tới sợ hãi bị thạch hạo chi phối lúc trước thạch hạo đi tới cửa từng nhà quần tinh chi đỉnh mượn tài nguyên huyên náo là xôn xao mà có cái tiên vương nào dám không nể mặt thạch hạo như ta mục tiên vương hàng sơn tiên vương dục hà tiên vương các loại ai cũng chết tại trong tay thạch hạo đều là tiên vương thượng phẩm thậm chí có một vị còn là cửu tinh đây là chuyện kinh khủng cỡ nào ngoại trừ lúc tu la giới xâm lấn tiên giới chưa từng tại một thời đại chết qua nhiều tiên vương như vậy bất quá thạch hạo vừa mới như mặt trời sáng trói sáng tiên giới cũng rất nhanh liền đi cấm địa từ đây đã không còn tin tức truyền ra cho nên chuyện xưa của hắn cũng liền từ từ trở thành truyền thuyết thậm chí bắt đầu bị quên lãng nhưng hiện tại thạch hạo tái hiện loại cường đại sâu tận xương tủy kia vẫn là tỉnh lại hàn ý trong xương của mỗi một vị tiên vương đây chính là một cái tồn tại kinh khủng có thể chém tiên vương nhưng mà tiên vương mới lên lại khịt mũi coi thường đối với truyền thuyết của thạch hạo không có tự mình trải qua thời đại kia lại thế nào có khả năng biết thạch hạo cường đại cùng khủng bố đâu nhưng đối mặt với lời mời của thạch hạo mỗi một vị tiên vương đều là lựa chọn có mặt phần lớn tiên vương đều là không dám không để mặt mũi mà số ít tiên vương thì mang ý nghĩ khác muốn đem truyền thuyết này đạp xuống thần đàn để chính mình thay vào đó tiên vương thành tựu hơn nghìn năm trước hiện tại lại có thể là tu vi gì chém giết tiên vương ha ha tên kia có hai cái nhạc phụ tiên vương thượng phẩm mẫu thân thê tử cũng là tiên vương Năm tên tiên vương liên thủ, chẳng lẽ còn giết không được một tên tiên vương sao? Cho nên, khẳng định là một nhà bọn hắn cố ý tạo thế cho Thạch Hạo. Chờ nhìn đi, các tiên vương nhao nhao bước đến, để quần tinh chi đỉnh của Hồng Võ Tiên Vương náo nhiệt không gì sánh được. Chính yến ngày ấy, yến khách như mây. Bình thường, có thể nhìn thấy một vị tiên vương đều là không dễ dàng, nhưng nơi này lại khắp nơi đều là tiên vương, ngươi không có đạt, tới trung phẩm thậm chí đều không có ý tứ công nhiên đi tới đi lui tiên vương nơi này so với ngươi còn mạnh hơn khắp nơi đều là bất quá thạch hạo không có kỳ thị bất luận một vị tiên vương nào hắn vẫn là tham khảo cách làm lần trước đem vị trí chủ nhân thiết lập ở giữa tất cả tiên vương đều là bao quanh chủ nhân vị tạo thành một cái vòng tròn làm như vậy liền không tồn tại vấn đề bài vị miễn cho có chút tiên vương xấu hổ qua ba lần rượu bầu không khí dần dần náo nhiệt lên thạch hạo đạo hữu ngươi hơn một ngàn năm này đều là tại trong cấm địa sao có tiên vương đột nhiên hỏi thạch hạo gật đầu không sai, chúng tiên vương ai cũng hai mặt nhìn nhau, mới vào tiên vương liền vẫn đợi tại trong cấm địa, ngươi là có bao nhiêu liều? bình thường mà nói, tiên vương chỉ có tại thời điểm thọ nguyên sắp cạn mới có thể xâm nhập cấm địa, đi liều một lần hy vọng sống lâu một thế. nhưng thạch hạo quá trẻ tuổi, hơn nghìn năm trước vừa thành tựu tiên vương, liền trực tiếp đi cấm địa, hơn nữa một lần chính là hơn nghìn năm, để cho người ta làm sao cũng nghĩ không thông. không biết cấm địa nguy hiểm hay không, tiên vương ở trong đó căn bản chính là một bàn đồ ăn rất dễ dàng liền bị thịt. Vậy thực lực của Thạch Đạo Hữu bây giờ, khẳng định mạnh đến mức tột đỉnh. Một tên tiên vương cười nói, nhưng ngữ khí lại là bất thiện cực kỳ. Đây là một tên tiên vương mới lên, phong hào đại nguyên, mười phần kiệt xuất, ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi. Gã liền từ mới vừa vào tiên vương biến thành nhị tinh, dạng tiến cảnh này để tiên vương uy tín lâu năm đều phải xấu hổ. Bản vương cũng ở trong cấm địa chờ đợi chừng trăm năm, thu được tạo hóa không nhỏ, mới tại trong vòng trăm năm ngắn ngủi sông lên nhị tinh gã từ tốn nói, lại cực kỳ ngạo nghễ, thạch đạo hữu thế nhưng là chờ đợi ngàn năm, vậy khẳng định đã tu thành tiên vương cửu tinh. Phốc, có ít người lập tức bật cười. Có thể tính như vậy sao? Ở trong cấm địa thu hoạch cơ duyên, người vận khí tốt, khả năng nửa năm liền có thu hoạch khổng lồ, nhưng vận khí không tốt, mấy trăm năm đều là không vớt được một chút chỗ tốt. Đại nguyên tiên vương lấy chính mình làm ví dụ suy tính như thế, hoàn toàn chính là không nói đạo lý. Đây là đang khiêu khích Thạch Hạo nhìn tên tiên vương này một chút, trong ánh mắt tản ra áp lực cực lớn, đúng là để tiên vương xa hơn trong lồng ngực như là đè ép một khối đá lớn, đều muốn không thở nổi. Đại Nguyên Tiên Vương kinh hãi, sau đó giận dữ, ngươi lại dám ra tay với ta? Hiện tại chỉ là nói chuyện, đánh một chút miệng pháo mà thôi, ngươi liền xuất thủ, có xấu hổ hay không? Thạch Hạo, có dám đánh một trận? Gã trực tiếp không để ý mặt mũi, một bước đi trên bầu trời. Oanh, gã tỏa ra khí tức tiên vương nhị tinh, nhưng so với tiên vương nhị tinh bình thường cường đại hơn xa xa, đủ để so sánh với tiên vương tam tinh. Cái này khiến thật nhiều tiên vương đều là líu lưỡi, khó trách ra hỏa này cuồng ngạo như vậy, quả thật có lực lượng. Có thể tu đến tiên vương, cái nào không phải kỳ tài ngút trời. Cho, nên, cái này còn có thể có được năng lực vượt cấp chiến đấu, thật sự là quá lợi hại. Thạch hạo lắc đầu, hôm nay là niềm vui trăng tròn của nữ nhi ta, người đến đều là khách, ta lười nhác khi dễ ngươi. Ngươi là sợ đi, đại nguyên tiên vương cười ha ha không chiến cũng được ngươi chỉ cần thừa nhận chính mình là người mua danh chuộc tiếng là được rồi cái này nếu thạch hạo thừa nhận mà nói về sau còn có mặt mũi gặp người sao mua danh chuộc tiếng thạch hạo vừa nhìn về phía đại nguyên tiên vương nhớn mày cho ngươi mặt mũi không cần đúng hay không thạch hạo chúng ta có thể thành tiên vương đều là người không tiếc một trận chiến ngươi sẽ chỉ ở ngoài miệng khoe khoang như thế lại có có ý tứ gì lại một tên tiên vương đứng dậy, đồng dạng tuổi trẻ không gì sánh được. Đây cũng là tiên vương mới lên trong ngàn năm gần nhất, phong hào hỏa diệu. Tiên vương một đời trước đều là mỉm cười không nói. Các ngươi, thật sự là trẻ tuổi nóng tính, quá vọt lên. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, vì cái gì thạch hạo sinh cái nữ nhi, sẽ có nhiều tiên vương đến cổ động như vậy. Nếu như không phải thật sự ngư bức đến cực hạn, có thể có nhiều tiên vương nể mặt như vậy sao? Bất quá, có lẽ cái tiên vương tuổi trẻ này cũng không phải là không nghĩ tới, mà là cố chấp cho rằng Thạch Hạo là tên lớn hơn thực. Dù sao, chính mình sau khi trở thành tiên vương, liền sẽ thật sâu biết cách mỗi một cái tiểu cảnh giới, thực lực sẽ tranh lệch lớn đến mức nào. Còn có một nguyên nhân, thời đại này thành tựu tiên vương tương đối dễ, hơn nữa lập tức hiện ra nhiều lắm, khiến cho tiên vương mới lên khuyết thiếu tố chất như tính bền dẻo, kiên nhẫn mà các tiên vương thế hệ trước vốn có. Thạch Hạo nhìn lướt qua, nói, còn có ai có ý kiến đối với ta, không ngại đều đứng ra, ta một lần đem bọn ngươi toàn bộ giải quyết. Ha ha, thật cuồng. Tiên vương thứ ba đứng dậy, bản vương thật đúng là đối với ngươi không phục lắm. Bản vương cũng thế. Còn có bản vương. Một câu rơi, đứng lên trí ít hơn 30 tiên vương. Tiên vương thời đại mới lên này lấy trăm mà tính. Hiện tại có hơn 30 tiên vương đứng ra khiêu khích thạch hạo, tỷ lệ này vẫn là không nhỏ. Nhưng là, càng nhiều tiên vương mới lên lại là lựa chọn trầm mặc. Như đám Hoàng Thiên Thanh, chắc nghiên, bọn họ cũng thành tựu tiên vương. Mà bọn họ thì bị bóng ma thạch hạo bao phủ qua biết rõ, gia hỏa này yêu nghiệt đến trình độ nào. Cho nên, đám tiên vương tuổi trẻ này thật sự là lá gan mập, hôm nay khẳng định phải nhận dạy dỗ. Không có sao. Thạch hạo lại quét mắt một vòng, có vẻ hơi thất vọng. Quá ít. Thạch hạo tiện tay hất lên, một giọt máu vận chuyển mà ra, lập tức hóa thành một bóng người. Ây, cùng các ngươi chơi đùa. Đạo hóa thân này hướng về hơn 30 tên tiên vương nhất chỉ, ý khinh thường lộ rõ trên mặt cái gì ngươi tùy tiện vẩy một giọt máu ra liền dám một trọi ba hơn mười dỉ máu hóa hình cái này cái tiên vương nào cũng có thể làm được nhưng cụ thể có thể đạt tới thực lực gì liền không nhất định bình thường mà nói cũng liền cấp ngọc tiên bằng không mà nói vạn hóa thiên công liền sẽ không là bảo thuật tiên tôn thạch hạo hóa thân này cười một tiếng nhảy vào không trung thế nào không dám cùng ta đánh một trận hừ trước diệt hóa thân này của ngươi lại đến chiến ngươi Đại Nguyên Tiên Vương xuất thủ, hướng về đạo hóa thân này đánh tới. Bành! Chỉ thấy Đại Nguyên Tiên Vương lấy cao tốc kinh người từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu quần tinh chi đỉnh, sau đó tiếp tục hướng về phía dưới mà đi. Nhưng mà, quỷ dị chính là, tại dưới sự va chạm kịch liệt như vậy, toàn bộ quần tinh chi đỉnh lại là không có nửa điểm rung động. T. Chúng Tiên Vương đều là hít ngược khí lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? một tên tiên vương có được chiến lực tiên vương tam tinh bị một bàn tay liền đánh bay, trực tiếp đụng thủng quần tinh chi đỉnh, không biết bay đi chỗ nào. Đúng vậy, chiến lực tiên vương tam tinh cũng thuộc ở hạ phẩm, tính không được cái gì, nhưng, đây chỉ là một bộ hóa thân của thạch hạo. Hóa thân đều mạnh như vậy, vậy chủ thân lại phải mạnh đến cái tình trạng gì? Lập tức, những cái tiên vương vừa rồi đứng lên kia đều là ngoan ngoãn ngồi xuống. Đây là sai biệt thực lực to lớn cỡ nào? Hơn 30 người có thể đền bù sao? Hoàn toàn không thể. Cho nên, cùng một trận chiến mất mặt, không bằng nhận sợ hãi đi. Hưu, đạo hóa thân này của Thạch Hạo lập tức xé mở không gian rời đi. Trong cấm địa, lại treo một đạo hóa thân, cho nên, bên Thạch Hạo này cần bổ sung đi qua. Đã như vậy, không bằng phát vung một chút tác dụng rồi đi cũng không muộn. Sau đó, bầu không khí hài hòa không gì sánh được. Thạch Hạo lúc trước có thể đánh cái ngang tay cùng mạc kiếm tâm, lần thứ hai thậm chí thắng nhỏ. Đây cũng không phải là khoách đại sau truyền thuyết, mà là sự thật như làm bằng sắt nhưng mà ngay tại lúc yến hội sắp kết thúc, rốt cục lại phát sinh ngoài ý muốn, có khách không mời mà tới. một chiếc thuyền lớn lái tới, phong cách cực kỳ cổ xưa, đầu thuyền thì là cắm một lá cờ, phía trên vẽ vô số ngôi sao. lần lượt có từng khí thế mạnh mẽ không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra, đây là một loại khiêu khích trắng trợn. Thạch Hạo, người rốt cục xuất hiện, trên thuyền truyền đến thanh âm, phi tinh nhất mạch. ánh mắt Thạch Hạo đảo qua, nhàn nhạt hỏi, không sai một tên tiên vương xuất hiện ở đầu thuyền dáng người khôi ngô chư phương thân tử tiên tôn thạch hạo không có vấn đề chút nào bây giờ còn có cái tiên vương gì có thể đặt ở trong mắt của hắn hôm nay là ngày trăng tròn tốt lành của nữ nhi ta người đến đều là khách cho nên liền xuống uống một chén đi hắn từ tốn nói ha ha chư phương cười nhạt một chút sau đó vui vẻ gật đầu tốt a à. cái này khiến thạch hạo không nghĩ tới lúc nào tiên tôn nhất mạch cũng sẽ sợ quả nhiên chư phương mang theo một đám người từ trên thuyền xuống mà chư phong hải thình lình cũng ở trong đó nhưng gã không kiêu hoành như ngày xưa mà là điệu thấp không gì sánh được thậm chí không có nhìn nhiều thạch hạo một chút tiên vương thạch hạo kinh ngạc gia hỏa này thế mà rào bước tiến lên tiên vương rồi gia hỏa này bị vớt ra từ trong hầm cầu điểm ấy thạch hạo cũng không kỳ quái dù sao chỉ cần phát động nhân lực tìm kiếm thời gian hơn một ngàn năm đủ để đem người tìm được bất quá sau khi chư phong hải ăn lần thiệt thòi lớn này tựa hồ cũng cải biến tính tình chịu hào hào tu luyện nói như vậy phi tinh nhất mạch còn phải hào hào cảm tạ mình mới đúng thạch hạo cũng không có đối với tiên tôn nhất mạch nhìn bằng con mắt khác xưa cũng đem bọn họ an bài tại hàng vị trí thứ nhất để hắn kỳ quái là sau khi bọn người chư phương ngồi xuống lại thực sự chỉ là uống rượu hoàn toàn không có ý tứ nổi lên cổ quái nhưng mà cũng không lâu lắm lại là một chiếc không hạm xuất hiện phá thiên nhất mạch sau đó bắc miểu nhất mạch huyền minh nhất mạch các loại tuần tự mà tới trong chín đại tiên tôn ngoại trừ diệt lui nhất mạch ra tám đại thế lực khác đã đến toàn bộ thạch hạo cũng là đến lúc này mới biết được phong hào của tam đại tiên tôn còn lại thanh mục tiên tôn tam điệp tiên tôn vạn độc tiên tôn a à, nhiều truyền nhân tiên tôn như vậy đều tới đây là muốn làm gì bốn phương tám hướng vây công hôm nay muốn chấn sát chính mình sao thạch hạo cười nhạt một tiếng Tiên Tôn không ra, hiện tại ai có thể làm gì được chính mình? Muốn làm cho hắn đại khai sát giới mà nói, cùng lắm thì hắn mang theo người thân tiến vào cấm địa, sau khi đợi có được lực lượng tiên tôn lại đi ra. Bầu không khí cũng bởi vậy mà trở nên quỷ dị, dù Tiên Vương bên ngoài đều dựa vào cố gắng của mình để đi đến bước này, ý chí cứng cỏi, nhưng đối mặt với tám đại truyền nhân tiên tôn, bọn họ tự nhiên vẫn là sẽ thu liễm cực lớn, bởi vậy, người nói chuyện càng ngày càng ít. Mỗi người đều chỉ là cắm đầu uống rượu chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, nhưng bây giờ lại không thể cáo từ rời đi, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn này. Thạch hạo lắc đầu, bát đại gia các ngươi không hẹn mà cùng đến, cũng không nên nói cho ta biết, chỉ là đến uống một chén rượu. Con người của ta kiên nhẫn không tốt, có chiêu gì liền ra đi, ta lười nhác cùng đi vòng vèo với các ngươi. Chỉ ít, hắn cùng cửu diễm, bắc miểu, phi tinh, phá thiên tứ đại tiên tôn nhất mạch đều là kết thù, nhất là phi tinh nhất mạch, cháu trai tiên tôn bị hắn chấn tại trong hố xí, đây là ba 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 đánh mặt nếu phi tinh nhất mạch nhịn được đến vậy sau này liền thật muốn bị tiên tôn nhất mạch khác chỉ vào cái mũi chê cười thạch hạo ngươi vẫn là cuồng như trước kia chư phương lắc đầu sau đó lại là cười một tiếng yên tâm lần này là phi tinh nhất mạch ta mời mọi người tới không phải là vì hướng ngươi gây chuyện mà là chuyện tốt ha ha thực sự là chuyện tốt chuyện gì tốt thạch hạo trầm giọng hỏi muốn cùng ngươi kết cái thân ra chư phương cười nói con của ta cũng đến niên kỷ lập gia đình mà ngươi cũng có cái nữ nhi khuê nữ đầu tiên cho nên ta lần này là cố ý đến cầu thân nói đi lão vung tay lên lập tức các tùy tùng đi lên trước bê lên từng cái dương sau đó mở ra từng dương tất cả đều là tiên dược tiên kim số lượng nhiều đến kinh người đây chính là một bút cự phú thạch hạo lại là nhìn cũng không có nhìn một chút ngược lại lộ ra thần sắc lạnh lẽo chư phong hải đây chính là bị chấn áp tại trong hố xí, thanh danh đã sớm thối mất rồi, khỏi cần phải nói, chính là ám lôi tiên vương bốc lên phong hiểm đắc tội tiên tôn, cũng là cường ngạnh đem hôn sự đã quyết định từ chối đi. Gánh không nổi người này nha. a, à, nữ nhi gả cho người đớp cứt. Hiện tại, chư phương đến một màn như thế, chính là muốn để thạch hạo tự ăn ác quả. Người đem con của ta chấn áp tại trong hố xí, hiện tại liền để con gái của người đến cùng một chỗ tiếp nhận đi trái lại cha vợ lúc trước đem con rể trấn áp tiến vào hầm cầu cái này mặc dù vẫn là một kiện chuyện xấu nhưng đem so với cái trước lại thật tốt hơn nhiều thạch hạo lắc đầu không với cao nổi ha ha đúng là trèo cao nhưng ai bảo con của ta ưa thích đâu chư phương cười nói ý bức thoái vị rất rõ ràng thạch hạo bật cười ta nói là các ngươi không với cao nổi làm sao lại cứng rắn rát vàng trên mặt chư phương sầm mặt lại sau đó điềm nhiên nói thạch hạo đây là biện pháp tốt nhất để giải quyết ân oán của hai nhà chúng ta nếu ngươi không bắt lấy cơ hội này mà nói ha ha hôm nay nói không chừng là tử kỳ của ngươi thạch hạo ngồi ngay ngắn bất động nhưng trên bầu trời lại là phong vân quấy đây là tâm tình của hắn biến hóa dẫn động hoàn cảnh thiên địa tiên vương đánh vỡ cực hạn có dạng tư cách này có chiêu gì ta đều tiếp nhận hắn trầm giọng nói ra hôm nay hắn khả năng liền muốn đại khai sát giới thật sự cho rằng hắn ở trong cấm địa chờ đợi ngàn năm liền vung không nổi đau rồi. người đỡ được sao? một nữ tử tử trong đám người phi tinh nhất mạch đi ra, dung mạo phổ thông, cả người đều không có tản mắt ra một chút xíu khí tức gì. nhưng mà bảy đại truyền nhân tiên tôn khác đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. cửu hóa ma nữ, nàng lại còn không có chết. trời ạ, người của tiên tôn nhất mạch đều nghe nói qua truyền thuyết về cửu hóa ma nữ. nàng là đệ tử của phi tinh tiên tôn, thiên phú tuyệt đỉnh, lúc trước thậm chí xông lên chuẩn tiên tôn chuẩn tiên tôn đây chính là cấm kỵ vì tất cả tiên tôn đều không dung cho nên cử hóa ma nữ rất nhanh liền may danh ẩn tích mọi người phỏng đoán khẳng định là một vị tiên tôn nào đó xuất thủ sớm giải quyết tai họa ngầm thế nhưng là hiện tại cử hóa ma nữ lại xuất hiện cái này ai có thể nghĩ ra được thạch hạo bắt lấy xì si xào bàn tán của đám người cũng đã biết lai lịch của nữ tử này hắn cũng nhìn kỹ mắt nữ tử này trong lòng âm thầm lắc đầu nữ tử này cũng không phải là chuẩn tiên tôn Vậy lại là chuyện gì xảy ra? Cửu Hóa Ma Nữ cũng nhìn Thạch Hạo, ngươi không lại suy tính một chút sao? Đều nói rồi, các ngươi không với cao nổi." Thạch Hạo từ tốn nói. "Cái kia, ngươi liền muốn trở thành người đầu tiên bị ta chém dụng trong một thế này?" Cửu Hóa Ma Nữ từ tốn nói. Câu nói này ra miệng, tất cả mọi người là giật mình. Một thế này, Cửu Hóa Ma Nữ đã không phải là vị của mấy chục vạn năm trước kia, mà là sống ra một thế mới. Chỉ không biết, lúc trước nàng là tự mình chém chính mình hay là bị tiên tôn giết nhưng lại ngoan cường mà sống ra đời sau nếu như là người sau vậy liền khủng bố đến cực hạn tiên tôn đều giết không chết thạch hạo không có để ý chỉ cần không phải chuẩn tiên tôn hắn liền có thể chấn áp đây là không có bất kỳ lo lắng gì thậm chí chuẩn tiên tôn tới thạch hạo cũng có thể vừa thử hắn tìm hiểu hai chi bản nguyên đạo càng là hai lần đánh vỡ cực hạn đến cùng cường đại đến cỡ nào ngay cả chính hắn đều là không rõ ràng đến đánh đi Thạch Hạo cất bước, một cước liền đạp lên trời. Cửu Hóa Ma nữ mỉm cười, mặt mũi tràn đầy đều là sát ý, cũng là từng bước lên trời. Trong trời cao không gì sánh được, hai đại tiên vương rằng co, độ cao như vậy, chính là tiên vương cửu tinh đều chỉ có thể nhìn lên, căn bản không có khả năng đặt chân. Bởi vì nơi này có quy tắc tiên vương cấp, hóa thành loạn lưu công kích, chính là tiên vương cửu tinh đều có thể bị sinh sinh oanh sát, tiên vương loại hình nhất tinh nhị tinh, vậy chỉ có bị miểu sát. Cho nên, ngoại trừ mấy cái có hạn, những người khác liền cả tư cách quan chiến tại độ cao giống nhau cũng đều không có. Cửu hóa ma nữ lấy ra tiên vương khí, một thanh loan đao, để ngang nơi ngực, chỉ hướng thạch hạo. Thạch hạo cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Thật đúng là cuồng. Cửu hóa ma nữ cười lạnh một tiếng, hư, thân hình khẽ động, liền hướng về phía thạch hạo giết tới. Một đao chém. Một đao này chém tới, quy tắc loạn lưu trực tiếp xuất hiện tầng chân không, chỉ còn lại có đao khí lăng lệ cuốn qua, có thể diệt thương khung thạch hạo đưa tay hướng về lưỡi đao nắm tới tay còn không có bắt được bành 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 đao khí liền vỡ nát trước sau đó đại thủ rơi xuống thẳng đến thân đao cửu hóa ma nữ vội vàng biến chiêu tiên vương khí mặc dù sắc bén nhưng đối với cấp bậc như bọn hắn này mà nói đã không coi vào đâu xoát 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 thân hình nàng du tẩu không ngừng mà chém ra đao khí mạnh mà kiếm tâm quách dương mặc dù cũng là thân đồ tiên tôn càng là tồn tại phá vỡ cực hạn tiên vương nhưng so sánh cùng với nàng lại rõ ràng yếu nhược một mảng lớn. Đây là tu luyện thế nào đi ra? Dưới đáy, tất cả tiên vương đều là thần hồn đều là đoạn. Nguyên lai, like, tiên vương lại có thể mạnh đến tình trạng như vậy. Nếu thay đổi là bọn họ ra sân, lại có thể đón lấy mấy đao của nữ tử này. Ba đao, năm đao, chính là trong lòng tiên vương cửu tinh cũng là phát lạnh, bọn họ đối mặt với cửu hóa ma nữ, nhiều lắm chính là không bị nhiều sát, thậm chí trốn cũng trốn không thoát. Tốc độ đao khí của nữ tử này quá nhanh, hoàn toàn có thể chém ra tại trong. Nháy mắt đi ra khỏi tiên vương thuấn di, thừa dịp cái khoảng cách này đem người trọng thương, thậm chí giết chết. Nhưng mà, thạch hạo càng mạnh. Mặc cho người đem đao khí chém đầy trời, mỗi một đạo đều có thể chém giết tiên vương cửu tinh. Nhưng hắn lại chỉ cần nhẹ nhàng đem nắm đấm chấn động, đao khí liền vỡ nát. Mà những người khác không biết là cái gì. Thạch hạo căn bản không có vận dụng toàn lực. Cửu hóa ma nữ là mạnh, nhưng, nàng nhiều lắm là chiến lực tiên vương thập ngũ tinh. Thạch hạo đâu? Thập cửu tinh. Đó căn bản không phải một cấp bậc, tranh lệch quá lớn. Bởi vậy, thạch hạo tùy ý chấn quyền, hóa giải đến vô cùng nhẹ nhõm. Cửu hóa ma nữ không thể nào tiếp thu được. Dựa vào cái gì? Nàng tại sao lại mạnh hơn một mảng lớn so với mặt kiếm tâm, quách dương? Không phải là bởi vì thiên phú của nàng cao hơn, mà là nàng đã chết qua một lần, hơn nữa còn là bị tiên tôn chém giết, bất quá phi tinh tiên tôn bảo vệ một tia hồn phách của nàng lại lấy đại dược vô thượng chữa trị cuối cùng để nàng lại sống ra một thế mặc dù hết thảy bị đạp đổ làm lại từ đầu nhưng cửu hóa ma nữ lại là đem một chút không đủ trong tu luyện của một đời trước đền bù toàn bộ hơn nữa lấy đại dược chuyển thế nàng còn không có lưu lại ấn ký chuyển sinh bởi vậy một thế này nàng so với cùng thời kỳ ở kiếp trước càng thêm cường đại nhưng mà ở trước mặt thạch hạo loại cường đại này lại là hoàn toàn không đáng chú ý Cửu Hóa Ma nữ không thể nào tiếp thu được, nàng biết Thạch Hạo đã từng đánh thành ngang tay cùng Mạc Kiếm Tâm, lần thứ hai thậm chí còn thắng nhỏ, nhưng nàng lại là có thể ngược khóc Mạc Kiếm Tâm. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì mà cường đại như vậy? Nàng khẽ quát một tiếng, dùng tới tuyệt chiêu, Thiên Địa Luân. Ông, Thiên Địa Luân hiện, rõ ràng là Tam Hoàn, nàng đúng là ba lần phá vỡ cực hạn. Nói cách khác, nàng là Tiên Vương thập nhị tinh, mà năng lực vượt cấp cao tới Tam tinh. Phải biết, cho dù là môn hạ tiên tôn, tại tiên vương cảnh cũng liền có thể vượt nhất tinh chiến đấu mà thôi, nàng lại có thể vượt tam tinh, đây quả thực khủng bố. Đi! Nàng hét lớn một tiếng, thiên địa luân đã hoàn thành tích xúc năng lượng, hướng về phía thạch hạo đánh ra một vệt ánh sáng. Đặt ở trong tay tiên vương khác vận chuyển, thiên địa luân cũng liền có thể đánh ra chiến lực tiên vương cửu tinh, nhưng, dùng tại trong tay bản nhân, lại là vượt xa. Vì cái gì? Bởi vì đây là do chính mình ngộ ra tự nhiên cũng chỉ có chính mình mới có thể phù hợp, phát huy ra hoàn toàn uy lực. Ông, đạo ánh sáng này oanh ra, uy lực vô tận. Chẳng những dung hợp lực lượng bản thân của cửu hóa ma nữ, còn có tiên tắc giữa thiên địa, lấy một loại vận luật kỳ diệu mà phóng đại. Chiến lực thập lục tinh, khó trách có thể xưng là tuyệt chiêu, tại trên cơ sở vượt tam tinh, đúng là lại vượt qua một bậc thang, đây thật là bất khả tư nghị. Thạch hạo thấy thế, chỉ là một quyền nhẹ chấn. Đùng, đạo ánh sáng này liền nát, không có nhắc lên một tia gợn sóng thấy cảnh này, môn hạ của tám đại tiên tôn toàn thể thất sắc. Quá dễ dàng đại chiêu của cửu hóa ma nữ, thế mà bị dễ dàng hóa giải như vậy, tranh lệch thực lực này lớn đến bao nhiêu. Không thể lại cho tiểu tử này có không gian trưởng thành. Có tiên vương quả quyết nói ra. Không sai, vạn nhất tiểu tử này chạy đến trong cấm địa, chính là tiên tôn cũng rất khó uy hiếp được hắn. Đến lúc đó, hắn đột phá chuẩn tiên tôn, đem tu vi tăng lên tới đại thành, thậm chí có thể trực tiếp cùng tiên tôn tranh đoạt bản nguyên đạo, trở thành tiên tôn mới có tiên vương khác đồng ý, thậm chí, y là thuộc về một chi mạch hệ tiên tôn khác. Chúng ta cùng ra tay, đem kẻ này chém giết. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trong nháy mắt, môn hạ của tám đại tiên tôn đã tạo thành nhận thức chung. Chém giết thạch hạo. Mặc dù nói, chỉ cần thạch hạo dò bước tiến lên chuẩn tiên tôn, có thể là có được chiến lực chuẩn tiên tôn, tiên tôn liền có thể xuất thủ. Đến lúc đó diệt lôi tiên tôn cũng không có lời gì để nói. Nhưng, trời mới biết khi đó sẽ phát sinh biến hóa gì bọn họ tuyệt không muốn cách cục trước mắt phát sinh biến hóa. Bởi vì ai cũng không biết thạch hạo thượng vị, đến lúc đó sẽ dồn vị tiên tôn nào xuống. Cho nên, mỗi người đều là cùng một nhịp thở, tuyệt không cho phép một màn này phát sinh. Người vẫn là đi chết đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư hư hư, trong bảy đại trận doanh tiên tôn khác, bay ra rất nhiều bóng người, hướng về phía không trung đánh tới. Lấy tiên vương cửu tinh làm chủ, nhưng cũng không thiếu tồn tại tu ra thiên địa luân môn hạ tiên tôn, đánh vỡ cực hạn không nói dễ dàng giống như là uống nước, nhưng thật sự là không thiếu thiên tài như vậy. Oanh! Từng đạo thiên địa luân phát quang, hướng về phía thạch hạo đánh ra công kích đáng sợ ánh mắt thạch hạo đảo qua, lộ vẻ kinh ngạc, loại tồn tại như mà kiếm tâm. Quách dương này đúng là không ít, cơ hồ mỗi nhà đều có một cái, đương nhiên, hai nhà cửu diễm, phá thiên liền lấy không ra cao thủ cấp bậc này, bởi vì mặc kiếm tâm cùng quách dương đều không có tại những người này mang theo sát cơ mãnh liệt mà tới muốn chém giết chính mình thạch hạo hừ một tiếng nguyên bản không muốn cùng những tiểu nhân vật các ngươi này chấp nhận nhưng các ngươi nhất định phải muốn chết cho là ta không dám ra tay sao nghe hắn đem môn đồ tiên tôn xưng là tiểu nhân vật tiên vương dưới đáy đều là kém chút té xỉu đây là phóng khoáng cỡ nào đúng vậy có thể tự mình tu thành tiên vương cái nào cũng đều là ý chí cứng cỏi không gì sánh được nhưng ý chí cứng cỏi cũng không ảnh hưởng nhận rõ hiện thực tranh lệch chính là tranh lệch môn đồ tiên tôn xác thực mạnh đây là sự thật cho nên bọn họ dù là bất khuất cũng không có khả năng kêu gào đối với môn đồ tiên tôn không có cách thực lực không kịp còn mạnh miệng cái này không gọi dũng khí mà là ngu xuẩn mà thạch hạo thì là đã có thực lực lại có dũng khí một người đơn đấu môn hạ của tám đại tiên tôn phóng khoáng cỡ nào mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khẩu khí thật lớn nói khoác không biết ngượng thạch hạo ngươi thật sự là biết khoác lác Môn hạ của tám đại tiên tôn đều là cười lạnh, bọn họ liên thủ oanh kích, thạch hạo chẳng lẽ còn có khả năng có sinh lộ sao? Chết đi! Oanh! 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 Bọn họ sau khi bay đến độ cao thích hợp, lập tức phát động công kích. Cút ngay! Cửu hóa ma nữ lại là lệ quát, đây là đối thủ của ta, các ngươi đều không cho nhúng tay. Nàng người này, kiêu ngạo không gì sánh được. Lúc trước nàng có thể tại phía dưới công kích của tiên tôn bảo trụ một tia tàn hồn, riêng một điểm này liền ngưu xoa đến tột đỉnh lại nói, nàng đã từng tu đến độ cao chuẩn tiên tôn, có thể nói là phía dưới chín người, phía trên ức ức vạn người, tự nhiên có bá khí vô địch. Hiện tại nàng còn không có khôi phục lại trạng thái mạnh nhất ngày xưa, nhưng chỉ nói thực lực đánh nhau cùng cấp, nàng lại có thể nghiền ép chính mình lúc trước. Đây là yêu nghiệt cỡ nào? Cho nên, nàng tự nhiên kiêu ngạo không gì sánh được, hiện tại để cho người ta hỗ trợ, không phải để nàng hổ thẹn sao? Môn hạ của tám đại tiên tôn đều là không để ý tới nàng, vạn nhất thật làm cho thạch hạo thành tựu tiên tôn, Vậy trong tiên tôn bây giờ, tất có một vị muốn thoái vị, mà môn hạ đối ứng với một chi tiên tôn này cũng toàn bộ muốn ảm đạm vô quang. Những người này quen thuộc là môn đồ tiên tôn, cao cao tại thượng, nếu như muốn đem tầng ánh sáng này đánh dụng mà nói, bọn họ sẽ đau đến không muốn sống, không biết làm thế nào. Cho nên, bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn giữ gìn cái thân phận này. Nếu ai dám phá hư, bọn họ liền giết kẻ đó. Tuyệt không trần chờ, không tiếc đại giới. Thạch hạo tiện tay chấn quyền, đem công kích đánh tới hóa giải, một bên thì là hướng về phía hồng võ tiên vương thần thức truyền âm hắn muốn đại khai sát giới cho nên cần hồng võ tiên vương chuẩn bị sẵn sàng chờ sự kiện này vừa kết thúc bọn hắn liền lập tức chạy đến trong cấm địa lập tức chết nhiều đệ tử đắc ý thậm chí hậu nhân như vậy tám đại tiên tôn có thể nhịn khẩu khí này sao lão đinh sở dĩ có thể uy hiếp được tám đại tiên tôn không phải liền là nắm những hậu đại truyền nhân của tiên tôn sao nếu những người này toàn bộ chết xong tám đại tiên tôn còn có cái gì mà cố kỵ cho nên, giết người nhất thời thoải mái, nhưng hậu quả lại là nghiêm trọng không gì sánh được. Nhưng mà, muốn để Thạch Hạo nhịn xuống khẩu khí này, chuyện không thể nào. Hắn trêu ai gẹo ai? Nếu Hồng Võ Tiên Vương có thể tại trong một đám thiên tài trổ hết tài năng, thành tựu tiên vương, tự nhiên không thiếu quả quyết. Thạch Hạo đã quyết định quyết tâm, vậy ông ta cũng chỉ có thể phối hợp bằng không mà nói, gây họa tới toàn tộc Ô gia. Ông ta lập tức tiến hành an bài, để môn hạ, tộc nhân của chính mình tập hợp đến lúc đó, tận khả năng chen vào trong tiên cư, thuận tiện mang đi. Tiên cư không đủ lớn, không có quan hệ, có thể tu thành tiên nhân, thu nhỏ thân thể không phải sự tình rất dễ dàng sao. Mặt khác, huyễn hải tiên vương cũng là lặng yên rời đi, ông ta muốn về huyễn hải tiên vực làm chuẩn bị, đem hậu nhân, truyền nhân của chính mình cũng toàn bộ mang lên. Trên thực tế, chỉ có ngần ấy thời gian là không đủ, quá vội vàng, khỏi cần phải nói, thạch hạo còn có một cái thạch quốc đấy, đó là bao nhiêu người, cái này, Thạch Hạo cũng không có biện pháp quản. Nhưng, tin tưởng Tiên Tôn cũng không dám đổ dân một nước. Vì cái gì? Đừng quên, phía trên Tiên Tôn còn có Thiên Địa. Thiên Địa sẽ nhằm vào cùng loại hung ác chi đồ, lấy vô thượng lôi đình xóa đi. Tiên Tôn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ nắm giữ một phần vạn bản nguyên đạo, nào có tư cách đối nghịch cùng Thiên Địa. Bằng không mà nói, Đường Lầy Lội trong cấm địa cũng không có khả năng chống đỡ được bọn họ. Đương nhiên, Thạch Quốc bởi vì có quan hệ cùng Thạch Hạo khó tránh khỏi cần trải qua một phen thời kỳ hắc ám nhưng đây cũng không phải là sẽ không bao giờ kết thúc chỉ cần thạch hạo có được lực lượng tiên tôn vậy khi hắn từ cấm địa đi ra quang minh cũng sẽ tái hiện quá không công bằng thạch nhu phẫn nộ nói ra tại sao có thể dạng này một đám người đánh cha nàng cha nàng làm gì sai cầu hôn liền cầu hôn không đồng ý liền muốn giết người vô sỉ thạch nhu luôn luôn không tim không phổi nhưng cha ruột vì hạnh phúc tự do của nàng lại gặp nhiều người vây công như vậy để nàng làm sao có thể ngồi vững được tử kim thử hợp thời nói không công bằng ha ha ai bảo bọn họ có tiên tôn là chỗ dựa căn bản không có điều kiêng kỵ gì tiên tôn rất đáng gờm sao thạch nhu không phục nói tử kim thử nghiêm nghị gật đầu tiên tôn xác thực không tầm thường chính là tồn tại mạnh nhất tiên giới chính là có thể muốn làm gì thì làm như thế vậy ta cũng muốn thành tiên tôn đem hết thảy bọn họ đánh ngã Thạch Nhu siết quả đấm, trong ánh mắt tất cả đều là kiên định cùng chiến ý. Rất tốt, đấu trí kích phát ra tới. Tử Kim thử mỉm cười, Thạch Nhu là nữ nhi của Thạch Hạo, càng là tỷ tỷ của Thạch Hộ, thiên phú làm sao có thể kém. Chỉ là nàng quá lười. Hiện tại, đấu trí của nàng vừa kích phát ra, ngày sau khẳng định sẽ liều mạng tu luyện, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không kém Thạch Hộ. Oanh! 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 Trên bầu trời, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, chúng tiên vương nhìn xem, ai cũng nhìn mà than thở, quá mạnh, Thạch Hạo thật sự là quá mạnh. Dù là bị môn hạ của tám đại tiên tôn vây công, hắn cũng là thủ đến bốn bề yên tĩnh, không có chút loạn nào, chỉ một điểm này, thế gian còn có người thứ hai có thể làm đến sao? Phải biết, trong những người công kích này, còn có dạng siêu cấp yêu nghiệt giống như là cửu hóa ma nữ, lúc trước thậm chí tu đến chuẩn thiên tôn. Hàm kim lượng của trận chiến đấu này đương nhiên mười phần, mà Thạch Hạo cũng có thể ngồi vững vàng vị trí đệ nhất nhân phía dưới thiên tôn chúng tiên vương đều là cảm thán, lúc này mới hơn một ngàn năm, thạch hạo cũng đã tới mức độ này, để cho người ta ngoại trừ cảm thán ra, còn có thể nói cái gì? Trận chiến này, liền đánh 13 ngày. Nguyễn Hải tiên vương trở về. Đây chính là hồng võ tiên vực, cho nên, hồng võ tiên vương lại không cần đi đường, chỉ cần trực tiếp hạ lệnh là được rồi. Nhưng Nguyễn Hải tiên vương khác biệt, ông ta trước cần chạy về Nguyễn Hải tiên vực, cái này tự nhiên cần thời gian. 13 ngày thời gian đủ để tiên vương đánh cái vừa đi vừa về, cũng đem mang lên toàn bộ người mang tới tuần tự đạt được thần thức truyền âm của hai người huyễn hải hồng võ tiên vương ánh mắt thạch hạo lập tức biến không cần lại áp chế thực lực các ngươi hôm nay đều phải chết ở nơi này thạch hạo lạnh lẽo nói ra ha ha thật sự là không biết mùi vị những môn hạ tiên tôn kia đều là lạnh lùng nói ra thạch hạo ngươi quên mình bây giờ là tình cảnh gì sao người si nói mộng những người này thế công gấp hơn thạch hạo đang phía dưới vây công thế mà còn có thể nói chuyện nói rõ công kích của họ còn chưa đủ ác. Chết! 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 Thạch hạo lại không giữ lại, tiện tay gảy nhẹ, hư hư hư, từng đạo hóa thân bay ra, hướng về dưới đáy giết tới. Mỗi một đạo hóa thân, đều là tiên vương thất tinh. 13 ngày đi qua, lại có 21 đạo hóa thân chết tại trong cấm địa, cho nên, thạch hạo lại có thể đồng dạng triệu hồi ra số lượng hóa thân đó. Cái gì? Nhìn thấy thạch hạo một hơi diễn hóa ra 21 đạo hóa thân, hơn nữa mỗi một đạo đều là đạt đến độ cao tiên vương thất tinh, những chuyển nhân tiên tôn này đều là không khỏi khẽ run rẩy. Hóa thân có thể mạnh như vậy sao? Vạn hóa thiên công. Cuối cùng cũng có người uyên bác, nói ra một cái suy đoán. Vạn hóa thiên công, hóa thân ngàn vạn, mỗi một đạo đều là tự thành một thể, có thể độc lập tu luyện, thậm chí xông lên tiên vương cửu tinh. Nhưng, đám người lại lập tức lắc đầu. Vạn hóa thiên công xác thực có thể có rất nhiều hóa thân, nhưng, hóa thân một khi dung hợp cùng chủ thân, đó chính là không thể nghịch, không cách nào lại chia tách ra. Cho nên, cái này tuyệt không phải vạn hóa thiên công. Cái kia lại là cái gì đâu? Không tốt. Nhưng, bọn họ lập tức biến sắc. Tiên vương thực lực mạnh đã là toàn bộ giết lên, những tộc nhân, đệ tử phía dưới kia, mặc dù cũng có thật nhiều tiên vương, nhưng đều là cấp bậc trung phẩm, hạ phẩm, như thế nào đối kháng cùng tiên vương thất tinh? Hơn nữa, còn là hơn 21 đạo liền có người muốn bay xuống dưới giúp đỡ tỷ như chư phương con của lão ngay tại phía dưới mặc dù thành tựu tiên vương nhưng chỉ là nhị tinh thôi thạch hạo cười nhạt một tiếng nhấn ra một tay nói muốn giết sạch các ngươi còn muốn đi đâu lập tức thân hình chư phương liền bị định trụ thạch hóa thuật đừng để ý tới hóa thân của hắn chỉ cần đem chủ thân hắn làm thịt hóa thân tự nhiên là chôn vùi có tiên vương không nhịn được nói không sai trên thân hậu nhân chúng ta đều có bảo vật mà tiên tôn ban tặng căn bản không có khả năng bị hắn đánh giết. Có tiên vương khác, phụ họa. Tốt, chuyên tâm giết kẻ này. Chúng tiên vương tạo thành nhận thức chung, đó chính là giết thạch hạo. Oanh! 21 đạo hóa thân bay xuống, bắt đầu đổ sát. Bất quá, có môn hạ tiên tôn dễ giết, vỗ liền chết, nhưng cũng có môn hạ tiên tôn đặc biệt khó làm. Trên người có bí bảo tiên tôn, giống chư phong hải. Dù là tiên vương thất tinh oanh lên, cũng chỉ là nổi lên từng tia gợn sóng, hoàn toàn không có khả năng oanh chúng bản nhân. Đây chính là bí bảo tiên tôn, đón lấy ngàn lần, vạn lần công kích của tiên vương thất tinh đều là không dỡ xuống được. Cái này muốn đánh đến năm nào tháng nào? Thạch hạo nhớn mày, trong cấm địa, những hóa thân không có thu hoạch kia nhao nhao tự sát. Quá dễ dàng, trong cấm địa từng bước nguy cơ, chỉ cần hướng những địa phương kia xông vào là được. Sau đó, từ trên thân thạch hạo bay ra càng nhiều hóa thân. 100 triệu 300 nghìn 500. Khi số lượng hóa thân đạt tới 1 nghìn người, tất cả tiên vương đều nghẹn ngào mẹ nó, toàn bộ tiên giới cũng liền có ba nghìn tiên vực, cho nên số lượng tiên vương cũng liền ba nghìn, tăng thêm tiên tôn nhất mạch căng hết cỡ bốn nghìn. trong nhiều tiên vương như vậy, có bao nhiêu là tiên vương hạ phẩm, tiên vương trung phẩm, lại có mấy cái đạt đến thượng phẩm, hướng thảo luận cao nhất nhiều lắm là năm trăm. thế nhưng là thạch hạo một mình liền diễn hóa ra một nghìn hóa thân, mà lại đều là tiên vương thất tinh, có thể làm cho chúng tiên vương thoáng có chút lực lượng chính là trong bọn họ còn có rất nhiều là tiên vương cửu tinh, bát tinh. Mặc dù số lượng không kịp, nhưng bọn họ có thể dùng chất lượng để đền bù. Một tên tiên vương bát tinh có thể địch 10 tên tiên vương thất tinh. Một tên tiên vương cửu tinh càng là có thể địch trăm tên tiên vương thất tinh. Cho nên, vẫn là bọn họ càng mạnh. Bằng không mà nói, thạch hạo một mình liền có thể địch một giới, đây cũng quá khoa trương. Nhưng mà, một nghìn hóa thân chính là cực hạn của thạch hạo sao? Sai, dĩ nhiên không phải. Hai nghìn ba nghìn, bốn nghìn, hóa thân không ngừng mà bay ra, như không có tận cùng. Lần này, không có một cái tiên vương nào còn có thể lạc quan. Đúng vậy, một tiên vương cửu tinh có thể địch trăm tiên vương thất tinh. Thế nhưng là, hóa thân của thạch hạo này cũng quá là nhiều, ngạnh sinh sinh dựa vào số lượng lật về thua kém chất lượng. Càng kinh khủng chính là, bốn nghìn hóa thân y nguyên không phải là cực hạn của hắn. Năm nghìn, sáu nghìn, bảy nghìn, hơn vạn. Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! dưới đáy, tiên vương quan chiến đã đầu não trống rỗng, một người đỉnh một giới, cái này tuyệt không phải nằm mơ, mà là thực sự có khả năng xuất hiện. Tiên vương, vương của một vực, kẻ thống trị ngoài 9 người mạnh nhất tiên giới kia. Ha ha, nhìn xem người ta, tùy ý liền diễn hóa ra 10.000 hóa thân cấp tiên vương thất tinh, cùng cái này so sánh, còn có ai có thể kiêu ngạo được. Mọi người đều là nghẹn ngào, thần hồn đều là mất. Cường đại như vậy, để bọn họ ngay cả tư cách nhìn lên cũng đều không có. Nhưng mà, Số lượng hóa thân của Thạch Hạo vẫn còn đang gia tăng, thẳng đến lúc là 70.000 người, lúc này mới ngừng lại. Hiện tại, tất cả mọi người là kinh hãi đến tê cả da đầu, dù là yêu nghiệt như Cửu Hóa Ma nữ, cũng là hoàn toàn ngừng lòng so sánh cùng Thạch Hạo. Làm sao so? Không sánh bằng. Thậm chí, tư cách so sánh cũng đều không có. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Một người đánh một quyền, đó chính là 70.000 quyền bí bảo tiên tôn là ngưu bức, có thể ngăn lại 10.000 chiêu của Tiên Vương thậm chí nhiều hơn, nhưng đỡ được số lượng kinh khủng này sao? Mỗi đạo hóa thân bất quá ra bảy tám quyền, chỉ thấy trên thân chư Phong Hải liền không thể đỡ hết người giống như gã còn có rất nhiều. Bí bảo tiên tôn thì như thế nào? Trong nháy mắt liền cho người đem năng lượng tiêu hao hầu như không còn, quá kinh khủng. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, dạng nhị thế tổ như là chư Phong Hải này, cơ hồ cùng một thời gian bị đổ sát phía trên bầu trời. Thạch Hạo cũng bắt đầu đổ sát, thạch hóa thuật hắn nhấn ra một tay lập tức chí ít chín thành tiên vương đều là bị hóa đá không cách nào động đậy mảy may vẻn vẹn chỉ có các loại tuyệt đỉnh thiên tài như cửu hóa ma nữ là ngoại lệ sau đó thạch hạo lại vung một quyền hỏa chi bản nguyên oanh liệt diễm đáng sợ đốt trời trong nháy mắt mà thôi những cái tiên vương bị hóa đá kia hết thảy đã chết đi dù là có bí bảo tiên tôn hộ thân cũng đều vô dụng thạch hạo hiện tại cường đại đã vượt qua loại lực lượng phong nhập trong bí bảo tiên tôn này hai chiêu, một cái định thân, một cái công kích, hơn chín thành người dính công kích đã bị diệt. Thạch hạo lạnh lùng nhìn mấy người còn sót lại, sát cơ sôi trào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có mấy người không chết, cửu hóa ma nữ, còn có năm cái thiên tài khác cùng một cấp bậc với mặc kiếm tâm, phá vỡ tiên vương cực hạn, cho nên mới may mắn trốn khỏi một kiếp. Mặt khác mà nói, thì là các loại tiên vương cửu tinh như kiếm hổ tiên vương, chư phương tiên vương, kém một bước liền có thể ngưng tụ ra thiên địa luân bản thân họ liền là tiên vương cửu tinh, lại có bí bảo tiên tôn, phía dưới lưỡng trọng bảo hộ, cái này mới miễn cưỡng thoát được một mạng, nhưng trên thân cũng có diện tích bỏng lớn, có thể nói là vô cùng thê thảm. Lại đến, thạch hạo cười một tiếng, vung ra quyền thứ hai, lập tức liệt diễm quyền trời, lần nữa cùng tập. a à, dù là như chư phương tiên vương, kiếm hồ tiên vương thì như thế nào, tại phía dưới công kích như vậy đều là sứt đầu mẻ chán, ai cũng phát ra tiếng kêu thảm. Cũng chỉ có các loại tuyệt thế yêu nghiệt chân chính, như cửu hóa ma nữ mới có thể địch nổi. Dù sao, thạch hạo anh ra chính là công kích phạm vi lớn, uy lực phân tán, tự nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với mấy thiên kiêu đỉnh cấp này. Thạch hạo, chư phương nghiến răng nghiến lợi, con của lão bị oanh sát tại trước mặt, hiện tại chính mình cũng muốn chết bởi tay của thạch hạo, để lão làm sao có thể cam tâm. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Lão lớn tiếng kêu lên, ngươi cũng sẽ chết, ngươi lập tức liền sẽ chết. Ồn ào. Thạch Hạo từ tốn nói, một quyền đánh ra, bành. Chư Phương lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên thân thể xuất hiện từng đạo dạn nứt. Dừng tay. Đám tuyệt thế thiên kiêu cửu hóa ma nữ giết tới đây. Một đám thổ địa gà chó kiểng cũng dám kêu gào ở trước mặt ta. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, chiến lực thập cửu tinh hoàn toàn bắn ra. Đây là khái niệm gì? Dù là mạnh như cửu hóa ma nữ, chiến lực thông thường cũng bất quá là thập ngũ tinh, tranh lệch so với Thạch Hạo dòng dạ yếu hơn tứ tinh. Tứ tinh? Ý vị này, muốn chỉnh cả 10.000 cái cửu hóa ma nữ mới có thể chống lại cùng thạch hạo. Hơn nữa, đây là trên lý luận, bởi vì một vạn người vây công, căn bản không có khả năng toàn bộ xuất thủ trong cùng một lúc, cho nên, sai biệt thực lực cách đạt đến tứ tinh, vậy căn bản chính là vô giải. Thạch hạo tùy ý chấn quyền, liền đem bọn cửu hóa ma nữ đánh bay, sau đó phi thân đuổi kịp chư phương, lần nữa hành hung. Bành! 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 Mỗi một kích xuống dưới, trên thân chư phương liền có quang mang nở rộ đó là bí bảo tiên tôn đang phát huy tác dụng nhưng dù là có dạng bảo hộ này vẫn là để lão bị thương nghiêm trọng bất quá nếu không có dạng bảo hộ này lão chính là bị mệnh miểu sát thạch hạo chư phương một bên thổ huyết một bên không cam lòng quát nhưng thạch hạo căn bản không có cho lão cơ hội nói chuyện chỉ là kêu lên hai chữ lão liền chia năm xẻ bảy không còn hình người chết rồi thấu thấu thạch hạo không có bất kỳ cái biểu lộ gì lại để mắt tới kiếm hồ tiên vương Kiếm hổ tiên vương hoảng hốt, liền vội vàng xoay người liền chạy. Dù là có dạng tuyệt thế yêu nghiệt như cửu hóa ma nữ tại bên cạnh, lão cũng không có chút cảm giác an toàn nào. Nói giỡn, không thấy cửu hóa ma nữ đều bị thạch hạo vung một quyền đánh bay, trực tiếp thổ huyết sao. Lực lượng của thạch hạo đã mạnh đến tình trạng nghiền ép hết thảy tiên vương, thậm chí có thể so sánh cùng chuẩn tiên tôn. Hơn nữa, hắn thậm chí mò tới hai bản nguyên đạo, chiến lực như vậy, chỉ sợ chuẩn tiên tôn bất quá cũng như vậy đi. Nói cách khác, thạch hạo cường đại, đã đạt đến tình trạng tiên tôn đều nhất định muốn xuất thủ xử lý tiểu tử này trước đó quá vô danh một mực núp ở trong cấm địa ai có thể nghĩ tới hắn lại là lặng lẽ phát triển đến một bước này lúc này đột nhiên trong lòng kiếm hồ tiên vương mơ hồ lần này huy động nhân lực mà đến tiên tôn sẽ một chút phát giác cũng đều không có sao thế nhưng là tiên tôn cũng không có ngăn cản có phải hay không tám vị tiên tôn cũng muốn mượn tay bọn họ thăm dò một chút thạch hạo đến tột cùng đã đến cấp độ gì bọn họ không thể tùy tiện ra tay nếu không cực dễ dàng nhấc lên trí tôn chiến nhưng để môn hạ đệ tử xuất thủ lại là hoàn toàn không sao thế nhưng là vì cái gì đều đến một bước này vẫn là không thấy tám đại tiên tôn có một chút xíu động tĩnh đâu đã chứng minh thạch hạo có được lực lượng chuẩn tiên tôn có thể xuất thủ còn chờ chờ cái gì bành thạch hạo đã đuổi kịp một quyền đem kiếm hồ tiên vương đánh cho vỡ nát không được lão tử không chịu nổi Đúng lúc này, thanh âm của Đinh Lăng Phong lại đột nhiên truyền tới, "Lão tử thay ngươi phong tỏa không gian, không để cho tám lão gia hỏa kia cảm ứng được, nhưng bọn họ đã nổi lên lòng nghi ngờ, đang tự mình đã tìm đến, đến lúc đó, lấy một địch tám, lão tử cũng không gánh được. Nhanh, tiến cấm địa." Thạch Hạo giật mình, khó trách hắn đều thả ra 70.000 hóa thân, lại như cũ không làm kinh động tám đại tiên tôn, nguyên lai là có lão Đinh đang chống đỡ cho hắn. Bất quá, tám đại tiên tôn đã sinh nghi không chỉ là thả ra thần niệm đảo qua mà là muốn đích thân chạy đến như vậy lão đinh khẳng định cũng không thể giấu trời qua biển nữa lấy một địch tám dù lão đinh ban đầu là đi theo thiên tôn lẫn vào cũng không có khả năng địch nổi tám vị cường giả cùng dai thạch hạo nhìn lướt qua còn có sáu tên tuyệt đỉnh thiên tài đám cửu hóa ma nữ không có xử lý khá là đáng tiếc bất quá chính mình cuối cùng cũng sẽ có một ngày vô địch cần đem sáu người này để ở trong lòng sao đi thân hình hắn nhảy lên, đem bọn người tô mạn mạn, thạch hộ thu vào tiên cư, lại phân biệt cầm lên hai tiên vương huyễn hải, hồng võ. Sau đó triển khai thuấn di, hư, hắn lập tức trốn xa, tiến về cấm địa. a à, tất cả mọi người sững sờ, rõ ràng thạch hạo đang đại sát tứ phương, ngư bước đến không cách nào hình dung, làm sao đột nhiên liền rút lui đâu. Nhưng tại trong nháy mắt sau đó, oanh, uy thế đáng sợ bạo quyển. Đinh lăng phong, ngươi thật gan to. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, dám lấy thần thức phong tỏa nơi đây, không để cho chúng ta cảm giác. Nếu như sau khi kiếm hổ tiên vương chết có biết, tự nhiên là sẽ minh bạch, không phải tám đại tiên tôn đối với bọn họ thấy chết không cứu, mà là có lão đinh nhúng tay, bọn họ căn bản không biết nơi này xảy ra chuyện gì thanh âm của đinh lăng phong, cũng đi theo vang lên, uể oải, tràn đầy hương vị cần ăn đòn, lão đầu lạnh như băng, lão tử muốn làm gì, đến phiên ngươi vung tay múa chân. Hừ, đinh lăng phong, ngươi không sợ bị chúng ta liên thủ làm thịt sao? Lại một thanh âm vang lên, đồng dạng uy thế bá tuyệt thanh âm đinh lăng phong vẫn là thiếu ăn đòn như vậy lão ra hỏa đùa lừa coi như các ngươi cùng tiến lên lại đuổi được lão tử sao hắc hắc lão tử vì cái gì không thiết đạo tràng chính là đề phòng ngày nào đó cùng các ngươi trở mặt các ngươi đến cơ hội xét nhà lão tử cũng đều không có tiên vương dưới đáy nghe không khỏi đều là ngẩn ngươi cái này là người nào đúng là vô lại như vậy phốc một tên tiên vương nhịn không được bật cười lên nhưng ngay trong nháy mắt tiếp theo y liền hóa thành huyết vụ cái gì thấy cảnh này tất cả tiên vương đều là sợ hãi đây là thủ đoạn kinh khủng bực nào người đều không có hiện thậm chí đều không có nhìn thấy xuất thủ một vị tiên vương liền chết chẳng lẽ là tiên tôn trong lòng chúng tiên vương đều là nhịn không được run run một chút khó trách thạch hạo chạy nhanh như vậy nguyên lai là tiên tôn chạy tới vậy xác thực không đi liền chỉ có một con đường chết bất quá tiên tôn cũng quá bá đạo bất quá là cười một cái mà thôi liền trực tiếp đem người giết ở trước mặt tiên tôn tiên vương đều như là dê bò, có thể tùy ý tàn sát. Thật đáng buồn. Ông, 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 từng đạo khí tức đáng sợ hiển hiện. hiện. Chín đại tiên tôn đều tới. Tiên giới chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Cơ hồ tất cả tiên tôn, tiên vương đều là tụ tập ở một chỗ. Tin tưởng, đây là vô tiền khoáng hậu. Sư tôn. Thân hình sáu tên tuyệt đỉnh thiên tài đám cửu hóa ma nữ nhao nhao rơi xuống. Sau đó hướng lên bầu trời bái xuống bất quá. Cửu hóa ma nữ lại là thu liễm hết thảy khí tức. Lần nữa trở nên phổ thông không gì sánh được, để cho người ta trực tiếp liền không để ý đến nàng. Chín đại tiên tôn đều không có hiện thân, nhưng bọn người cừu hóa ma nữ lại là cung kính không gì sánh được. Rốt cục, một tên tiên tôn xuất hiện, toàn thân đều là quấn quanh hỗn độn hỏa diễm, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. cửu diễm tiên tôn. Lão tiện tay quấn một vòng, tràng cảnh phát sinh trước đó lập tức tái hiện, bất quá lại là gia tốc gấp 10 lần. Đây là đang ngược dòng thời gian tiên tôn thực tình khủng bố, nắm giữ một tia quy tắc thời gian, lại có thể để một màn đã phát sinh tái hiện thời điểm khi thấy cửu hóa ma nữ, ngoại trừ phi tinh tiên tôn cùng đinh lăng phong ra, bảy đại tiên tôn khác đều là phát ra một tiếng ô ngạc nhiên. Nữ tử này lại còn còn sống. Cực tử mà sinh, nhất bản sống ra đời sau, cái này không đơn giản, tương lai tạo hóa kinh người. Nàng đã thành qua một lần chuẩn tiên tôn, có kinh nghiệm như vậy, một thế này nàng cực có khả năng lại thành chuẩn tiên tôn hơn nữa còn có khả năng càng thêm yêu nghiệt ánh mắt của bảy đại tiên tôn đều là rơi vào trên thân cửu hóa ma nữ chỉ cần tiên tôn chú ý vậy mặc cho cửu hóa ma nữ thu liễm khí tức như thế nào cũng đều là chạy không khỏi cảm giác của bọn họ nữ tử này có phải cũng phải trừ hay không rồi không vội còn không có thành chuẩn tiên tôn trước giải quyết vấn đề của diệt lôi nhất mạch hình ảnh còn đang lật qua lật lại rất nhanh tám đại tiên tôn liền thấy tất cả mọi người của nhất mạch chính mình là xông tới vây quét thạch hạo nhưng mà thạch hạo lại là cho thấy thực lực đáng sợ vẩy chúng một cái hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong cuối cùng thạch hạo diễn hóa xuất ra đạo đạo hóa thân bắt đầu biểu diễn kinh khủng hơn thời điểm ban đầu tám vị tiên tôn đều là rất bình tĩnh không phải liền là hóa thân thôi nha bọn họ hoàn toàn có thể diễn hóa ra cấp bậc tiên vương cửu tinh thậm chí là hóa thân đánh vỡ cực hạn thế nhưng là sau khi số lượng hơn trăm bọn họ liền không lại nghĩ như vậy số lượng quá ngàn sắc mặt của bọn họ cũng biến thành trở nên nghiêm nghị mà thời điểm hơn vạn, con người của bọn họ đều là siết chặt. Mẹ nó, đây là điều mà bọn họ đều không thể làm được. Tiểu, tử này là tu luyện thế nào? Kế tiếp, thạch hạo đại khai sát giới, thạch hóa thuật, liệt diễm đốt trời, hai đầu bản nguyên đạo xuất hiện, tám đại tiên tôn thấy đều là có chút tê cả ra đầu. Đây là cái biến thái gì? Rõ ràng ngay cả chuẩn tiên tôn đều không có bước vào, thế mà liền nắm giữ hai bản nguyên đạo. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một chút chút da lông, nhưng, có thể tại thời điểm tiên vương liền nắm giữ một chút da lông, vậy chỉ cần bỏ mặc nó trưởng thành, tương lai tất sẽ thành họa lớn. Đinh Lăng Phong, đệ tử của ngươi rõ ràng đã có được chiến lực chuẩn tiên tôn, ngươi lại vẫn che chở hắn. Lại một tên tiên tôn xuất hiện, toàn thân đều là quấn quanh hàn khí, đồng dạng thấy không rõ dung mạo. Bất quá, đoán cũng có thể đoán được, lão là bác miểu tiên tôn. Một vị tiên tôn đối ứng với một bản nguyên đạo, không có khả năng tái diễn. Đinh Lăng Phong vẫn không có hiện thân, chỉ có thanh âm ung dung chuyển đến các ngươi đều là ngớ ngẩn sao lão tử chỉ nói là đệ tử ta trước khi không có được lực lượng chuẩn tiên tôn các ngươi đều không được xuất thủ nếu không lão tử liền cùng các ngươi không xong về phần sau khi có được vậy lão tử làm cái gì quản các ngươi thí sự cái này quá vô lại đi đinh lăng phong hôm nay không giết được đệ tử của ngươi giết ngươi cũng là một dạng tiên tôn thứ ba xuất hiện sau lưng có hư ảnh một cây đại thụ dưới chân thì là hoa tươi nộ phóng thanh mộc tiên tôn. Đinh Lăng Phong cười nhạo, đừng đùa, chỉ cần lão tử không muốn chơi cùng các ngươi, các ngươi đuổi được lão tử sao tới chỗ mát mẻ nào đó đợi đi, bằng không mà nói, lão tử không để ý đi một chuyến tới nơi ở của các ngươi, đem đồ tử đồ tôn còn lại của bọn ngươi giết sạch sành xanh. Đối mặt với một vị tiên tôn vô lại như vậy, dù tám đại tiên tôn đã tạo thành thế liên thủ, lại như cũ đầu to không gì sánh được. Tiên vương khó giết, tiên tôn tự nhiên càng thêm khó giết, trên đời này chỉ có 9 vị. Tám đánh một, Vậy khẳng định là ổn chiếm thượng phong, nhưng nếu lão đinh không muốn chơi cùng bọn họ, một lòng chạy trốn, bọn họ lại ngăn được sao? Muốn giết Tiên Tôn, chỉ có một cái biện pháp, kéo vào trong cấm địa, lợi dụng đặc tính khắp nơi nguy cơ của cấm địa để tiến hành vây giết, bởi vì ở nơi đó hoảng hốt chạy trốn mà nói, khả năng bị hoàn cảnh thiên địa chém dụng là rất lớn. Hừ, người chúng ta muốn giết, cho dù trời đất bao la, lại chạy được sao? Phi tinh Tiên Tôn xuất hiện, sau lưng không ngừng có hư ảnh đại tinh xẹt qua. Người đi cấm địa lão tử đều đã nói cho các ngươi biết đuổi theo đi đinh lăng phong cười nói các ngươi muốn xuất thủ với lão tử hay không không xuất thủ mà nói lão tử cần phải đi tám đại tiên tôn đều không có nói chuyện càng không có xuất thủ xuất thủ có gì hữu dụng gì đâu bất quá bọn họ đều là nghiến răng đinh lăng phong đây là cái khẩu khí gì cấm địa thì thế nào bọn họ đều thiết lập đạo tràng ở trong cấm địa chẳng lẽ còn không dám vào sao giết kẻ này nhất định phải giết bằng không mà nói, một số năm sau, tiểu tử này trở ra, nói không chừng chính là chuẩn tiên tôn. Dạng chuẩn tiên tôn này, cực kỳ đáng sợ, thật có khả năng dao động địa vị của bọn họ. Hư hư hư, tám đại tiên tôn cùng nhau biến mất, nhưng mà, người đi, nhưng khí tức kinh khủng lại là không tiêu tan, áp chế đến chúng tiên vương ngay cả phi hành đều là không thể. Một đám lão gia hỏa, sẽ chỉ khoe oai ở trước mặt kẻ yếu. Đinh Lăng Phong hừ một tiếng, tay phất một cái, uy áp mà tám đại tiên tôn lưu lại lập tức biến mất, y không nói gì nữa, người nhất chuyển, đi. Y không tiếp tục đi giúp Thạch Hạo. Bởi vì hiện tại tám đại tiên tôn đều đã nghiêm túc, dù cho y xuất thủ, lại có thể ngăn lại mấy cái. Cho nên, tiếp xuống liền muốn nhìn tạo hóa của Thạch Hạo. Ở điểm này, y đối với Thạch Hạo tràn đầy lòng tin, Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Tốc độ của hắn có bao nhanh? Bất luận cái tiên vương gì đều chỉ có thể chố mắt, mà cho dù là tiên tôn, có lẽ cũng chỉ có thể nhanh hơn hắn một đường mà thôi cho nên hắn dẫn đầu xuất phát hơn nữa còn có ưu thế tranh lệch thời gian cực lớn cho nên phía dưới toàn lực đi đường hắn căn bản không sợ bị tám đại tiên tôn đuổi kịp hắn rất nhanh liền tiến vào cấm địa nhất niệm động tất cả hóa thân cũng bắt đầu hướng về một chỗ mà tập kết bất quá tiến vào cấm địa đặc biệt là sau khi xâm nhập thạch hạo cũng không dám tiếp tục chạy nhanh như vậy bằng không mà nói hắn rất dễ dàng liền cúp máy nơi này ngay cả tiên tôn đều muốn kiêng kỵ sao có thể làm loạn sau mười mấy ngày hắn cùng hóa thân của mình tụ hợp lập tức lại thu hoạch một món lớn tiên dược có số lượng vạn đến cái rừng đông kích tây thạch hạo thả ra mấy đạo hóa thân để mà lừa dối những cái tiên tôn truy kích kia bản thân mà nói thì là ở trong cấm địa dạo chơi một bên luyện hóa tiên dược tăng lên tu vi của mình thực lực mới là vương đạo mới là yếu tố duy nhất để cải biến vận mệnh từng đạo hóa thân bay ra, hành tẩu tại các nơi trong cấm địa. Hóa thân tử vong sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Thạch Hạo, nhưng so với thu hoạch mà hóa thân mang tới, lại là có thể bỏ qua không tính. Ngưng tụ hóa thân xác thực cần tốn hao năng lượng nhất định của hắn, nhưng hạch tâm của nó lại là tiên tắc, cho nên, Tiêu Hào đối với Thạch Hạo tự nhiên nhỏ chủ thân hắn, thì là tìm một cái nơi tương đối an toàn, đem hai vị tiên vương buông xuống. Lúc này, tất cả mọi người kiểm tra tiên cư một hồi, có bị cấm địa làm hư hay không nơi này rất quỷ dị, một con sâu nhỏ đều có thể cắn nát làn da của tiên vương. Cho nên, dù mang tiên cư theo trong người, cũng không thể nhất định cam đoan nó là hoàn hảo. Còn tốt, hết thảy vô sự. Mọi người muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thạch Hạo nói ra, thật có lỗi bọn người như Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di đương nhiên sẽ không trách hắn. Nhưng, những tộc nhân ô gia, tô gia kia lại chưa hẳn. Nguyên bản, bọn họ thế nhưng là tồn tại trên quần tinh chi đỉnh, cao cao tại thượng cỡ nào. Hiện tại thế nào? thế mà luân lạc tới nơi này. Đây là địa phương nào? Cấm địa. Địa phương động một tí liền sẽ người chết, đừng nói tiên vương. Chính là tiên tôn đều phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không mà nói, tùy thời đều có thể bị chém dụng. Thạch hạo ngươi xác thực ngưu xoa, nhưng, hiện tại ngươi tự thân đều là khó đảm bảo, còn có thể chiếu cố bọn họ sao? Thế nhưng là, hiện tại người nào không biết thạch hạo cường đại, lại có người nào dám ngay mặt biểu đạt ra bất mãn đâu? Thế là mọi người ở chỗ này tạm thời an cư xuống dưới hai vị tiên vương hồng võ, huyễn hải, còn có ô nguyệt di, tử kim thử cũng hỗ trợ, bắt đầu chế tác càng nhiều tiên cư, để làm dịu cục diện không gian tiên cư không đủ, người trên người, cũng không thể vẫn luôn thu nhỏ lại thân thể đi, vậy có bao nhiêu khó chịu, chế tác tiên cư, vật liệu là một mặt, còn có thì là cần tiên vương tiêu hào đại lượng tinh lực. Bất quá, hiện tại bốn vị tiên vương này cũng không có chuyện gì để làm, lại không có thông đạo hai giới cần bọn họ chấn thủ. Tài liệu, đây chính là cấm địa, chính là không bao giờ thiếu thiên tài địa bảo. Cho nên, vấn đề ở lại chen trúc rất nhanh liền có thể được giải quyết, mà nơi này còn nhiều đại dược, thạch hạo tùy tiện thả một chút ra, đều đủ để những người này hưng phấn đến con mắt đều là đỏ lên. Thạch hạo bế quan, không ngừng luyện hóa tiên dược. Tu vi của hắn lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Lần này, hắn thu hoạch bao nhiêu đại dược? Lấy vạn để tính. Tới. Cái này nhoáng một cái, chính là hai trăm năm đi qua. Thạch Hạo thành công bước vào thập nhị tinh, nhưng tiên dược trong tay lại cũng dùng hết một phần ba. Cái này, tiên dược còn lại để hắn xông lên thập tứ tinh đều là miễn cưỡng. Quá mạnh, đây cũng là loại phiền não, bằng không, tài nguyên trong chốn cấm địa này đủ để ném ra mấy vạn cái tiên vương cửu tinh đi. Mà tại trong 200 năm thời gian này, bởi vì có thạch hạo hóa thân dương đông kích tây, cố tình bày nghi trận, chính là tiên tôn cũng không có tìm tới hắn. Hơn nữa, cấm địa, quá nguy hiểm, chính là tiên tôn cũng không dám làm cả làm ẩu tự nhiên có ảnh hưởng cực lớn tới hiệu suất tìm kiếm bất quá thạch hạo cảm thấy mình cũng nên nhúc nhích một chút nhìn từ tin tức mà hóa thân phản hồi về các tiên tôn đã nhanh muốn tìm tới nơi này thế là thạch hạo mang lên bốn vị tiên vương bốn vị tiên vương lại dẫn theo rất nhiều tiên cư bắt đầu di chuyển trong thời gian này nguy hiểm trùng điệp đây là chỗ sâu của cấm địa từng bước sát cơ tiên vương thất tinh căn bản không đáng chú ý có chút sát cơ chém tới căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng đều không có trực tiếp liền sẽ hóa thành cho bụi còn tốt cái này còn không có thạch hạo sao tiểu tinh vũ mở ra chỉ nói mẫn cảm đối với sát cơ thạch hạo thậm chí có thể đem tiên tôn đều là vung mấy con phố bọn hắn xa xa rời đi sau đó dừng lại tiếp tục ăn ở có các hóa thân làm tai mắt thạch hạo có thể tùy thời thăm dò vị trí đại khái của tám đại tiên tôn cho nên hoàn toàn có thể sớm chuyển di căn bản không cho những tiên tôn kia có cơ hội tìm tới lui mười nghìn bước nói nếu quả thật vừa vặn đụng đến, vậy Thạch Hạo cũng không cần quá mức e ngại, ở chỗ này thoát thân, hy vọng của hắn vẫn là cực lớn. Điểm ấy cùng với những tiên tôn khác khác biệt, bọn họ tiến vào chỗ này, đi mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại là bị trói buộc. 200 năm đi qua, ý kiến của tộc nhân hai đại tiên vương càng lúc càng lớn. Ở chỗ này mặc dù không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng, bọn họ cũng không phải sinh ra vì tu luyện. Bọn họ là tộc nhân tiên vương, cao ở trên quần tinh chi đỉnh, là hưởng phúc nhưng bây giờ hưởng cái giám phúc. Hơn nữa, ngay cả cái người để mệnh lệnh cũng đều không có, uy phong của tộc nhân tiên vương càng là không chỗ để đùa nghịch lên. Ở trong đáy lòng, đã tạo thành một cỗ thanh âm, đó chính là trở về. Họa là thạch hạo sông, mắc mớ gì đến bọn họ. Chỉ cần, phủi sạch quan hệ cùng thạch hạo, không được sao. Khi thạch hạo lại một lần nữa kết thúc bế quan, thành công rảo bước tiến lên thập tam tinh, thời gian thì lại qua hơn 200 năm. Những tâm tình bất mãn này cuối cùng là thăng lên đến cực hạn những người này không còn chỉ là giao lưu ở trong đáy lòng mà là công nhân cổ động muốn đem tất cả mọi người liên hợp yêu cầu thạch hạo hoặc là tiên vương khác đưa bọn họ rời khỏi cấm địa trở về tiên vực của chính mình thạch hạo sau khi biết lại trưng cầu một chút ý kiến của hai vị tiên vương hồng võ Huyễn hải liền làm ra quyết định nếu các ngươi muốn trở về được liền đưa các ngươi trở về nhưng từ đó về sau song phương không tiếp tục có quan hệ là thạch hạo gây họa liên lụy bọn họ cho nên, Thạch Hạo tự giác hẳn là nên gánh chịu trách nhiệm bảo hộ những người này, hơn nữa, đây cũng không phải là vĩnh viễn không có điểm dừng, chỉ cần hắn có được chiến lực tiên tôn, đó chính là khổ tận cam lai. Thế nhưng là, có ít người chịu không được, không muốn đồng cam cộng khổ, vậy dĩ nhiên là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thạch Hạo gọi ra một đạo hóa thân, sau đó do nó mang theo tiên cư rời khỏi cấm địa. Hiện tại hắn là tu vi gì? Thập Tam tinh, chiến lực của hóa thân cũng đạt tới độ cao tiên vương cửu tinh lấy quen thuộc của hắn đối với cấm địa hiện tại, lại thêm tiên vương cửu tinh cường đại, hộ tống những người này rời đi tự nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn đem những người này phân biệt đưa đi hồng võ tiên vương cùng huyễn hải tiên vực, từ đó về sau, song phương tựa như người qua đường, không tiếp tục có quan hệ. Đạo hóa thân này thạch hạo cũng không có thu hồi đi, mà là du tẩu các nơi ở tiên giới, tìm hiểu tin tức. Dù sao, hắn lại rời đi hơn 400 năm. Bất quá, thiếu đi bất cứ người nào, thiên địa đều là lệ vận chuyển như thường, mà cho dù thiếu người là thạch hạo này, cũng sẽ lại không phát sinh chút ngoại lệ nào. Toàn bộ tiên giới một mảnh ca vũ thăng bình, thậm chí bởi vì không cần chấn áp thông đạo hai giới, tiên vương liên tiếp hiện thế, cũng dẫn phát ra một cái phồn vinh thịnh thế. Thạch hạo lần nữa bế quan, lần này, hắn lại tốn mất 200 năm, sau đó, hắn không cách nào tiếp tục nữa. Tiên dược sử dụng hết. Đúng vậy, các hóa thân lại lục tục ngo ngoai trả lại một chút tiên dược, nhưng đối mặt với thạch hạo khẩu vị lớn kinh khủng kia, lại là hạt cát trong sa mạc. Thập tứ tinh gần ngay trước mắt, nhưng không có đại lượng tiên dược nâng lên, chỉ dựa vào thạch hạo tự mình tu luyện mà nói, vậy ít nhất còn cần một ngàn năm. Cái này, quá chậm. Thạch hạo quyết định tự mình xuất động. Hóa thân rất mạnh, cũng rất nhiều, nhưng, như thế nào đi nữa cũng chỉ là hóa thân, không có đủ năng lực đặc thù như thạch hạo. Tỉ như, tiểu tinh vũ cảm giác. Qua nhiều năm như thế, thạch hạo cũng phát hiện thật nhiều tế bào đại dược sinh trưởng, nhưng cũng không có ngắt lấy niên hạn không đủ không phải đây chính là chỗ sâu trong cấm địa cơ hồ không có bước chân người tiên dược có sung túc thời gian để sinh trưởng nguyên nhân là quá nguy hiểm hóa thân căn bản hái không được truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé loại nguy hiểm này không phải số lượng có thể bổ khuyết thạch hạo coi như đem tất cả hóa thân đều là phái đi cam đoan toàn bộ bị chém sạch sẽ lại như cũ không có thu hoạch thật giống như đối mặt với một vị tiên tôn. Thạch hạo có nhiều hóa thân thì như thế nào, có thể địch nổi sao. Trong nháy mắt toàn bộ bị oanh sát. Cho nên, thạch hạo muốn đích thân xuất động. Cái này quá nguy hiểm, cho nên, hắn là một mình độc hành, chính là tử kim thử đều không có mang lên. Hai ngày sau, thạch hạo đi tới địa phương thứ nhất. Phía trước là một cái đầm nước nhỏ, bên trong lại có một gốc thanh liên, đã kết xuất hạt sen, đang phát ra thanh hương. Chỉ là ngửi một chút, Thạch Hạo cũng cảm giác lỗ chân lông toàn thân mở rộng, dễ chịu không nói ra được. Đây là một gốc bảo dược, chân quý đến không cách nào hình dung. Nhưng hồ nước này cũng vô cùng nguy hiểm, chém Tiên Vương Cửu Tinh giống như chơi đùa. Cụ thể đạt đến cấp bậc gì, Thạch Hạo còn không biết, hắn tự mình quan sát một chút mà không phải thông qua hóa thân để cảm thụ. Hưu, một đạo hóa thân bay ra, hướng về gốc thanh liên kia mà đi. Soát, trong hồ nước chém ra một đạo thủy kiếm, sau đó, đạo hóa thân kia liền bị diệt tiên vương cửu tinh, cứ như vậy đã chết vô thanh vô tức. Thạch hạo nhìn thật cẩn thận, lần này, hắn không phải thông qua thị giác của hóa thân, mà là người đứng xem, tự nhiên thấy được nhiều thứ hơn. Một kiếm này chém ra, khi thật cũng không nhanh. Đừng nói tiên vương, chính là ngân linh tiên muốn tránh đều là không khó. Thế nhưng là, cường trí tiên vương cửu tinh, lại không có tránh được. Vì cái gì? Bởi vì khu vực hồ nước này giống như có quy tắc thời gian. Vừa tiến vào, tốc độ của hóa thân liền chậm, cho nên một kiếm nhìn như không nhanh chém tới nhưng căn bản ngay cả ý thức đều không ý thức được cho nên mấy lần thạch hạo phái hóa thân tới đều là không hiểu bị chém dụng ngay cả chết như thế nào cũng không biết đến bây giờ cái này muốn làm sao đâu thạch hạo trầm ngâm sau đó không ngừng mà thả ra hóa thân tiến hành nếm thử quan sát nhưng công kích của hồ nước quá đơn giản chính là lấy quy tắc thời gian đem hết thảy đều là trở nên chậm sau đó chém ra một đạo công kích vô cùng cường đại trực tiếp chém chết tồn tại tiến vào công kích này đoán chừng đạt đến tiên tôn cấp nói cách khác tiên tôn tiến vào bên trong cũng có thể bị trọng thương nhiều mấy lần mà nói chính là tiên tôn cũng muốn chết tiên tôn đều rất khó rất khó lấy cây tiên dược này vào tay thạch hạo có thể chứ tiểu tinh vũ có thể đối kháng với quy tắc thời gian sao thạch hạo ở trong lòng thầm nghĩ hắn quyết định thử một chút hắn vươn tay chậm rãi hướng phía trước dò xét thời điểm khi bàn tay đến cái khu vực nào đó hắn lập tức phát hiện chỗ biên giới bàn tay dòng thời gian khác biệt bởi vì huyết dịch lưu động xuất hiện hỗn loạn chỗ đến biên giới bàn tay huyết dịch lưu động rõ ràng trở nên chậm sau đó huyết dịch phía sau còn đang lưu động tới dẫn đến huyết dịch ở khu vực này động lại nếu như là người bình thường huyết dịch động lại như vậy khẳng định sẽ hình thành huyết áp kinh khủng trực tiếp đem ngón tay đều đánh nổ nhưng với thạch hạo mà nói loại áp lực này đương nhiên là chút lòng thành rất tốt thạch hạo kích phát ra tiểu tinh vũ khí tức của một thế giới khác bỗng nhiên lộ ra huyết dịch động lại lập tức lại bắt đầu nhanh chóng lưu động nhưng thạch hạo phát hiện hắn cũng không hề hoàn toàn hóa giải ảnh hưởng của quy tắc thời gian bởi vì tại bên tay huyết dịch lưu động vẫn là sẽ chậm hơn nhưng so với trước đó lại muốn tốt hơn quá nhiều quả nhiên tiểu tinh vũ có thể đối kháng với quy tắc thời gian không có cạnh toàn công đó là bởi vì cảnh giới của thạch hạo còn chưa đủ cao cái này đã đủ dưới chân hắn bước ra cả người đều là bước vào khu vực hồ nước lập tức cảm giác huyết dịch trệ chảy biến mất không thấy gì nữa bởi vì cả người hắn ở vào phía dưới thời gian chảy giống nhau hiện tại còn không có sát cơ chém tới thạch hạo tiến lên một bước lập tức khác biệt soát một đạo thủy kiếm chém tới nhanh vô cùng t ta đều đã dùng tiểu tinh vũ đối kháng với quy tắc thời gian tại sao một kiếm này vẫn là nhanh chóng như thế thạch hạo biết hắn là đánh giá cao chính mình xác thực hắn ở một mức độ nào đó đã đối kháng với dòng thời gian nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi trên thực tế, ảnh hưởng của dòng thời gian đối với hắn y nguyên rất lớn. Bất quá, hắn rốt cục vẫn là thấy được kiếm quang chém tới, mà không giống hóa thân trước đó, cái gì cũng không có thấy liền treo. Một phương diện là bởi vì thạch hạo kháng trụ bộ phận quy tắc thời gian, một phương diện khác cũng là bởi vì chủ thân cường đại xa hơn, hóa thân tu vi thập tam tinh gần đỉnh phong, chiến lực đều là vượt qua nhị thập tinh, chẳng những là tiêu chuẩn chuẩn tiên tôn, thậm chí có thể áp chế số ít chuẩn tiên tôn không quá mạnh thạch hạo vội vàng né hắn nhìn thấy kiếm quang là một chuyện nhưng có thể hóa giải hay không thì lại là một chuyện khác chuyện này quá đáng sợ một kiếm xuống dưới ngay cả tiên tôn đều có thể trọng thương hắn muốn cứng rắn tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn hắn đang muốn thuấn di lại phát hiện tại dưới quy tắc thời gian ảnh hưởng hắn càng không có cách nào triển khai thuấn di trừ phi hắn có thể hoàn toàn đối kháng với quy tắc thời gian nơi này thế nhưng là ngày nào hắn thật có thể hoàn toàn đối kháng hắn còn cần thuấn di sao hoàn toàn có thể cứng rắn sát cơ nơi này ta tránh thân hình thạch hạo nhường lối tận khả năng né qua một kiếm này nhưng hắn để qua tuyệt đại bộ phận vẫn là bị lao tới một chút lập tức sát cơ đáng sợ tràn vào trong người muốn chém diệt sinh cơ của hắn còn tốt trước đó thạch hạo thế nhưng là đi qua đường lầy lội mặc dù ngay cả một bước đều không thể bước ra nhưng ở trong quá trình này hắn đã trải qua cực tử mà sinh khỏi cần phải nói đối với loại sát cơ này vẫn là có kháng tính nhất định chí ít hắn không có lập tức ngất đi thành bại ở nhất cử thạch hạo hướng về gốc thanh liên kia bay vút qua hắn phải thừa dịp cơ hội chính mình còn có thể trèo trống đem gốc thanh liên này hái xuống xoát 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 kiếm quang từng đạo chém ra phẳng phất như một vị tiên tôn đang hướng hắn xuất thủ bất quá thạch hạo dù sao cũng là chiến lực chuẩn tiên tôn hơn nữa hắn gánh vác một bộ phận quy tắc thời gian hắn như nhảy múa tại trên mũi đao vô cùng gian nan đem kiếm quang để qua mặc dù mỗi lần đều sẽ lau tới hắn một chút, ở trên người hắn không ngừng mà tích lũy sát cơ. Nhưng, hắn rốt cục vẫn là vọt tới trước thanh liên. Hái, đi. Hắn một tay lấy xuống bồng sen, sau đó không chút nào dừng lại mà rời đi. Xoát xoát xoát, sau lưng, kiếm quang như rực. Bành. Thạch hạo xông ra khỏi hồ nước, nặng nề mà ngã dầm trên mặt đất. Quy tắc thời gian đã biến mất, sát cơ cũng hoàn toàn ngừng lại. Bất quá, thạch hạo ngồi phịch ở trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy trước đó là nhất cổ tác khí, có tín nghiệm mãnh liệt chống đỡ, hắn mới một mực cắn răng kiên trì. Nhưng, hiện tại nguy cơ vừa giải trừ, ý chí của hắn đương nhiên buông lỏng, sau đó liền không kiên trì nổi. Hắn nằm, sát cơ trong người xôi trào, muốn đem hắn chôn vùi. Chớ nhìn hắn chỉ là bị kiếm quang lau tới một chút, đây chính là công kích cấp bậc tiên tôn, một tơ một hào đều là đáng sợ không gì sánh được. Thạch hạo chỉ là buông lỏng từng cái, hắn lập tức lại chiến ý giặt rào đối kháng với dạng sát cơ này thật giống như đấu pháp cùng tiên tôn có thể để hắn thể ngộ một chút cường đại của tiên tôn thạch hạo lòng tin tràn đầy bởi vì kiếm quang này mặc dù tràn đầy sát cơ lại không đuổi kịp chỗ đường lầy lội không phải một cấp bậc hắn ngay cả sát cơ như thế đều là hóa giải huống chi là cái này từng giờ từng phút hắn đem sát cơ hóa giải bất quá ba ngày mà thôi hắn liền khôi phục như lúc ban đầu thạch hạo nhẹ nhàng thở ra thật dài hắn có thể làm được sự tình mà khả năng ngay cả tiên tôn đều làm không được. Hái xuống gốc đại dược này là bởi vì hắn có được tiểu tinh vũ, triệt tiêu một bộ phận quy tắc thời gian. Bằng không mà nói, kiếm quang như vậy chém tới, hắn căn bản không có khả năng trốn đi, làm sao có thể chỉ bị lao tới một chút đâu. Hắn móc ra một hạt sen bắt đầu ăn, một bên thì là hướng về chỗ đại dược tiếp theo mà đi. Chỗ nguy hiểm như vậy, hắn hết thảy phát hiện 14 chỗ. Đi tới đi tới, thạch hạo đột nhiên khẽ run rẩy. Ngưu xoa, trong cơ thể của hắn dũng động năng lượng cuồng bạo, phảng phất như muốn đem hắn no bạo tinh hoa trong hạt sen thả phát ra tới. Phải biết, thể phách của Thạch Hạo hiện tại là kinh khủng bực nào, hơn nữa hắn còn có một cái thế giới trèo trống, mãi mãi cũng ở vào trạng thái ăn không đủ no. Hiện tại, một hạt sen lại có để hắn có cảm giác no bạo, có thể thấy được ở trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người cỡ nào. Đương nhiên, Thạch Hạo là cho tiểu tinh vũ ăn không no, sở dĩ sẽ có cảm giác no bạo, chỉ là hạt sen trong nháy mắt bạo phát ra nhiều năng lượng lắm, mới đưa đến hắn không cách nào hấp thu toàn bộ nhưng cũng đủ để chứng minh đại dược này là ngưu xoa cỡ nào khi hắn đem hạt sen này toàn bộ luyện hóa tu vi của hắn cũng tới đến thập tam tinh đỉnh phong có thể đột phá thạch hạo nghĩ nghĩ quyết định trước đột phá thập tứ tinh sau đó lại đi tới một điểm đại dược khác thực lực càng mạnh khẳng định càng có nắm chắc càng là nhẹ nhõm trước đó hái cây tiên dược này hắn kém chút treo bỏ ra non nửa năm thạch hạo rốt cục bước vào thập tứ tinh trên lý luận mà nói chỉ cần lại bước ra bốn cái tiểu cảnh giới hắn liền có thể trùng kích chuẩn tiên tôn chuẩn tiên tôn tiên tôn kém một chữ cách ra một bước nhưng thực lực lại là khác nhau một trời một vực nhưng thạch hạo quá mạnh một khi hắn thành tựu chuẩn tiên tôn có tư cách chạm đến một chút bản nguyên đạo tắc hắn nhất định có thể có được tư cách đối kháng tiên tôn thạch hạo tiếp tục gặm hạt sen một bên tiếp tục đi tới chỗ đại dược tiếp theo ở vào trong một màng hỏa diễm đây là một gốc hoa tươi nở rộ tại trong lửa nóng hừng hực huyễn lệ đến không cách nào hình dung mà liệt diễm này có thể thiêu chết tiên tôn đương nhiên đây là dưới tình huống tiên tôn không chống cự nhưng dù tiên tôn toàn lực đối kháng có thể kịp thời đi đến bên cạnh gốc hỏa diễm hoa kia hái xuống rồi rời đi hay không cái này cũng là muốn đánh cái dấu hỏi thật giống như hai tiên tôn đối oanh nói không chừng liền có một vị ngã xuống đâu hơn nữa thạch hạo hơi thử một cái phát hiện nơi này lại có quy tắc thời gian nói cách khác muốn tiếp cận hỏa diễm hoa cần thời gian so với trong tưởng tượng sẽ dài hơn hơn nữa khả năng dài hơn rất nhiều tiểu tinh vũ gánh vác được sao thạch hạo lại thử một chút phát hiện vô luận là quy tắc thời gian hay là lực lượng của hỏa diễm bản nguyên hắn đều có thể dùng tiểu tinh vũ hóa giải một bộ phận nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi cho nên xông vào hẳn phải chết bất quá hắn còn có một lá bài hắn cũng nắm giữ một tia hỏa diễm bản nguyên mặc dù thực sự chỉ có một tia lấy lửa đối với lửa Thạch Hạo duỗi ra một ngón tay, thò vào trong ngọn lửa. Lập tức, ngay cả một tia phản kháng cũng đều không có, ngón tay này lập tức bị thiêu thành cho tàn. Thạch Hạo một bên trùng sinh ngón tay, một bên thì là nhớ tình cảnh hỏa diễm phát uy lại vừa rồi, lấy cảm ngộ của hắn đối với hỏa chi bản nguyên, có thể phẩm ra rất nhiều thứ tới. Đều nói tiên tôn nhiều lắm là nắm giữ một phần vạn bản nguyên đạo, đây không có chút khoa trương nào. Bởi vì so với bản nguyên đạo mà cây cỏ kia truyền cho Thạch Hạo, hiện tại uy lực của ngọn lửa này ít nhất phải mạnh hơn vạn lần. Mà, cái này, chỉ là một loại cụ hóa của bản nguyên đạo, còn không phải hòa chi bản nguyên chân chính. Thạch hạo lại không vội, hắn nắm giữ một tia bản nguyên đạo làm kíp nổ, giống như tham khảo, mượn cơ hội này để lĩnh hội bản nguyên đạo càng thêm chính tông. Một bên khác, hắn vẫn là đang gặm hạt sen, bước chân tăng cao tu vi cũng không có dừng lại. Luyện hóa một viên hạt sen, chỉ cần thời gian 3 tháng, mà toàn bộ bồng sen tổng cộng có 33 khỏa hạt sen, vậy luyện hóa xong chỉ cần 8 năm. Nhưng, năng lượng ẩn chứa trong hạt sen này lại là vô cùng kinh khủng. Thạch hạo thô sơ tính toán một cái, có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới thập tứ tinh trung kỳ, kém một chút liền có thể đến hậu kỳ kinh người cỡ nào. Không hổ khó lấy như vậy, ngay cả tiên tôn đều có thể bị chém dụng, không ngư bức một chút thì xứng đáng sao. Rất nhanh, 8 năm trôi qua, hạt sen đã ăn hết tất cả, mà tu vi của thạch hạo cũng xác thực đi tới thập tứ tinh trung kỳ, kém một chút liền có thể đến hậu kỳ, mà hắn trên cảm ngộ hỏa chi bản nguyên lại là tạm được, Tiến cảnh quá chậm, thậm chí có thể nói là dậm chân tại chỗ. Ngẫm lại cũng bình thường, bản nguyên đạo, nếu có thể tùy tiện lĩnh hội thì còn đến đâu. Nhưng, Thạch Hạo cần cũng không phải hoàn toàn nắm giữ bản nguyên đạo, chỉ là thích ứng nơi với uy lực của Hỏa Diễm này để hắn có thể tìm được một con đường sống. Ở chỗ này, uy lực của Hỏa Diễm có mạnh có yếu, nhưng nếu không có tương đối hiểu đối với Hỏa chi bản nguyên, đó là căn bản không có khả năng phát hiện 8 năm này, thu hoạch lớn nhất của Thạch Hạo chính là thấy được điểm này lúc hắn đang muốn hành động, lại là ngừng một lát. Có người đến. Không phải tiên tôn. Hắn thả ra đại lượng hóa thân, thời khắc giám sát nơi tám đại tiên tôn hạ lạc, vạn nhất hướng về phía bọn tô mạn mạn mà đi, hắn sẽ trước tiên tiến hành ngăn trở. Sau đó, chủ thân cùng bọn tô mạn mạn tụ hợp, tranh thủ thời gian đổi chỗ. Là huyền băng tiên vương. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được vị mẫu thân tiện nghi này. Trong nháy mắt mà thôi, huyền băng tiên vương liền xuất hiện ánh mắt của nàng đầu tiên là quét một chút qua đại dược trong đống hỏa diễm sau đó mới nhìn hướng thạch hạo mỉm cười thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải con ta ách ngươi đoạt lời kịch của ta thạch hạo cũng là cười một tiếng đúng vậy thật là đúng dịp huyền băng tiên vương lúc nào đem mẫu thân của ta trả lại huyền băng tiên vương cười lạnh nàng đã đem tất cả hóa thân dung hợp lại cùng nhau nhất cử đem tu vi đẩy lên cấp bậc chuẩn tiên tôn nàng nguyên muốn đem thạch hạo luyện hóa nhìn xem sau khi có được một đạo bản nguyên tiên tôn có thể để cho nàng trực tiếp có được thực lực địch nổi tiên tôn hay không thế nhưng là nửa đường lọt vào lão đinh xuất thủ tiệt hồ trực tiếp đưa nàng dọa đến trốn vào cấm địa núi không chuyển nước chuyển bọn hắn đôi mẹ con quan hệ phức tạp này lại gặp nhau con đưa bản nguyên tiên tôn của ngươi cống hiến cho vi nương vi nương liền có thể đối đầu với tiên tôn sẽ không uổng phí ngươi hy sinh nàng từ tốn nói một cái muốn nguyên mẫu thân một cái muốn bản nguyên tiên tôn, đây đều là muốn chém đối phương mới được. Vậy liền đến đánh đi. Thạch hạo tràn đầy lòng tin, thực lực của hắn bây giờ là lúc trước có thể so sao. Con, ngươi còn quá trẻ tuổi. Huyền băng tiên vương giết tới đây, một trưởng vỗ gia, thiên địa thất sắc. Chuẩn tiên tôn, chính là bá đạo như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch hạo chấn động quyền, lập tức công kích đánh tới nhao nhao chấn vỡ. Cái gì? Huyền băng tiên vương có chút sững sờ nhìn xem hắn, trong ánh mắt tất cả đều là không tin làm sao có thể vừa mới qua đi mấy trăm năm tại sao thực lực của người này đúng là mạnh đến tình trạng như vậy chuẩn tiên tôn không chuẩn tiên tôn đụng chạm đến bản nguyên đạo có tư cách rút ra một chút để rèn luyện bản thân tự nhiên mà phát ra một loại khí thức đặc thù tuyệt không giống ra hỏa này rõ ràng vẫn là tại tiên vương cảnh cho nên đây càng để cho người ta chấn kinh chỉ là tiên vương vì cái gì có thể có được lực lượng chuẩn tiên tôn Thạch Hạo mỉm cười, không nghĩ tới A. À. Chỉ nói lực lượng, hắn nắm giữ một cái thế giới làm hậu thuẫn, hoàn toàn có thể nghiền ép chuẩn tiên tôn, mà nói đến quy tắc mà nói, hắn cũng đụng chạm đến hai chi bản nguyên đạo, mặc dù chỉ là chút da lông, nhưng chuẩn tiên tôn cũng chỉ là mò tới da lông, hắn cũng không thua. Cho nên, lực lượng chiếm ưu, quy tắc không thua, hắn đương nhiên không sợ chuẩn tiên tôn, thậm chí còn có thể thắng. Đương nhiên, thực lực của chuẩn tiên tôn cũng không giống nhau, huyền băng tiên vương là thuộc về cái chủng loại tương đối mạnh kia bằng không mà nói thạch hạo một quyền này xuống dưới nàng ít nhất cũng phải ngã cái bổ nhào huyền băng tiên vương dù sao cũng là tự mình từng bước một đi đến độ cao này vô luận là trí tuệ ứng biến năng lực chịu đựng nàng tự nhiên đều là nhân tuyển tốt nhất rất nhanh liền bình tĩnh lại đối phương thế nhưng là tiên tôn chuyển thế có được bản nguyên tiên tôn cho nên đối phương mới có thể có được thực lực vượt xa cảnh giới thật sự là không nên có lòng tham nàng tỉnh lại nói, thời điểm lúc trước ngươi đến quần tinh chi đỉnh, ta liền hẳn là lấy bản nguyên tiên tôn của ngươi ra, mà không nên có lòng tham, không phải đợi đến thời điểm ta muốn đột phá chuẩn tiên tôn mới xuống tay. Sớm lấy ra bản nguyên tiên tôn, nàng khẳng định không thể nào luyện hóa tốt, sẽ sói mòn quá nhiều tinh hoa, cho nên, nàng muốn đem phần cơ duyên này tối đại hóa, lưu đến thời điểm nàng đột phá chuẩn tiên tôn mới hưởng dụng. Không nghĩ tới, thạch hạo rất nhanh liền từ trong tay của nàng chạy đi, từ đây triệt để thoát ly khống chế của nàng. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Thế gian không có thuốc hối hận." Thạch Hạo thản nhiên nói, cho nên, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Hắn chủ động giết ra, oanh kích Huyền Băng Tiên Vương. "Thực lực của ngươi mặc dù tiến nhanh, nhưng muốn đánh giết ta, ha ha, vẫn là nghĩ đến nhiều lắm." Huyền Băng Tiên Vương tràn đầy tự tin nói ra. "Mọi người cùng là chiến lực chuẩn tiên tôn, ngươi nhiều lắm chính là mạnh hơn ta một chút, muốn giết người, làm sao có thể?" Oanh hai người đại chiến, quả nhiên thạch hạo mặc dù tại trên thực lực chiếm ưu, nhưng cũng chỉ là hơi chiếm ưu thế, muốn đem cái này hóa thành thế thắng, thậm chí chém giết huyền băng tiên vương mà nói, lại cần thật dài rất lâu. nguyên bản chỗ sâu cấm địa trống vắng không gì sánh được, ngược lại là không quan trọng, nhưng hiện tại khác biệt. tám vị tiên tôn đều ở nơi này tìm kiếm chỗ thạch hạo hạ lạc. bình thường người lẩn trốn tốt một chút, chính là tiên tôn cũng rất không có khả năng ở chỗ này tìm được người, nhưng bọn hắn chiến lớn như vậy nhấc lên động tĩnh lớn đến mức nào. Bất quá gần nửa ngày, không gian xé mở, một tồn tại vô cùng cường đại đi tới. Phá Thiên Tiên Tôn, lão nắm giữ Kim Chi bản nguyên, hiện tại sát ý lộ ra, bởi vậy, lão cũng tràn đầy sát ý băng lãnh như kim loại, không gian bốn phía bị vô số đao kiếm búa rìu chém vỡ nát, cho thấy thực lực đáng sợ không gì sánh được. Thạch Hạo cùng Huyền Băng Tiên Vương đồng thời ngưng chiến, sau đó riêng phần mình quay người, chạy. Tiên Tôn tới, còn đánh? Đây không phải muốn chết sao? bọn hắn một cái là chuẩn tiên tôn, một cái có được chiến lực chuẩn tiên tôn, đều là lên danh sách tiên tôn tất sát, cho nên, lúc này không chạy thì còn làm gì? Đi được sao? Không gian xé mở, lại một tên tiên tôn xuất hiện, hướng về phía thạch hạo chặn đường mà đi. Ai? Đồng dạng đều là chiến lực chuẩn tiên tôn, làm sao lại nhìn ta chằm chằm đâu? Thạch hạo ở trong lòng đậu đen rau muống một chút, sau đó thân hình khẽ nghiêng, tiếp tục chạy như điên. Hắn chính là người có được tiểu tinh vũ, vô luận là tốc độ thuấn di hay là khoảng cách, đều là nhanh đến mức không hề tầm thường, không kém hơn tiên tôn chút nào. Oanh! Lúc này, tiên tôn thứ ba sẽ mở không gian xuất hiện, vẫn là hướng về phía thạch hạo xuất thủ mà đi. Ta mẹ nhà nó! Thạch hạo nhe răng, nhưng, bỏ trốn tốc độ nhanh hơn. Oanh! 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 Từng người từng người tiên tôn tuần tự xé mở không gian xuất hiện, đối với thạch hạo triển khai bao vây chặn đánh, nhưng, thạch hạo không ngừng mà thuấn di, khoảng cách ngắn đến cơ hồ không có khoảng cách, dù là tiên tôn thì như thế nào, bởi vì cũng không có hình thành vòng vây trước tiên, để thạch hạo trực tiếp tìm được một con đường sống, sinh sinh giết ra ngoài. Nếu như những này tiên tôn có được ăn ý, hình thành phối hợp, trong nháy mắt liền phong tỏa ngăn cản tất cả lộ tuyến bỏ trốn của thạch hạo, như vậy, thạch hạo liền bị bách chỉ có thể cứng rắn, mà chỉ cần cứng rắn một chút, hắn khẳng định liền sẽ bị thương, ảnh hưởng đến tốc độ thuấn di. Như vậy, liền thành tuần hoàn ác tính. Thạch Hạo khẳng định sẽ bởi vì bị thương nặng chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị cầm xuống, chấn sát. Nhưng, hiện tại tám đại tiên tôn mặc dù đồng loạt theo đuổi giết Thạch Hạo, nhưng coi trọng đối với hắn hiển nhiên còn chưa đủ, cho là hắn chỉ là yêu nghiệt không gì sánh được, tại thời điểm tiên vương liền có được chiến lực chuẩn tiên tôn, nhất định phải nhanh diệt trừ, miễn cho sau khi Thạch Hạo rào bước tiến lên chuẩn tiên tôn, trực tiếp có được chiến lực tiên tôn cấp, vậy liền quá phiền toái. Vấn đề là, tại trong mắt tám đại tiên tôn, thạch hạo cũng chỉ là có uy hiếp trong tương lai mà thôi hiện tại nha ha ha trong mắt bọn họ chuẩn tiên tôn đây tính toán là cái gì tuyệt đối không ngờ rằng tốc độ của thạch hạo lại sẽ nhanh chóng như thế tám đại tiên tôn liên thủ oanh sát thế mà còn để cho người ta chạy đây là sỉ nhục mà huyền băng tiên vương đâu thừa dịp thời điểm lực chú ý của tám đại tiên tôn toàn bộ ở trên người thạch hạo tự nhiên bỏ trốn mất dạng tám đại tiên tôn đều là sắc mặt tái xanh khó coi không gì sánh được là chúng ta đánh giá thấp kẻ này thanh mục tiên tôn nói ra người có thể thành tiên tôn chẳng lẽ còn không có điểm độ lượng ấy ngay cả thừa nhận sai lầm đều là rơi không xuống mặt mũi phá thiên tiên tôn gật đầu tốc độ của kẻ này đã không kém hơn chúng ta lần tiếp theo chúng ta không thể lại tùy ý như thế mà là phải đồng thời xuất hiện phong tỏa ngăn cản hết thảy khả năng bỏ trốn của hắn bắc miểu tiên tôn cũng nói nữ tử vừa rồi kia cũng là chuẩn tiên tôn cửu diễm tiên tôn từ tốn nói còn nhìn bắc miểu tiên tôn một chút Người này, liền giao ngươi đi đánh chết." Bắc Miểu Tiên Tôn gật đầu. Không có cách, lão cùng Huyền Băng Tiên Vương đều là đi thủy chi bản nguyên đạo, cho nên, nếu như tương lai Huyền Băng Tiên Vương thực sự thành họa lớn, vậy uy hiếp đến cũng là vị trí của lão, Tiên Tôn khác hoàn toàn có thể gối cao không lo. Có thể bắt thân nhân của hắn đến uy hiếp tiểu tử kia hay không?" Vạn Độc Tiên Tôn đề nghị. Với loại tồn tại cao cao tại thượng như họ mà nói, chỉ cần có thể tiêu diệt đối thủ, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể bọn họ còn cần để ý những người khác thấy chính mình thế nào sao? Theo bọn họ nghĩ, vạn vật đều là sâu kiến, cho nên, vô luận giết sâu kiến như thế nào đều là không quan trọng. Có thể thử một lần. Tam Điệp Tiên Tôn nói ra, tiểu tử kia có hai cái nhạc phụ, lưu lại một bộ phận tộc nhân tại riêng tiên vực của mình. Những người mà lão nói tới này, tự nhiên là bộ phận tộc nhân của hai nhà ô, tô hơn 200 năm trước, không chịu lại đợi tại cấm địa, nhất định phải đi ra ngoài mặc kệ có tác dụng hay không, mang một số người tới, buông lời cho hắn. Nếu như hắn không xuất hiện, liền cách mỗi một ngày giết một cái, thẳng đến khi hắn xuất hiện, hoặc là người quốc gia này toàn bộ chết xong. Phi tinh tiên tôn lạnh lùng nói ra, không có một tia tình cảm. Ha ha, nếu những người kia biết, có thể hối hận đến ruột điều xanh rồi hay không? Thạch hạo sau khi chạy trốn tới khu vực an toàn, mười phần khó chịu. Hắn lúc đầu đã có thể thử ngắt lấy gốc đại dược hỏa diễm kia, nhưng trước bị huyền băng tiên vương quấy rối, lại gặp tám đại tiên tôn chặn đường, sửng sốt để hắn không công mà lui. Ha ha, cũng không thể xem như quá thất bại. Hắn tìm hiểu lâu như vậy, hiểu rõ đối với Hỏa Chi Bản Nguyên Đạo lại nhiều một chút chút. Đương nhiên, giới hạn trong cảnh giới, hắn không cách nào chân chính vận dụng quy tắc bản nguyên, nhưng đều đứng tại độ cao bản nguyên, lý giải của hắn đối với tiên tắc khác lại có bao nhiêu sâu. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hiểu thấu đáo bản nguyên đạo, tương đương với nắm giữ bản nguyên kinh của tiên giới khó trách Diệp Thiên Tôn cũng không có đem bản nguyên kinh tiên giới lưu lại, bởi vì, cái này đã trực chỉ đại đạo hạch tâm, cần cấp bậc Thiên Tôn mới có thể nắm giữ, cái này không cách nào dùng văn tự, ngôn ngữ hay là bất kỳ phương thức nào để biểu đạt, chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình. Lĩnh ngộ được, có thể là cảnh giới đến, tự nhiên mà liền nắm giữ. Với Thạch Hạo mà nói, hiện tại đã có chút sở đến bên. Hắn đương nhiên không tiếp tục trở về hái thuốc, nói không chừng liền có tiên tôn tại đó trông coi hắn đổi chỗ khác, dù sao nơi này đại dược có rất nhiều. Thế là, thạch hạo đi điểm đại dược kế tiếp. Nơi này, hàn ý thấu xương, nhưng nở rộ một đóa hoa tươi kiểu diễm ướt át. Đại dược vô thượng, nhưng, chính là tiên tôn cũng vô pháp tiếp cận, bởi vì loại băng hàn này có thể cho hết thảy sinh linh đông kết. Thạch hạo nhìn thấy, nơi này có vài đầu sinh linh ngộ nhập, hóa thành băng điêu, cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại tại nơi này. Vì cái gì thạch hạo kết luận tiên tôn cũng vô pháp tiếp cận đâu bởi vì một đạo hóa thân của hắn tiến vào, trong nháy mắt liền trực tiếp đông lạnh phát nổ. Băng phong sau đó sụp đổ, thành một đống vụn băng. Phải biết, hiện tại hóa thân của hắn cũng là tồn tại phá vỡ tiên vương cực hạn, có thể dễ dàng diệt sát như vậy, không phải tiên tôn làm sao có thể chứ? Thạch Hạo đành phải lần nữa mở ra con đường tìm đường chết. Hắn lấy một ngón tay dò xét đi vào, trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi cảm ứng đối với ngón tay này, sau đó, hàn ý đáng sợ thuận theo ngón tay lan tràn tới muốn đem toàn bộ cánh tay của hắn đều là đông kết. Thạch hạo tráng sĩ chặt tay, lập tức đem chọn một tay đều là cắt xuống. Không dạng này không được, cứ trong nháy mắt như vậy mà thôi, cái tay này đã toàn bộ bị đông cứng, hoại tử. Không chặt đứt mà nói, sẽ chỉ đem toàn bộ người đều là bồi vào. Sau đó, hắn xếp bằng ở một bên, tinh tế thể ngộ. Thẳng đến đem tiên tắc dị chủng trong người hoàn toàn khu trừ ra, thạch hạo cũng có từng tia hiểu rõ đối với thủy chi bản nguyên đạo chỉ có thể nói là hiểu rõ, khoảng cách nắm giữ không biết kém bao xa. A, à, các tiên tôn lúc trước có thể ngộ đạo, có phải chính là thông qua loại phương thức này hay không? Bằng không, đi đâu cảm ngộ bản nguyên đạo đâu? Thạch Hạo rảnh rang suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục hành động tìm đường chết của mình. Một lần lại một lần, hắn chặt đứt cổ tay của mình, mà một lần lại một lần, hiểu rõ của hắn đối với thủy chi bản nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Qua 7 năm, hắn đã không cần tiếp tục chặt đứt toàn bộ cổ tay của chính mình. Bởi vì phản ứng của hắn đã cực nhanh, hơn nữa, đối với thủy chi bản nguyên có một chút hiểu rõ, hắn cũng có thể làm ra từng tia chống cự, làm quá trình xâm nhập trở nên chậm chạp, cho nên, một ngón tay là đủ rồi. Cái này không thể nghi ngờ tăng nhanh tiến độ thật to của hắn. Thời gian như bay, rất nhanh, 100 năm đi qua. Thạch Hạo tiến bộ kinh người. Hắn hiện tại có thể làm được đến tình trạng gì rồi? Một ngón tay luồn vào đi, có thể thu hồi lại, chỉ là một lớp da thịt bên ngoài sẽ bị đông lạnh hỏng. Nhưng xương cốt lại không ngại, tiến bộ lớn a. À. Cái này tự nhiên là bởi vì lý giải của hắn đối với thủy chi bản nguyên đã đạt đến độ cao nhất định, mới có thể làm ra chống cự như vậy. Nói cách khác, dù hắn hiện tại có đối đầu cùng bắc Miểu Tiên Tôn, đối phương cũng không có khả năng một kích đem hắn oanh sát, nhiều lắm chính là đem làn ra toàn thân hắn sinh sinh đông lạnh thôi. Cái này cũng rất khủng bố, nhưng khẳng định mạnh hơn quá nhiều so với bị một kích miểu sát. Ta tìm thêm mấy cái tuyệt địa như vậy để cảm ngộ một chút đem tám đại bản nguyên đều là nắm giữ từng tia, những tiên tôn kia lại đến truy sát ta, ta liền không cần bị động như vậy, dù không cẩn thận bị đuổi kịp, cũng có khả năng chạy trốn. Thạch hạo thì thào nói ra, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nhanh dào bước tiến lên chuẩn tiên tôn đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình thành tựu chuẩn tiên tôn, liền có thể địch nổi tiên tôn. Dù là còn kém một chút, nhưng chí ít cũng tại một cái cấp độ. Tới đi, hắn không tiếp tục dùng ngón tay đi thử, mà là cả người đi vào, lập tức vô tận hàn ý đánh tới thạch hạo vận chuyển tiên vương đạo tắc tiến hành chống cự tiên vương đạo tắc làm sao chống cự bản nguyên đạo căn bản không phải một cấp bậc đúng vậy đây quả thật là không được nhưng tại trong thời gian trăm năm này hắn không ngừng đem tiên vương đạo tắc mà mình nắm giữ dung hợp lại tăng lên thật nhiều uy lực của nó tựa như một sợi dây nhỏ ngăn không được lưỡi dao cắt chém nhưng đem mười mấy sợi thậm chí mấy trăm sợi dây nhỏ xoa đến cùng một chỗ cái này còn không thể đối kháng sao chí ít, miễn cưỡng đối kháng một hồi sẽ là không có vấn đề. Trước đó, Thạch Hạo chỉ có thể làm cho huyết nhục ngón tay chết cóng, dựa vào là chính là một chiêu này. Lại nói, hắn còn có tiểu tinh vũ, mỗi khỏa tế bào đều là một cái tinh thể, tự nhiên có được kháng tính cường đại. Nhưng mà, hàn ý lạnh thấu xương, cấp tốc kết một tầng băng xương trên người hắn, để tốc độ của hắn lập tức chậm lại. Thạch Hạo khó khăn đi vào, huyết dịch trong người giống như cũng muốn đông cứng, không cách nào tiếp tục lưu động được. Hắn dũng động sinh cơ trong người, Tiểu tinh vũ cũng phát uy, dâng trào ra năng lượng sinh mệnh mãnh liệt, để hắn có thể tiếp tục đi tới. Đây là đang thiêu đốt sinh mệnh. Thạch hạo nhe rằng, hắn vốn lại ít hơn một nửa bản nguyên sinh mệnh, bây giờ còn đang tiếp tục thiêu đốt. Nếu như không rảo bước tiến lên tiên tôn mà nói, hắn cái tiên vương này có lẽ chỉ có thể sống hơn 10 vạn năm. Bất quá, hắn lại tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh của mình. Không sao, chỉ cần có thể rảo bước tiến lên tiên tôn, tuổi thọ của hắn liền có thể đạt được tăng lên kinh người, mà trở thành đế tôn mà nói những bản nguyên sinh mệnh bị tổn thất này liền càng thêm không có ý nghĩa. Ách, nói không có ý nghĩa có chút khoa trương, nhưng ít ra ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Hơn nữa, một đầu khác của đường lầy lội, khả năng ẩn chứa vật chất sinh mệnh vô cùng kinh người, ngay cả tiên vương đều có thể sống ra mấy trăm vạn năm, chỉ cần hắn đi tới đó, còn cần lo lắng vấn đề thọ nguyên sao. Cho nên, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, thạch hạo không quan trọng lại tiêu hao bản nguyên sinh mệnh gian nan không gì sánh được, hắn rốt cục đi tới phía trước đó hoa băng xương kia lấy xuống. Hắn thu vào, sau đó, tiếp tục khó khăn đi trở về. Lúc hắn đi ra khỏi khu vực này, cả người đã hoàn toàn bị băng xương bao trùm. Rắc, hắn làm vỡ nát băng xương trên người, nhưng, ngay cả thịt cũng cùng một chỗ rơi xuống dưới, cả người máu thịt be bé bét, khiếp người không gì sánh được. Hắn vội vàng vận chuyển hồi xuân thuật, đồng thời, vận chuyển cửu tử thiên công, đối kháng với bản nguyên đạo tắc còn lưu lại. Dòng giã 7 năm trôi qua, hắn mới bắt đầu từ từ khôi phục. Thạch Hạo lắc đầu, hiện tại một lần thụ thương, thời gian khôi phục lại là lấy năm để đo lường, dính đến bản nguyên đạo, thật sự là khủng bố. Bất quá, đại dược cuối cùng cũng đến tay. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo bắt đầu uống thuốc, hắn lấy xuống một cánh hoa, sau đó ăn vào. Chỉ chốc lát, trong cơ thể của hắn liền bắt đầu tuôn ra năng lượng cường đại, còn có một loại thừa số huyền diệu, đem bản nguyên sinh mệnh tổn thất của hắn khôi phục không tính quá nhiều, nhưng ít ra bổ thêm cho hắn mấy ngàn năm thọ nguyên, còn có, tại phía dưới dược lực duy trì, lý giải của hắn đối với thủy chi bản nguyên đạo cũng có thêm một bước càng sâu. Đương nhiên, Thạch Hạo coi trọng nhất vẫn là tăng lên đối với tu vi. Rất nhanh, Thạch Hạo mỉm cười, cuối cùng không có lãng phí thời gian trăm năm này. Chỉ tốn thời gian 3 tháng, hắn liền hoàn toàn luyện hóa mảnh cánh hoa này, mặc dù không thể đem tu vi tiến lên đến thập tứ tinh trung kỳ, nhưng khoảng cách cũng không phải là rất xa xôi hắn lấy xuống cánh hoa thứ hai lại nhai a à, hắn lộ vẻ kinh ngạc bởi vì hắn cảm ứng đến một người quách dương đây là truyền nhân mạnh nhất dưới chứng phá thiên tiên tôn phá vỡ tiên vương cực hạn cùng một cấp bậc với mặc kiếm tâm bất quá so với trước đó tiến bộ của gia hỏa này rất rõ ràng không sai biệt lắm ân sắp rào bước tiến lên chuẩn tiên tôn thạch hạo làm lấy phán đoán thông qua xúc giác của tiểu tinh vũ hắn lập tức liền đem quách dương thăm dò ra toàn bộ một lúc sau, Quách Dương liền xuất hiện. Bởi vì Thạch Hạo thu liễm tất cả khí tức, có tiểu tinh vũ làm che lấp, chính là loại tồn tại như Quách Dương này cũng vô pháp phát hiện, cho nên, thẳng đến khi nhìn bằng mắt thường đến Thạch Hạo, y lúc này mới phát hiện, nơi này còn có một người. Thạch Hạo. Y đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra chiến ý, từ sau khi đánh với Thạch Hạo một trận, y vẫn đợi ở trong cấm địa không có ra ngoài. Y muốn đột phá chuẩn tiên tôn, làm liều một phen, y không muốn đi theo con đường nhân sinh mà phá thiên tiên tôn thiết định cho mình vận mệnh của y y muốn dùng bàn tay của mình nắm lấy cho nên y một mực đợi tại trong cấm địa muốn ở chỗ này đột phá chuẩn tiên tôn thậm chí thành tựu tiên tôn vị thạch hạo quách dương hét lớn một tiếng thật không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này vừa vặn ta muốn cùng ngươi tái chiến một lần lúc trước y chỉ là tiên vương thập nhị tinh không phải y không thể tiến thêm một bước mà là bị tiên tôn đè ép trực tiếp để y ngủ say đi Hiện tại, hạn chế này đương nhiên buông ra, mà tại trong cấm địa lại không thiếu tài nguyên. Y muốn tăng lên một cái cấp bậc, cần năng lượng so với thạch hạo ít hơn quá nhiều. Cho nên, Y hiện tại đã là tiên vương thập tam tinh. Lấy yêu nghiệt của Y, chiến lực chân thực đạt đến thập ngũ tinh, đây là tiêu chuẩn có thể so sánh với chuẩn tiên tôn. Đương nhiên, chỉ có thể coi là chuẩn tiên tôn yếu nhất. Bất quá, Y cũng chạm đến một tiêu một bên của chuẩn tiên tôn, cho nên, y lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước thực sự trở thành chuẩn tiên tôn từ tiên vương đến chuẩn tiên tôn nhìn như tiến bộ nghiêng trời lệch đất nhưng trên thực tế trên đại cảnh giới cũng không có xuất hiện biến hóa càng nhiều hơn chính là tăng lên tại trên quy tắc với tiên nhân mà nói tầm quan trọng của quy tắc vốn là xa xa cao hơn lực lượng cho nên bước vượt qua này cũng không cần cái chuẩn bị gì cảm ngộ vừa đến tự nhiên liền vượt qua thạch hạo đang luyện hóa tiên dược nào có thời gian để ý đến y tâm niệm hắn khẽ động chính là một đạo hóa thân đi ra chơi với ngươi hóa thân nói ra cái cái gì quách dương muốn chọc giận điên rồi y là ai thân đồ tiên tôn càng là có tiền đồ nhất bị phong ấn sinh cơ chờ đợi thời gian tới đón ban bằng không mà nói y đã chết sớm trong năm tháng kéo dài căn bản không phải người thời đại này cho nên đối mặt với tồn tại cường đại như vậy thạch hạo thế mà chỉ xuất động một đạo hóa thân đến ứng đối ngươi là xem thường ta đến cỡ nào tốt tốt. Quách Dương nói liên tục nói ba chữ tốt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lạnh lẽo. Ngươi đánh bại ta một lần, liền cho rằng có thể tùy ý cha đạp ta sao? Có thể nhìn không dậy nổi ta như vậy rồi. Không được. Y nhìn đạo hóa thân này của Thạch Hạo, tốt, y là bại tướng, không thể nói dũng. Bất quá, chờ y đánh nổ đạo hóa thân này, Thạch Hạo còn có thể lại ngồi sao? Cút ngay. Y vọt tới, hướng về phía đạo hóa thân này của Thạch Hạo đánh ra một quyền. Bành. Thạch Hạo đón đỡ, nhưng hóa thân của hắn mới chiến lực thập tinh, mặc dù cũng là phá vỡ cực hạn, nhưng so sánh cùng Quách Dương, đây chính là kém dòng dã ngũ tinh. Một kích mà thôi, Thạch Hạo hóa thân liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó trực tiếp sụp đổ. Chính diện cứng rắn, chiến lực còn chênh lệch ngũ tinh, đây không phải muốn chết sao? Thạch Hạo lại không thèm để ý, lại ngưng ra một đạo hóa thân. Lại đến. Lần này, đạo hóa thân này chủ động hướng về phía Quách Dương phóng đi tiên vương đạo tắc trong tay hắn ngưng tụ, tổ hợp. Ngươi còn không hết hy vọng. Quách dương nhíu lông mày lại, lại vung một quyền. Bành! Thạch hạo hóa thân không chút huyền niệm lần nữa bị đánh bay. Nhưng để quách dương lấy làm kinh hãi chính là, đạo hóa thân này lại không có vỡ nát. Làm sao có thể chứ? Y thấy rõ ràng, đạo thạch hạo hóa thân này chỉ là tiên vương thập tinh. Đúng vậy, hóa thân đều có thể đạt tới thập tinh. Thạch hạo xác thực ngưu xoa không gì sánh được, nhưng y chính là chiến lực thập ngũ tinh, trọn vẹn có được ưu thế năm sao nghiền ép, theo lý mà nói, một kích xuống dưới, thạch hạo hóa thân nên vỡ nát, giống như trước đó vậy. Chuyện gì xảy ra? Thạch hạo cười một tiếng, không khác, hắn chỉ là đem tiên vương đạo tắc ngưng tụ, gây dựng lại. Tiên nhân cường đại, chín thành đến từ tiên tắc, cho nên, hắn đem tiên vương đạo tắc ngưng tụ, tự nhiên thẳng tắp tăng lên chiến lực. Đương nhiên, lại gây dựng lại đạo tắc thế nào, tranh lệch năm sao vẫn còn quá lớn, hắn vẫn là hoàn toàn không địch lại không sao, chất lượng không đủ, số lượng đến đụng. Hư hư hư, từng đạo hóa thân từ trong thân thể của hắn bắn ra, 100,100. Một nghìn đủ chứ, lại nhiều hơn cũng vô pháp đồng thời xuất thủ. Mẹ nó, thấy cảnh này, quách dương không khỏi sắc mặt điều đen. Ngưng tụ hóa thân, cái này thực sự không khó, tiên vương có thể tùy tiện làm đến. Nhưng, có thể ngưng tụ hóa thân đánh vỡ cực hạn tiên vương. Cái này ngưu xoa không gì sánh được, mà số lượng còn có thể hơn ngàn. Đây quả thực là quái vật cường hãn như y, muốn diễn hóa ra hóa thân tiên vương cấp, vậy nhiều lắm là cũng chỉ có 10 đạo. Đây là y còn phá vỡ tiên vương cực hạn, nếu không một đạo đều khó có khả năng. Thạch hạo đâu? Nghìn đạo. Ngươi đây là quái vật gì? Oanh, một nghìn đạo hóa thân đồng thời hướng về phía quách dương vọt tới, bởi vì đều là thạch hạo hóa thân, cái phối hợp này đương nhiên ăn ý đến vượt qua bất luận cái tổ hợp gì. Bành bành bành, nghìn đạo hóa thân ra quyền, đối với quách dương 360 độ không góc chết đánh tung. Quách Dương vội vàng phản kích, y chính là nắm giữ ưu thế năm sao chiến lực, đây là khái niệm gì? Trên lý luận, sự cường đại của Y Cần Thạch Hạo diễn hóa ra 100.000 đạo hóa thân mới có thể địch nổi. Nhưng, thập vạn hóa thân lại không thể đồng thời xuất thủ, cho nên chênh lệch năm sao là vô giải, đừng nói chỉ có 1.000 đạo, chính là 100.000 đạo, y cũng là hổ gặp bầy dê, có thể tùy ý tra đạp. Nhưng, sự thật lại hoàn toàn khác biệt cùng tưởng tượng mỗi đạo hóa thân của Thạch Hạo, thực lực cường đại đều là vượt xa khỏi tưởng tượng y đúng là bị một nghìn hóa thân địch nổi. Điều này có ý vị gì? Thạch hạo hóa thân. Chiến lực đúng là cao tới thập nhị tinh. Thập nhị tinh. Người lại không có vận dụng tiên vương khí, làm sao có thể lập tức liền đem chiến lực tăng lên nhiều như vậy? Lại nói, dù ngươi dùng tiên vương khí, cũng không có khả năng tăng lên chiến lực phía trên cực hạn. Sau khi khiếp sợ, chính là vô tận nổi giận. Thạch hạo lại thực sự chỉ lấy hóa thân liền ngăn trở chính mình. Thua thiệt y còn muốn đánh bại thạch hạo, kết quả đây người ta chỉ là bằng hóa thân liền đem y ngăn trở đây là tranh lệch cực lớn cỡ nào không 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 quách dương chịu không được dạng nhục nhã này y chính là tuyệt đại thiên kiêu lúc trước như mặt trời ban trưa chẳng những chấn áp tất cả thiên kiêu ở thời đại của chính mình chính là thế hệ cường giả trước lại có cái nào là đối thủ của y ngoại trừ tiên tôn y cử thế vô địch hiện tại ngay cả hóa thân của người ta đều không thể chấn áp hai mắt y phun lửa mãnh liệt tự phụ, kiêu ngạo, tạo thành một loại ý chí sắt thép, một loại bức thiết không gì sánh được. Y muốn đột phá, thành tựu chuẩn tiên tôn, lập tức đem chiến lực tăng lên gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Làm như vậy, y liền có thể tùy tiện trấn áp Thạch Hạo hóa thân, mặc kệ số lượng khủng bố cỡ nào. Quách Dương tiếp tục cùng Thạch Hạo hóa thân kịch chiến, với y mà nói, chiến đấu như vậy vừa là sỉ nhục, lại là động lực, thiên tài như y, có đôi khi cũng chỉ là thiếu một chút áp lực mà thôi. Giết, giết Giết, ánh mắt y đều đỏ, y không thể tiếp yêu dạng sỉ nhục này, tuyệt không. Sau 13 ngày, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, mà khí tức của Quách Dương thì bắt đầu trở nên không ổn định. Y đến lần danh đột phá thiên tài như y, kỳ thật tại thời điểm thập nhị tinh liền có được tư cách trùng kích chuẩn tiên tôn, chỉ là y muốn đem bản thân rèn luyện càng thêm cường đại, mới có thể không có đột phá chuẩn tiên tôn, mà là tiếp tục trùng kích tiên vương cực hạn. Cho nên, chuẩn tiên tôn với y mà nói, cũng không phải là rất khó đột phá. Dù sao, y tồn tại chính là để tiếp ban tiên tôn, nếu ngay cả chuẩn tiên tôn đều không thể đột phá, lại nói thế nào tới vị trí tiên tôn đâu. Chỉ là, nguyên bản y có khả năng cần mấy trăm năm mới có thể đi ra một bước này, lại tại phía dưới thạch hạo kích thích, chỉ là hơn 10 ngày liền hoàn thành. Thiên tài. Từ điểm đó mà nói, y thật sự là thiên tài không gì sánh được. Oanh. Rốt cục, y hoàn thành đột phá. Đây không phải tăng vọt trên lực lượng, đương nhiên theo y vững chắc cảnh giới lực lượng vẫn sẽ có tăng lên nhưng tại vận dụng quy tắc y lập tức liền bước ra một bước dài chuẩn tiên tôn nhò ngó một tia bản nguyên đạo có thể vận dụng từng tia như vậy thậm chí tại trong lúc này bản nguyên đạo sẽ còn rèn luyện thân thể của y để y hoàn toàn khác biệt với tiên vương bởi vậy cũng có thể dung nạp càng nhiều lực lượng bành 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 y ra tay bá đạo từng đạo hóa thân của thạch hạo đều là không chịu nổi một kích như là người dơm bay múa chiến lực tăng vọt gấp 10 lần, y tự nhiên nghiền ép, chỉ là mấy trăm quyền mà thôi, tất cả hóa thân của Thạch Hạo đều bị y lần nữa chấn vỡ. Thạch Hạo, đánh với ta một trận." Quách Dương ầm ầm nói nói, khí tức chuẩn tiên tôn bắn ra, ở trong đó đã có một tia bản nguyên đạo, mặc dù ít đến thương cảm, lại làm cho y có được uy của tiên tôn. Thạch Hạo mỉm cười, "Ngươi rất biết đánh nhau sao? Đánh bại ngươi, không thành vấn đề." Quách Dương ngạo nghễ nói ra, "Ngươi đúng là một cái đối thủ rất tốt." nhưng cũng tiếc chính là còn không có thành tựu chuẩn tiên tôn ngươi không vào cảnh giới này căn bản sẽ không biết cũng vô pháp tưởng tượng chuẩn tiên tôn sẽ có cường đại cỡ nào dù là từng tia bản nguyên đạo đó cũng là siêu việt phàm tục thuộc về lực lượng cường đại nhất thế gian đến chiến y lao đến cũng không có vận dụng tiên vương khí đều đã thành chuẩn tiên tôn tiên vương khí đối với y lại không có bất cứ tác dụng gì tay của y so với tiên vương kim còn muốn sắc bén còn cứng rắn hơn cho nên bản thân y chính là binh khí mạnh nhất đương nhiên y còn có thể lấy bản nguyên đạo ôn dưỡng tiên vương khí đem tiên vương khí thăng cấp đạt tới tình trạng chuẩn trí tôn bảo khí chân trí tôn bảo khí nhưng bây giờ chính y mới vừa vặn đột phá đâu có thể nào để binh khí thăng cấp đâu nhưng y tay không tất sắt đã đầy đủ thạch hạo thở dài vì cái gì nhất định phải quấy dày chính mình đâu ta không đếm xỉa tới ngươi hắn nói ra tiện tay chính là quất tới một bàn tay bành sau đó quách dương liền bay ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung bành quách dương ngã dầm trên mặt đất y nằm mở to hai mắt như ngớ ngẩn y cũng không có bị đánh cho trọng thương cũng không có tại thời điểm rơi xuống xúc động sát cơ gì trong cấm địa cho nên thân thể của y là không có chuyện gì có việc chính là tinh thần của y mẹ nó nhận trùng kích thực sự quá lớn y cái chuẩn tiên tôn này thế mà bị thạch hạo một bàn tay liền đánh bay rồi dựa vào cái gì a à? y không thể nào tiếp thu được ba chữ chuẩn tiên tôn có ý vị như thế nào đệ nhất nhân phía dưới tiên tôn thế nhưng là thạch hạo vẫn chỉ là tiên vương liền có thể chà đạp y phải biết trước đó y đánh không bại thạch hạo hóa thân hiện tại thật vất vả đột phá chuẩn tiên tôn coi là có thể quét ngang nhưng không ngờ chủ thân người ta chỉ là tùy ý ra một bàn tay mà thôi y liền nằm trên mặt đất cái này cũng xứng khiêu chiến người ta nói đùa cái gì y không nghĩ tới đến không nổi giống như y liền có thể đem đây hết thảy xem như mộng dạng này liền tốt thạch hạo cười nhạt một tiếng không tiếp tục để ý tới tiếp tục luyện hóa đại dược quách dương nằm ba ngày lúc này mới bò lên hướng về phía thạch hạo nghiêm nét mặt nói ta sẽ cố gắng đột phá tiên tôn hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể mạnh như vậy không hổ là thiên kiêu đỉnh phong dù là chịu đả kích lớn như vậy y vẫn là khôi phục tự tin chuẩn tiên tôn đánh không lại vậy liền tiên tôn tái chiến thạch hạo cười một tiếng tốt ta chờ ngươi tới khiêu chiến ta quách dương gật gật đầu quay người rời đi lần này y thật muốn liều mạng để cầu nắm giữ càng nhiều bản nguyên đạo hoàn thành thân thể chất biến đến lúc đó y liền có thể đi khiêu chiến tiên tôn tranh đoạt quyền khống chế bản nguyên đạo nếu thành y chính là tiên tôn mới nếu bại vậy hết thảy đừng nói thạch hạo cũng đổi một chỗ tiến về điểm đại dược kế tiếp mặc dù quách dương đã là chuẩn tiên tôn Gặp tiên tôn cũng phải trốn tránh, không có khả năng bại lộ bí mật của mình, nhưng Thạch Hạo lưu tại nơi này cũng không có cái ý nghĩa gì, hắn có thể một bên luyện hóa đại dược, một bên đi đường, cũng bắt đầu lĩnh hội bản nguyên đạo nơi đó nhoáng một cái, lại là 7 năm trôi qua. Thạch Hạo rốt cục đi tới Thập Tứ Tinh đỉnh phong, có được tư cách đột phá. Hắn đang muốn đột phá, hóa thân lại đột nhiên phản hồi tin tức tới. Tám đại tiên tôn dùng con tin uy hiếp hắn xuất hiện. Con tin nào? Thạch Hạo sau khi thấy rõ liền bật cười những con tin này chính là những người lúc trước nháo phân ra nhất định phải ra ngoài về tiên vực lúc đầu hưởng thụ sinh hoạt hiện tại tốt lại trở về bất quá là bị bắt trở về cứ bọn họ nói đùa cái gì lúc trước đưa bọn họ rời đi liền nói đến rõ rõ ràng, ràng ràng tự gánh lấy hậu quả bất quá ác thú của thạch hạo đột phát hắn muốn nhìn một chút biểu lộ hối hận của những người này thế là hắn diễn hóa ra một đạo hóa thân hướng về địa điểm ước định mà đi chủ thân thì là bắt đầu đột phá không chậm trễ hóa thân xuất phát chỉ là mấy ngày sau liền đi tới dưới một tòa vách núi ở trên đó có một đám người bị trói lên mỗi một cái đều là run lẩy bẩy chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio hiện tại những người này hối hận muốn chết lúc trước không muốn đồng cam cộng khổ cùng thạch hạo cho rằng bọn họ là truyền nhân tiên vương hẳn là hưởng thụ nhân sinh cao cao tại thượng nhất định phải phân ra la hét trở về trong bọn họ có ngọc tiên dù là không có tiên vương duy trì, nhưng, hai đại tiên vực hồng võ, huyễn hải hiện tại cũng không có tiên vương, ngọc tiên đủ để xưng vương xưng bá. Nhưng thời gian rất tốt còn không có hưởng thụ mấy ngày đâu, bọn họ liền bị tóm lấy, dùng để bức bách thạch hạo hiện thân. Thạch hạo không đến, trong bọn họ mỗi ngày liền sẽ có một người bị giết. Thật sự là chết oan. Bọn họ đã giải thích qua vô số lần, bọn họ cùng thạch hạo không có quan hệ, thạch hạo không thể là vì bọn họ hiện thân, nhưng người ta căn bản không để ý tới họ, giết không tha cái này khiến bọn họ hối hận đến ruột điều xanh. Sớm biết, sớm biết, hiện tại, bọn họ đã triệt để tuyệt vọng, cũng không còn biện hộ chính mình không có quan hệ cùng Thạch Hạo. Nhưng, mỗi ngày đến thời điểm muốn giết người, biểu lộ chết lặng của họ vẫn là sẽ động dung. Thạch, Thạch Hạo, đột nhiên, có người lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Không cách nào biện bạch, đây rốt cuộc là chấn kinh, hay là vui sướng. Đây là một tên ngọc tiên, bằng không mà nói, nhãn lực không có khả năng tốt như vậy, Tại trong cấm địa cách xa như vậy còn có thể thấy rõ người. Tọa chấn nơi này chính là đoạn không tiên vương thuộc về Bắc Miểu nhất mạch. Lúc trước nếm qua Thạch Hạo thua thiệt, bị Thạch Hạo cướp đi đại dược lão để mắt tới thật lâu. Để thời gian lão ngưng tụ thiên địa luân lại bị đẩy về sau một mảng lớn. Cho nên lão đường đường là tiên vương, cửu tinh đều là cố ý chờ lệnh đến trông giữ những con tin này. Mỗi khi giết một người, lão đều sẽ đem tưởng tượng thành Thạch Hạo, hả giận. Những người này biện xưng không có quan hệ gì với Thạch Hạo. Ha ha, sợ chết thôi, tự nhiên muốn liều mạng chống chế. Ngươi nhìn, bọn họ hiện tại đã không nói. Lão ngồi cao ở trên không, nhìn xem Thạch Hạo, thản nhiên nói, ngươi tới cứu người rồi. Không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Lão hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì thần ý của tiên tôn nhìn chằm chằm vào nơi này, chỉ cần Thạch Hạo xuất hiện, các tiên tôn cũng sẽ xuất hiện, tuyệt sát tiểu tử này. Cho nên, lão sợ cái gì đâu? Thạch Hạo mỉm cười, đúng vậy nghe được thạch hạo gật đầu thừa nhận người trên sườn núi đều là vừa mừng vừa sợ thạch hạo thực sự chịu tới cứu bọn họ để bọn họ không thể tin được thế nhưng là người trước mặt này chẳng lẽ là giả sao tốt rất tốt đoạn không tiên vương lạnh lùng nói ra chỉ cần thạch hạo cố lấy những con tin này vậy thì dễ làm rồi nói không chừng đều không cần tiên tôn xuất thủ một mình lão là có thể giải quyết quỳ xuống lão bỗng nhiên quát lớn thạch hạo móc móc lỗ tai khinh thường nói ta một thân ngông nghênh Sao lại quỳ người? Đoạn Không, tranh thủ thời gian thả người, bằng không mà nói, ta liền giết ngươi. Đẩy người tới. Đoạn Không Tiên Vương phất phất tay. Trên sườn núi, lập tức có người chọn một con tin, đẩy lên bên cạnh, lấy lưỡi dao gác ở trên cổ. Không quỳ, y liền sẽ bởi vì ngươi mà chết. Đoạn Không Tiên Vương lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo ra vẻ lòng căm phẫn, ngươi làm như thế, không cảm thấy quá vô sỉ sao? Cứu ta, cứu ta. Thạch Hạo ta cũng coi là biểu ca bà con xa của ngươi. Con tinh kia thì là bị dọa đến thét lên. Y là người bên nhà mẹ đẻ của ô Nguyệt Di, nhưng quan hệ đã rất xa. Đoạn không tiên vương sủi cười, bây giờ nói những cái này có ý nghĩa gì? Thạch hạo, ngươi có quỷ hay không? Thạch hạo, nhanh quỷ xuống. Nhanh quỷ xuống. Con tinh kia cảm giác trên cổ đã có máu tươi dỉ ra, không khỏi gấp đến độ kêu to. Thạch hạo, ta là biểu ca của ngươi, biểu ca. Ngươi muốn lục thân không nhận sao? thấy gã quát tháo thạch hạo như thế đoạn không tiên vương không khỏi lộ ra dáng tươi cười thoải mái thạch hạo cười một tiếng biểu ca gì kia ngươi cứ yên tâm đi thôi ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi báo em gái ngươi thù ta không muốn chết người kia chửi ẩm lên hoàn toàn mặc kệ ban đầu là do chính mình muốn rời khỏi cấm địa mà thạch hạo lại có nghĩa vụ hy sinh chính mình tới cứu bọn họ sao gã muốn thật có cốt khí nên mắng đoạn không tiên vương mắng tám đại tiên tôn đoạn không tiên vương hừ một tiếng hướng về đao phủ gật gật đầu phốc phần cổ người kia liền hiện lên một đạo máu tươi sau đó bị từ trên đỉnh vách núi đẩy xuống bành gã quẳng xuống đất sau đó một đường lăn hướng thạch hạo nhưng cấm địa khắp nơi đều là sát cơ gã còn không có lăn đến cả người liền đã chém thành bụi chỉ là ngân linh tiên thôi nếu là bản thân gã căn bản không có khả năng tới chỗ này đổi lại một người đoạn không tiên vương chỉ huy thế là lại có một người bị bắt giữ tới bên bờ vực Thạch Hạo, ngươi muốn trơ mắt nhìn những người này toàn bộ tử vong sao?" Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về phía Đoạn Không Tiên Vương giết tới. Hắn đương nhiên không muốn cứu người, nhưng môn hạ của tám đại tiên tôn, giết một cái là một cái. Oanh! Một cái bàn tay kinh khủng từ trên trời giáng xuống, không chút huyền niệm liền đem Thạch Hạo chụp chết. Bất quá, một đạo hóa thân mà thôi, không quan trọng gì. Đoạn Không Tiên Vương ngẩn ngơ, lão đương nhiên biết là tiên tôn xuất thủ nhưng bày ra đại trận như thế, thạch hạo lại đã chết không có ý nghĩa như thế. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của lão. Nhưng, tiên tôn đều đã xuất thủ, thạch hạo muốn thật có thể hoàn thủ mới là kỳ quặc quái gở. Cũng tốt, rốt cục chết rồi. Hắn không chết. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm của tiên tôn vang lên, đây chỉ là một đạo hóa thân của hắn thôi. Cái gì? Đoạn không tiên vương sững sở, hoàn toàn không thể tin được. Lúc trước tám đại tiên tôn vây công thạch hạo, lão cũng không có tham gia cho nên không biết thạch hạo có được mấy vạn hóa thân nhưng cũng may mà hắn không có đi bằng không mà nói lúc trước lão cũng muốn chết ở nơi đó một đạo hóa thân lão thấy rõ ràng cái thạch hạo này tu vi tuyệt đối ở trên lão lão căn bản nhìn không thấu nhưng bây giờ lại nói một nhân vật mạnh mẽ như thế thế mà chỉ là một đạo hóa thân cho là lão sẽ không diễn hóa hóa thân sao ai hóa thân có mạnh như vậy tiên tôn sao thế nhưng là tiên tôn xuất thủ căn bản không có tâm tình giải thích cho lão con tin cũng vô pháp đem thạch hạo dẫn tới xem ra tiểu tử này là muốn quyết tâm trốn ở trong cấm địa không tu thành tiên tôn tuyệt không đi ra làm sao bây giờ mới có thể đem hắn bức ra đâu thạch hạo cười một tiếng tiếp tục trùng kích thập ngũ tinh một năm sau hắn rốt cục đại công cáo thành hiện tại đột phá thật là khó hắn chỉ là cảm thán một chút liền lại đầu nhập vào trong tham ngộ đối với bản nguyên đạo không nắm giữ bản nguyên đạo, chỉ là xếp tiên vương đạo tắc, khi đó đối kháng với chuẩn tiên tôn vẫn được, nhưng đối đầu với tiên tôn chân chính, hắn khẳng định không địch lại, thụ thương không thể bình thường hơn được. Chỉ có bản nguyên đạo mới có thể đối kháng bản nguyên đạo. Chuẩn tiên tôn chỉ có thể nắm giữ từng tia bản nguyên đạo, nhưng nếu như Thạch Hạo có thể đồng thời nắm giữ chín chi bản nguyên đạo, vậy hắn hẳn là liền có thể chân chính đối kháng với tiên tôn. Hắn hiện tại vẫn chỉ là thập tiên vương ngũ tinh, nhưng đã làm chuẩn bị vì chuẩn tiên tôn năm tháng như thoi đưa. Thạch Hạo không ngừng mà thăm dò tại từng cái tuyệt địa, một là tìm kiếm tuyệt thế đại dược, hai là lĩnh hội bản nguyên đạo, có đôi khi cũng sẽ trở về tìm bọn Tô Mạn Mạn, mang theo bọn hắn chuyển di, chuyển sang nơi khác đợi. Cứ như vậy lại qua 300 năm, Thạch Hạo đã là đem thập ngũ tinh đều muốn tu đầy. Tám đại tiên tôn hiển nhiên tiến một bước ý thức được sự uy hiếp của Thạch Hạo, bởi vì mấy trăm năm thời gian gần nhất, tìm kiếm của họ trở nên tấp nập không gì sánh được. Đây là chỗ sâu cấm địa, thậm chí là khu vực hạch tâm, cho nên nguy hiểm ở nơi này cũng là vượt xa địa phương khác động một tí liền có thể để cường giả tiên tôn cấp vẫn lạc thời điểm trước đó chính là các tiên tôn cũng không dám lấy tốc độ tìm kiếm tương đối nhanh trong mảnh khu vực này bất quá hiện tại các tiên tôn chẳng những lần lượt gấp rút tìm kiếm chính là tốc độ cũng hơn rất nhiều hơn nữa các tiên tôn tự hồ cũng tìm được biện pháp đặc thù để phân biệt hắn cùng hóa thân khoảng cách gần quan sát các tiên tôn đương nhiên một chút cũng có thể thấy được khác nhau nhưng, cự ly xa mà nói, thạch hạo cố ý tản mắt ra khí tức bản thân, vẫn là rất có tính lừa gạt. Nhưng, hiện tại không thể thực hiện được. Cái này đưa đến kết quả chính là, tỷ lệ thạch hạo bị phát hiện tăng lên. Oanh! Một đạo uy áp đáng sợ giáng lâm, thạch hạo lập tức nắm lên hai vị tiên vương hồng võ, huyễn hải liền chạy. Bọn họ tự trọng thân phận, không có tiến vào tiên cư, cho nên, thạch hạo đành phải mang theo bọn họ. Hưu, thạch hạo một cái thuấn di, liền xuất hiện tại địa phương vô cùng xa xôi, hơn nữa, nơi này là khu vực an toàn sẽ không bị sát cơ trong cấm địa chém dụng đây đương nhiên là do hắn trước đó đã lấy tiểu tinh vũ thăm dò rõ ràng cho nên nói ở nơi này thạch hạo như cá gặp nước năng lực hành động so với tiên tôn mạnh hơn quá nhiều phá thiên tiên tôn hiện thân lập tức vỗ ra một trưởng hàn mang màu vàng hóa thành một đạo thiên mâu hướng về phía thạch hạo chém qua một kích này khu vực bao trùm vô cùng cường đại ầm ầm thiên mâu lướt qua hết thảy đều là hóa thành hư vô thật là lực phá hoại đáng sợ không hổ là nắm giữ kim chi bản nguyên chủ sát phạt nhưng mà đây cũng không phải là lần thứ nhất thạch hạo giao thiệp cùng tiên tôn khoảng cách thuấn di vừa lúc ngay tại bên ngoài đạo công kích này phá thiên nhị ngốc còn kém một chút lần sau lại nỗ lực thạch hạo cười ha ha lại là một cái thuấn di xuất hiện ở tại chỗ rất xa mặt mũi phá thiên tiên tôn tràn đầy rét lạnh lão hiện tại thật sự là hối hận lúc trước thực sự không nên nghe diệt lôi tiên tôn uy hiếp Đáp ứng tại trước khi tiểu tử này có được lực lượng chuẩn tiên tôn thì không xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này láo cá như vậy, chính là tiên tôn xuất thủ đều là khó mà bắt được. Hơn nữa, chiếu theo thuyết pháp yêu nghiệt của tiểu tử này, khả năng trong vòng ngàn năm liền có thể uy hiếp được địa vị của những tiên tôn bọn họ này. Chỉ là ngàn năm. Đối với các tiên tôn kéo dài tuổi thọ mà nói, ngàn năm thật sự là trong nháy mắt liền qua. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Nếu như là tại ngoại giới, tám đại tiên tôn còn có thể dựa vào địa hình hình thành lưới bao vây, nhưng đây là cấm địa, thần ý của bọn họ cũng không dám tùy ý loạn dương, nếu không rất dễ dàng bị cấm địa chém dụng, vậy phiền phức liền lớn, cho dù là bọn họ, cũng cần mấy vạn năm thời gian tới chữa trị. Tỉ như lần này, lão phát hiện thạch hạo, lại không cách nào kịp thời thông chi bảy đại tiên tôn khác. Thần ý phát ra không đi ra, chỉ có thể tự mình đi thông chi, vậy đợi đến khi bọn họ một lần nữa chạy đến, thạch hạo sẽ còn ở chỗ này sao? hắn choáng váng mới có thể còn đợi ở nơi này phá thiên tiên tôn nhíu mày tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn thạch hạo từng bước một trưởng thành đến tình trạng sánh vai cùng bọn họ sao lão đứng tại chỗ không hề động ở chỗ này truy kích thạch hạo là phí công đối phương thích ứng với nguy hiểm ở nơi này hơn xa so với bọn họ ngược lại là bọn họ phía dưới truy kích cực dễ dàng phát động sát cơ dẫn tới phiền toái cực lớn cho mình mấy ngày sau bảy đại tiên tôn khác cũng tuần tự tìm tới chúng ta cứ tiếp tục truy sát như vậy không được. phá thiên tiên tôn nói ra. theo ý ngươi lại phải như thế nào? thanh mục tiên tôn nhàn nhạt, nhạt hỏi. phá thiên tiên tôn trầm ngâm một chút, để tu la giới hỗ trợ. cái gì? bảy đại tiên tôn khác đều là chấn kinh, người là điên rồi sao? tu la giới, đó là cùng bọn họ thủy hỏa bất dung, hiện tại lại để cho bọn chúng hỗ trợ. đây không phải bảo hộ lột ra sao? âm hồn đối với sinh linh có một loại sức cảm ứng đặc thù. phá thiên tiên tôn không biến sắc chút nào, lão đã nghĩ tới chuyện này rất lâu. Cho nên, đại lượng âm hồn tiến vào nơi đây, hẳn là rất dễ dàng tìm tới nơi hạ lạc của tiểu tử kia. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể kịp thời giết ra, bố trí lưới bao vây, giết chết kẻ này. Khác bảy đại tiên tôn nghe, đều là lộ ra thần sắc tâm động. Đánh giết thạch hạo, đã thăng lên đến độ cao bức thiết không gì sánh được. Bởi vì, tiểu tử này một khi thành tựu tiên tôn mà nói, chiến lực có thể sẽ có một không hai thiên hạ, mà bây giờ bọn họ truy sát kẻ này, ngày sau tiểu tử này sẽ không trả thù sao chạy tới một bước này liền quyết định bọn họ cùng thạch hạo thế bất lưỡng lập không chết không thôi nếu mà so sánh chủ động dẫn âm hồn tu la giới tiến vào đây quả thật là rất không ổn nhưng lấy thực lực của bọn họ đến lúc đó lại đem âm hồn tiến vào diệt đây cũng là sự tình đơn giản cỡ nào ảnh hưởng trái chiều ha ha đây chính là cấm địa cơ hồ không có sinh linh ở đây hơn nữa liền xem như có bọn họ thế nhưng là tiên tôn cao cao tại thượng ai lại dám chỉ trích bọn họ tốt quyết định tốt chúng ta lập tức đi tu la giới bất quá không thiếu được muốn bị lường gạt hư có thể giết tiểu tử kia tổn thất lại nhiều đồ vật hơn cũng đều có thể cầm về hơn nữa đến cấp độ chúng ta này còn có thứ gì có thể bị chúng ta coi trọng tám đại tiên tôn liên thủ hướng về thông đạo hai giới mà đi ở trong cấm địa có một cái thông đạo hai giới cực lớn bất quá bởi vì bản thân tiên giới chấn áp lại thêm sát cơ trong cấm địa đối với âm hồn cũng là có áp dụng cho nên nơi này rõ ràng có một cái thông đạo cực lớn nhưng không có âm hồn xâm lấn từ nơi này hành động tìm chết căn bản không ra được cấm địa liền toàn quân bị diệt các tiên tôn tiến vào tu la giới khí thức sinh mệnh cuồn cuộn chiếu sáng vạn dặm để âm hồn có lại xa hơn cũng đều có thể cảm ứng được rõ rõ ràng ràng bởi vậy đại lượng âm hồn nhao nhao lao qua nhưng là tiên tôn là lớn bực nào xa xa tất cả âm hồn đều là ngừng lại không dám tới gần một phần đây chính là tiên tôn cường đại, cho dù là âm hồn không có linh trí, chỉ biết giết chóc đều là sợ hãi. Thế nào, muốn xé bỏ hiệp nghị sao?" Một cái thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên tại trong đầu tám đại tiên tôn. Tu la giới có đại đế mở miệng. "Nếu như thế, chúng ta có thể không để ý hiện tại liền khởi xướng chiến tranh." Vị đại đế này tiếp tục nói. Bắc Miểu tiên tôn lắc đầu, "Lần này chúng ta tới, là muốn hướng các ngươi mượn một chút binh." "Mượn binh?" Tên đại đế kia không khỏi bật cười. Bản tọa không có nghe lầm chứ? Ngươi không có nghe lầm." Phi tinh tiên tôn tiếp lời nói, "Chúng ta muốn tìm một người, cho nên hy vọng tu la giới có thể cho mượn đại lượng âm hồn tìm kiếm người này." Vị đại đế này cũng không có hiện thân, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, giống như đang tiến hành suy tư, một lát sau, nói, "Bản tọa tại sao phải giúp các ngươi? Không giúp chuyện này mà nói, chúng ta liền ở chỗ này đại khai sát giới." Vạn độc tiên tôn lạnh lẽo nói ra, "Phốc xích vị đại đế kia lập tức cười phun tới thật sự là chết cười bản tọa chạy đến bản giới các ngươi còn dám mở miệng uy hiếp tám vị các ngươi vẫn là ngẫm lại lấy ra chút vật gì có giá trị có thể để cho bản tọa động tâm đi mặc dù bản tọa cũng không có tâm ha ha truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tên đại đế tu la giới này cười lạnh một cái nói nhưng tám đại tiên tôn đều không có nể tình cười theo tên đại đế này cũng không có để ở trong lòng lắc đầu tám vị lấy ra chút thành ý đến nếu không bản tọa liền muốn đi các ngươi muốn giết liền cứ việc giết tốt dù sao loại âm hồn phổ thông này còn nhiều rất nhiều mỗi một cái thời gian hô hấp đều có vô số âm hồn từ dương giới các ngươi tới phá thiên tiên tôn lắc đầu muốn hướng tu la giới mượn binh sao có thể vắt chảy ra nước chúng ta có thể đưa ngươi một gốc thiên hồn thảo lão nói ra thứ này đối với tầm bồ linh hồn có kỳ diệu hơn nữa chỉ sinh tại tiên giới ngươi mặc dù là đại đế tu la giới nhưng bình thường hẳn là không ít giao chiến cùng đại đế khác, lấy đặc thù của âm hồn, chỉ cần thụ thương, đó chính là linh hồn bị thương, đối với ngươi có tác dụng lớn. Tên đại đế kia lần nữa trầm ngâm, sau đó nói, mười cây. Mẹ nó, ngươi tại sao không đi đoạn? Tám tên tiên tôn đều là lộ ra thần sắc bất mãn, thiên hồn thảo thế nhưng là đại dược vô thượng, dù là đối với những tiên tôn bọn họ này đều có diệu dụng. Nhưng, loại đại dược này chỉ sinh trưởng tại trong cấm địa, hơn nữa còn là nơi cực sâu, cho dù là những tiên tôn bọn họ này muốn lấy được đều là muôn vàn khó khăn, huống chi còn có yêu cầu về niên hạn sinh trưởng, làm sao cũng phải cất bước 100.000 năm. Cho nên, những tiên tôn bọn họ này cũng bất quá chỉ có một gốc hàng tồn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Người mới mở miệng chính là 10 cây, thật đúng là không biết xấu hổ. Lại nói, âm hồn có mặt sao? Trong lòng những tiên tôn này cũng dâng lên một cái cười lạnh, đương nhiên, bọn họ đương nhiên sẽ không nói ra được không có khả năng, chúng ta không có nhiều thiên hồn thảo như vậy. Cửu Diễm Tiên Tôn quả quyết cự tuyệt. Tên đại đế kia ha ha mà cười, "Như vậy đi, vậy liền năm cây thiên hồn thảo, lại thêm năm cực dương quả." Nghe nói như thế, tám đại tiên tôn lại là hơi biến sắc. Cái gì gọi là cực dương quả? Cái này cũng là một loại đại dược, chỉ sinh trưởng tại cấm địa, hiệu quả là tăng lên bản nguyên sinh mệnh của người dùng, đây là dùng để kéo dài tính mạng. "Bất quá, âm hồn vốn cũng không có thọ nguyên để nói chuyện." chỉ cần không bị oanh sát, vậy hoàn toàn có thể dài đằng đẵng mà sống sót, bằng không mà nói, Tu La giới như thế nào có khả năng chiếm cứ chủ động, liên tiếp xâm chiếm dương giới. Hơn nữa, dạng chiến tranh này đối với Tu La giới mà nói, cũng là lấy chiến dưỡng chiến, bởi vì sinh vật ở dương giới chết đi, linh hồn sẽ tiến vào Tu La giới, bổ sung binh lực cho bọn họ. Kéo xa, rõ ràng không chết, tại sao phải cần cực dương quả đâu? Bởi vì âm hồn phục dụng cực dương quả mà nói, trong khoảng thời gian ngắn sẽ tràn đầy khí tức sinh mệnh, giống như sinh linh. Điều này có ý vị gì? Sau khi bọn chúng tiến vào tiên giới, sẽ không bị thiên địa nhằm vào. Với đại đế mà nói cũng giống như vậy. Như vậy, nếu là một hơi thả năm tên đại đế tiến vào tiên giới, dù địa phương bước vào là cấm địa, vậy lại sẽ tạo thành tai họa ngầm to lớn cỡ nào? Cấm địa mặc dù nguy hiểm, nhưng vây được đại đế sao? Cho nên, yêu cầu này để tám đại tiên tôn đều là nhíu mày, chỉ cảm thấy hậu quả có khả năng nghiêm trọng không gì sánh được không đáp ứng tên kia đại đế cười cười điểm ấy thành ý còn không có còn muốn mượn binh được rồi bản tọa không cùng những quỷ hẹp hòi các ngươi này lãng phí thời gian sẽ tổn thọ ngươi căn bản là sinh vật bất tử sao là giảm thọ thật sự là cười lạnh không ngừng đâu chậm phá thiên tiên tôn mở miệng chúng ta đáp ứng soát bảy đại tiên tôn khác đồng thời nhìn sang chư vị đánh giết ác tử kia càng thêm khẩn yếu phá thiên tiên tôn trầm giọng nói ra lão nhất định phải thuyết phục bảy người khác bằng không mà nói, một mình lão sao có thể xuất ra nhiều đại dược như vậy? Bảy đại tiên tôn kia trầm ngâm một chút, đều là gật đầu. Đánh giết Thạch Hạo, đây là sự tình cực kỳ cấp bách ở hiện tại, nếu mà so sánh, sự tình khác đều có thể để qua một bên. Các vị sảng khoái như vậy, được, lúc nào đem đồ vật lấy tới, bản tọa liền lập tức cho các ngươi mượn binh." Vị đại đế kia cười nói. Tám đại tiên tôn không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi. Cái đại đế kia thu tiền không làm việc không thể nào, đạt tới cấp độ như bọn họ này, đâu có thể nào còn phải làm ra loại chuyện này. Thạch hạo đương nhiên sẽ không biết, tám đại tiên tôn vì đem hắn tìm ra, đã phát rồ đến mức cùng tu la giới hợp tác. Hắn như cũ đang chạy qua từng cái điểm đại dược, thứ nhất là hái thuốc, thứ hai cảm ngộ bản nguyên đạo dã tâm của hắn cực lớn, tại đồng thời lĩnh hội chín loại bản nguyên, đạo, bất quá, tham thì thâm, câu nói này dù là thả trên người thạch hạo cũng đều là áp dụng, bản nguyên đạo, rất khó tìm hiểu, Hắn đồng thời lĩnh hội nhiều bản nguyên đạo như vậy, khó tránh khỏi tạo thành hỗn loạn, nhiều khi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại tạo thành xung đột, tạo thành phiền toái rất lớn cho hắn. Nhưng đây là tất nhiên phải trải qua mục tiêu của Thạch Hạo là đế tôn, ý vị này hắn khẳng định phải nắm giữ chín chi bản đạo nguyên, mà tình huống bây giờ của hắn hiểm ác như vậy, không đồng thời lĩnh hội bản nguyên đạo, dù cho hắn bước vào chuẩn tiên tôn, thì như thế nào đối kháng với tám đại tiên tôn đâu? Có đỉnh phong tự nhiên cũng sẽ có thung lũng, chuyện rất bình thường lại là 50 năm sau, Thạch Hạo tạm dừng lĩnh hội đối với bản nguyên đạo. Hắn đạt đến thập ngũ tinh đỉnh phong, có thể đột phá. Cái này không có gì cần do dự, Thạch Hạo lập tức bế quan, trùng kích thập lục tinh. Thật sự là khó khăn, dù Thạch Hạo nhòm ngó bản nguyên đạo, hơn nữa còn là chín chi đều có đọc lướt qua, nhưng vẫn là khiến hắn bỏ ra thời gian không sai biệt lắm là 2 năm, lúc này mới hoàn thành đột phá. Lúc này mới thập lục tinh, còn có hai đạo hạm thập thất tinh, thập bát tinh, lại phải khó thành bộ dáng gì thạch hạo đều có chút không dám nghĩ từ từ tu luyện đi sau khi đột phá hắn vẫn là lĩnh hội bản nguyên đạo đây là hắn hiện tại thường ngày lại là nửa năm trôi qua đột nhiên trong lòng thạch hạo hơi động hắn sinh ra một loại cảm giác bị thăm dò bị phát hiện rồi tiểu tinh vũ lập tức phản hồi tới lại có một đầu âm hồn xuất hiện cái gì nơi này xuất hiện âm hồn thạch hạo lộ ra vẻ kinh ngạc chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào đây chính là cấm địa khắp nơi trên đất là sát cơ đối với âm hồn mà nói cũng giống như nhau nhưng âm hồn này bất quá là cấp bậc ngân linh tiên lại là làm sao tới được nơi này đúng vậy cấm địa theo một ý nghĩa nào đó mà nói rất công bằng tiên tôn tiến đến cũng chưa chắc đã an toàn bao nhiêu nhưng ngân linh tiên khẳng định càng thêm gánh không được hơn nữa âm hồn này hiển nhiên còn không có kha linh trí lại là làm sao một đường né qua sát cơ bản năng sao xác thực âm hồn có trực giác đối với nguy hiểm, nhưng một đường toàn bộ là dựa vào cảm ứng bản năng đối với nguy cơ mà đi đến chỗ này, vậy phải là may mắn dường nào. Trừ phi, trong lòng thạch hạo run lên, trừ phi có đại lượng âm hồn tiến vào nơi này, cho nên, mặc dù có rất nhiều âm hồn bị cấm địa giết chết, nhưng vẫn là có một bộ phận đi tới chỗ này. Như vậy vấn đề tới, vô duyên vô cớ, âm hồn làm sao lại đại lượng xuất hiện đâu. Không phải nói, hai giới ngưng chiến 100.000 năm sao hiện tại ngay cả vạn năm đầu tiên đều chưa từng qua, tại sao lại có âm hồn tới? Thạch hạo nhìn xem âm hồn này, mà âm hồn này cũng không có nhìn thấy hắn, chỉ là cảm ứng được khí thức sinh mệnh của hắn. Đây là khát vọng đối với huyết nhục của âm hồn, cũng là viết tại trong linh hồn. Không có gì đáng nói, thạch hạo điểm ra một chỉ, đúng, âm hồn này liền bị chấn diệt. Nhưng mà, hắn lập tức cảm ứng được, có tám đạo khí tức cường hoành không gì sánh được đang tiếp cận. Tiên tôn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha